thứ nhất, hắn không có tuyệt đối chắc chắn, dẫu sao nơi này là Thiên Dương vực. Thứ hai, hắn mới vừa cùng Trùng Dương chân nhân đạt thành giao dịch, nhân quả vận mệnh liên lụy quá sâu, há có thể tùy tiện làm trái lời hứa. Luân hồi chi chủ, ngươi không nên vọng động, nơi này là địa bàn ta. Trùng Dương chân nhân cười híp mắt nhắc nhở, nhưng ánh mắt chỗ sâu, nhưng thấm ra nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Hiển nhiên, hắn vậy sợ Diệp Thần động thủ. Cùng si ma bò cạp dung hợp Diệp Thần, nhất định chính là thiên ma chí tôn tái thế, hơi thở cực kỳ hung hãn. Đơn thuần lấy ma khí mà nói, liền ma tổ vô thiên cũng kém hơn hắn. Ha ha, Trùng Dương chân nhân, ngươi yên tâm, ta địch nhân hôm nay, là ma tổ vô thiên, không phải ngươi. Diệp Thần trong mắt sát khí thu hồi, bình tĩnh nói. Rất tốt. Trùng Dương chân nhân gật đầu một cái, quay đầu hướng Thánh Hỏa Điện chỗ sâu kêu lên, Tinh Nhiên, người đi ra. Hắn vừa dứt lời xong không lâu, một cái thiếu nữ xinh đẹp, liền từ Thánh Hỏa Điện nội bộ đi ra, chính là hắn thân truyền học trò, Phạm Tinh Nhiên, cũng là đệ nhị yêu cơ bản tốt chí giao. Sư phụ. Phạm Tinh Nhiên mặt đẹp bên trên, mang một chút phức tạp thần sắc, nhìn xem Trùng Dương chân nhân, lại nhìn xem Diệp Thần. Nàng cùng Diệp Thần, vậy coi là bạn tốt, nhưng hôm nay, phần này hữu nghị, tựa hồ rất khó lại duy trì tiếp, trừ phi nàng phản bội sư môn. Tinh Nhiên, người đi theo luân hồi chi chủ, kiến thức một chút hắn thần uy, thăm hắn là như thế nào giết ngược ma tổ vô thiên. Trùng Dương chân nhân phân phó nói. Dạ, sư phụ. Phạm Tinh Nhiên chăn thủ nhẹ một chút, liền phi thân rơi vào Diệp Thần bên người, nói, Diệp đại ca, đã lâu. Diệp Thần gật đầu một cái, biết Trùng Dương chân nhân phái ra Phạm Tinh Nhiên, đi theo mình, là chuẩn bị muốn tiếp thu si ma bỏ cạp. Trùng Dương chân nhân, người yên tâm, như ta thật giết ngược ma tổ vô thiên, ta sẽ đem đầu này si ma bỏ cạp đưa cho ngươi, cũng sẽ đem vị kia Văn Thiên Đại Sư mang về. Diệp Thần hướng Trùng Dương chân nhân nói. Luân hồi hứa một lời nghìn vàng, ta tự nhiên yên tâm rất. Trùng Dương chân nhân cười nói. Vậy ta cáo từ trước. Diệp Thần chắp tay tạm biệt, lập tức liền rời đi Thiên Dương vực, mang Phạm Tinh Nhiên, đi Tinh Nguyệt giới. Mị Tâm theo bản năng muốn cùng Diệp Thần đi, lại bị Trùng Dương chân nhân ngăn lại. Trùng Dương chân nhân cười nói, Mị Tâm tiểu thư, đại giá ngươi đến chơi, trước hay là ở lại ta Thiên Dương vực, ở tạm mấy ngày, ta vì ngươi tiếp đón khách tẩy trần. Mị Tâm trong đầu nghĩ, sư phụ kêu ta đến gần luân hồi chi chủ, ta hôm nay lại bị Trùng Dương chân nhân khó khăn, cái này nên làm thế nào cho phải. Ta nhiệm vụ thất bại, lấy sư phụ nóng nảy, hắn sợ không phải muốn giết ta. Nghĩ đến đà đế cổ thần tàn bạo thủ đoạn, Mị Tâm nội tâm một hồi khủng hoảng. Mà Mị Tâm sống chết, Diệp Thần là sẽ không hiểu. Thời khắc này Diệp Thần, cùng Phạm Tinh Nhiên đạp ở si ma bò cạp trên lưng. Qua lại hư không, nhanh chóng đi Tinh Nguyệt giới. Si ma bò cạp thân thể tinh thần, hoàn toàn bị Diệp Thần khống chế, không thể tự chủ, một chút thanh âm cũng không từng phát ra, vô cùng yên lặng. Diệp đại ca, người có lòng tin giết chết ma tổ vô thiên sao? Phạm Tinh Nhiên nhẹ nhàng sờ si ma bò cạp vậy so sắt thép còn lạnh hơn tuấn thân xác, hỏi. Có. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trả lời đặc biệt ngắn gọn. Ở ngắn ngủi này thời gian hai ngày bên trong, hắn đánh chết Lý Tuyệt Vân, chiếm đoạt trụ quang huyết mạch, tấn thăng thiên huyền cảnh tầng thứ 6, giờ phút này lại hoàn toàn khống chế được si ma bỏ cạp, có thể nói là lột xác. Tái chiến ma tổ vô thiên mà nói, Diệp Thần có lớn vô cùng chắc chắn, có thể đem đối phương chém chết. Dẫu sao, chiến trường là ở Tinh Nguyệt giới, hắn chiếm hết ưu thế. Cùng giết chết ma tổ vô thiên sau đó, ngươi thật muốn đem cái này đầu hung thú. Đưa cho ta sư phụ sao? Phạm Tinh Nhiên con người mang một vẻ lo âu cùng nghi ngờ, hỏi. Ừ, đúng vậy, ta đã cùng sư phụ ngươi thương lượng xong, ta sẽ không làm trái lời hứa. Dĩ nhiên, nếu như ta sau này thực lực đầy đủ, ta vẫn là có thể sẽ xuất thủ đoạt lại. Diệp Thần cười một tiếng nói, si ma bò cạp chính là nhất vĩ, là thập vĩ thần thú phân thân, giá trị không phải chuyện đùa, hắn tự nhiên không cam lòng tùy tiện mất đi. Phải không? Phạm Tinh Nhiên ánh mắt ám nhiên, không biết đang suy nghĩ chút gì. Diệp Thần trầm mặc, cũng không nói thêm gì nữa, hắn và Phạm Tinh Nhiên, sau này có thể sẽ là địch nhân, nhưng hôm nay, chí ít hai người còn coi là bằng hữu. Hắn phải đối mặt kẻ địch, ngày hôm nay chỉ có một cái, đó chính là... Ma tổ vô thiên.
Rất nhanh, Diệp Thần phá toái hư không, trở lại tinh nguyệt giới. Thời khắc này tinh nguyệt giới đang bao phủ ở một phiến hắc ám bên trong, khắp nơi đều là dơ bẩn cùng bẩn thỉu hơi thở, mặt đất đã bị hắc cùng đỏ máu loãng nhuộm thấu. Bầu trời bên trong, dư tợn kinh cức phương tọa, như tượng trưng cho thần chí cao vương quyền bính vậy, trôi lơ lửng ở đông nghịt đám mây. Ma tổ vô thiên ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, sau lưng có thiên địa pháp tướng hiện ra, đó là một tôn ngàn trượng cao tử thần pháp tướng, tay cầm lưỡi liềm, sát phạt ác liệt. Mấy đạo thân ảnh đang cùng ma tổ vô thiên tử thần pháp tướng đánh giết. Là đêm mẫu gió tiếng nói oanh, Huyền Hàn Ngọc, băng thần Vũ Lăng Hoa, tiểu thảo thần Thanh Nghiên, còn có Tử Lan, Kỷ Tư Thanh, Võ Giao đám con gái. Các nàng nhiều người như vậy, đối chiến ma tổ vô thiên một cái, nhưng lại có thể không chiếm được thượng phong. Diệp Thần thấy vậy, cũng là lấy làm kinh hãi. Thật ra thì gió tiếng nói oanh, Vũ Lăng Hoa đám người thực lực, cực kỳ cường hãn, nếu như là vậy dưới tình huống, quả quyết không thể nào nhiều người như vậy liên hiệp, vẫn không đánh thắng ma tổ vô thiên. Nhưng hiện tại, ma tổ vô thiên chấp trưởng tử thần quyền bính, vẫn ngồi ở kinh cức vương tọa phía trên, tử thần uy áp, nhưng là để cho gió tiếng nói oanh, Vũ Lăng Hoa đám người thực lực, lớn bị hạn chế. Thực lực của các nàng, đều không cách nào hoàn toàn phát huy được, mỗi cái người trong nội tâm, cũng mang theo một cổ âm thầm sợ hãi, đó là cùng bẩm sinh tới, đối chết sợ hãi. Thời khắc này ma tổ vô thiên, chính là tử vong bản thân. Hắn trên người tán phát ra khí tức tử vong, làm được gió tiếng nói oanh, Vũ Lăng Hoa các người, thực lực tối đa chỉ có thể phát huy ra một nửa. Phâu! Đây chính là tử thần chỗ đáng sợ. Tử thần uy áp, liền phổ thông thần minh đều có thể nghiền ép, để cho hắn tinh thần tan vỡ, không phát huy ra vốn là thực lực. Nếu là Vũ Hoàng Cổ Đế ở chỗ này, đối mặt luân hồi trận doanh nhiều cao thủ như vậy vây công, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng ma tổ vô thiên, nhưng có thể làm được khí định thần nhàn, có thể gặp tử thần quyền bính lợi hại. Tinh nguyệt giới mặt đất, vô số hắc ám cường giả, quỷ bí yêu ma, tàn phá hoành hành, chảy máu ngàn vạn giảm, rất nhiều luân hồi trận doanh các tín đồ, đều bị giết được quân lính tan rã, một phiến thảm thiết. Tôn chủ lúc nào trở về? Hắn không trở lại nữa, chúng ta sắp không chịu nổi. Ma tổ vô thiên quá đáng sợ, trong truyền thuyết tử thần, lại có thể đáng sợ đến tình cảnh này. Tử thần uy áp bao phủ, ta sức chiến đấu, tối đa phát huy ra 2-3 thành. Rất nhiều luân hồi tín đồ, tuyệt vọng kêu gào lên. Đối mặt cao cao tại thượng ma tổ vô thiên, tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Liền liền ở bên ngoài, rất nhiều xem cuộc chiến trong thần niệm, Vũ Hoàng Cổ Đế thần niệm, Thiên Nữ thần niệm vân, đều là rung động. Chấp trưởng tử thần quyền bính ma tổ vô thiên, có thể nói là thực tế thế giới đệ nhất nhân. Tử thần ý chí, không phải thái thượng thế giới võ giả có thể kháng cự. Ha ha, các ngươi còn đang giãy giụa chút gì? Thật lấy là Diệp Thần vậy tiểu tử, có thể trở lại cứu các ngươi sao? Đời này trong tinh không, có cơ duyên gì tạo hóa, có thể nghịch chuyển ta tử thần uy tín? Ma tổ vô thiên khinh thường cười lên, cái này thời gian 2 ngày, hắn đều đang đợi Diệp Thần trở về, nhưng từ đầu đến cuối đợi không được. Hắn đã vận dụng thiên ma tinh hải chỗ sâu hắc ám dơ bẩn, ô nhiễm liền tinh nguyệt giới mặt đất, để cho rất nhiều luân hồi trận doanh cường giả, rơi vào điên cuồng cùng rên rỉ. Cho dù gió tiếng nói oanh, Vũ Lăng Hoa các người liên thủ, vậy hoàn toàn không ngăn cản được uy nghiêm của hắn. Đây là tử thần uy nghiêm, không người có thể cùng chống lại. Ma tổ vô thiên, người ở gọi ta phải không? Ngay tại ma tổ vô thiên, chỉ đắc ý đầy thời điểm, bầu trời bên trong, bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm lãnh khốc. Đó chính là Diệp Thần bóng người. Chỉ gặp Diệp Thần bóng người, xuất hiện ở trên bầu trời, chân đạp xi ma bò cạp, cả người ma khí cuồn cuộn. Vô tận ma khí, ở Diệp Thần trên mình hội tụ, thánh ma thần mạch linh khí nổ, hóa thành một bộ ma bào. Vậy một bộ ma bào, phía trên thêu thiên luân ám tháng, vạn đạo ma tinh, hắc ám khí tức tràn ngập, như có một tòa vĩnh đêm vũ trụ tinh không, đang chậm rãi chuyển động, đặc biệt nguy nga. Diệp Thần, thằng nhóc ngươi trở về. Ma tổ vô thiên thấy Diệp Thần hạ xuống, nhất thời sợ hãi. Giờ khắc này, Diệp Thần trên mình bộc phát ra ma khí thần uy, thậm chí so với ma tổ vô thiên còn kinh khủng hơn. Diệp Thần trên mình ma khí, không phải tới từ hắn tự thân, mà là tới từ si ma bò cạp. Hắn mượn si ma bò cạp năng lượng. Ma tổ vô thiên,
Võ Giao, Gió Tiếng Nói Oanh, Huyền Hàn Ngọc các người, đều thấy được đầu kia bàng lớn như núi Nhạc Si Ma bò cạp. Tử thần trận doanh và luân hồi trận doanh các võ giả, cũng là rõ ràng cảm nhận được vậy đầu hung thú đáng sợ. Tất cả người, từ trong đáy lòng sinh ra một cổ sợ hãi. Cái này cổ sợ hãi, thậm chí vượt qua đối chết sợ hãi. Diệp thần dung hợp Si Ma bò cạp hơi thở, mãnh liệt ma đạo thần uy, lồng che thiên địa. Nguyên bản rơi vào bóng tối tinh nguyệt giới, giờ phút này đổi được hơn nữa hắc ám, tất cả mọi thứ thật giống như bị mực nhuộm qua. Chân chính tử thần, tựa như không phải ma tổ vô thiên, mà là biến thành diệp thần. Thập vĩ thần thú, đó là thập vĩ thần thú phân thân. Có người hét dầm lên. Làm diệp thần phủ xuống nháy mắt, thiên cơ kích động, tất cả mọi người đều dòm ngó thấy cổ xưa bí mật. Liên quan tới cuối cùng khủng bố, liên quan tới không không lúc nào không đáng sợ nhất thần thú, liên quan tới thập vĩ truyền thuyết. Diệp thần, người lại có thể hàng phục nhất vĩ. Ma tổ vô thiên con người hơi đông lại một cái, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết thập vĩ, coi như chỉ là phân thân, vậy thật khó thuần phục. Nhưng hiện tại, diệp thần nhưng đem Si Ma bò cạp đạp ở dưới chân. Ma tổ vô thiên còn không biết, diệp thần cùng trùng dương chân nhân đạt thành giao dịch, mượn dùng 36 đạo thiên hỏa ấn lực lượng, ngắn ngủi khống chế Si Ma bò cạp thôi, cũng không phải chân chánh thuần phục. Nhưng dù vậy, hôm nay diệp thần cũng có thể hoàn mỹ mượn dùng Si Ma bò cạp lực lượng. Ma tổ vô thiên, đến đây chấm dứt. Luân hồi sức mạnh to lớn, thêm chư ta thân, tinh không bờ bên kia, cho ta trấn áp. Diệp thần quát to một tiếng, hai cánh tay bỗng nhiên dương ra, điều động toàn bộ tinh nguyệt giới, toàn bộ luân hồi trận doanh khí vận năng lượng. Hắn biết, lực lượng bây giờ của hắn là mượn nhất vĩ lực lượng, tuy không thuộc về mình, nhưng đây cũng là chiến thắng vô thiên tốt nhất cơ hội. Tinh nguyệt giới chỗ sâu, còn không có bị ô nhiễm địa mạch, trong đó tích lũy khí vận năng lượng, toàn bộ hội tụ đến diệp thần trên mình. Toàn bộ luân hồi trận doanh, tín ngưỡng của tất cả mọi người lực, vậy hướng diệp thần hội tụ đi. Oanh! Một cái vạn trượng dài khí vận kim long, từ diệp thần trên mình nổ lên, khoáng đạt vô cùng. Điều này khí vận kim long, một sản sinh ra tới, bóng tối bầu trời, thì trở nên được quang đãng, kim quang chói lọi. Diệp thần mượn dùng bóng tối lực lượng, nhưng cũng không có bị hắc ám ô nhiễm. Một phiến thật lớn tinh không, rất nhanh từ sau lưng hắn bay lên, một chút xíu ánh sao sáng chói tách thả ra, cấu trúc thành một tòa luân hồi thiên quốc hình dáng. Đó là tinh không bờ bên kia vĩ đại khí tượng. Hơn nữa, là không có bị ô nhiễm, không có sa đọa, vô cùng tinh khiết, vô cùng thánh khiết tinh không bờ bên kia. Giờ khắc này Diệp thần, mượn dùng Si Ma bò cạp năng lượng. Còn có tự thân luân hồi lực lượng, lại là hiển hóa ra tinh không bờ bên kia vĩ đại khí tượng. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tinh không bờ bên kia khí tượng, coi như là không không lúc nào không bên trong cường giả, đều không cách nào hiển hóa, cũng không ai có thể mượn dùng cái thế giới kia lực lượng. Nhưng hôm nay, Diệp thần dựa vào Si Ma bò cạp, nhưng là làm được, có thể nói nghịch thiên. Tinh không bờ bên kia uy năng, kinh khủng bực nào. Diệp thần trên đỉnh đầu, tinh không bờ bên kia khí tượng một hiển hóa, thì có ầm ầm tiếng sấm nổ lên, từng đạo tinh không sáng chói thần lôi, mang diệt thế vậy sát phạt, cuồn cuộn bạo rơi xuống, hướng toàn bộ tử thần trận doanh đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Từng cái tử thần trận doanh các cường giả, bị tinh không thần lôi nổ chết, hài cốt không còn. Ô nhiễm liền nguyên phiến tinh nguyệt giới thiên ma tinh hải năng lượng, ở tinh không thần lôi oanh tạc hạ. Cấp tốc bốc hơi, suy suy hóa thành khói trắng. Vô số bóng tối khí tượng, đang nhanh chóng tan vỡ đi, không cách nào lại giữ. Tất cả mọi người đều rung động, trong quá khứ thời gian 2 ngày bên trong, tử thần trận doanh chiếm hết ưu thế, giết được tinh nguyệt giới rất nhiều võ giả, hoàn toàn không thở nổi. Nhưng giờ phút này, Diệp thần như vương giả vậy trở về, ra tay một cái, liền nghịch chuyển cục diện. Uy mãnh tinh không thần lôi, san bằng hắc ám. Rất nhiều hơn chết trận luân hồi các tín đồ, từ Diệp thần phía trên đỉnh đầu trong tinh không sống lại. Diệp thần dung hợp Si Ma bò cạp hơi thở, luân hồi huyết mạch thần uy bạo tăng, đã có nghịch chuyển sinh tử năng lực. Giờ phút này, Diệp thần lại là nghịch chuyển sống chết, nghịch chuyển thời gian sông dài, để cho mấy ngày trước chết trận tinh nguyệt giới đệ tử, luân hồi các tín đồ, toàn bộ sống lại. Người chết bóng người, xuất hiện ở trong tinh không,
Bọn họ tất cả người, trên mặt đều là mang to lớn vẻ rung động, rồi sau đó hô to Diệp Thần tên chữ, tiếng reo hò kinh thiên, tán tụng luân hồi vĩ đại cùng thần thích. Mà Tổ Vô Thiên thấy những cái kia người chết trận sống lại, sắc mặt nhất thời đổi được cực kỳ khó khăn xem. Thằng nhóc này, lại nghịch chuyển sống chết. Ta mới là tử thần, chỉ có ta, mới có tư cách nắm giữ sống chết quy luật. Mà Tổ Vô Thiên tức giận không dứt, trong tay hiển hóa ra tử thần quyền trượng vung lên, sau lưng ngàn trượng cao tử thần pháp tướng, cua to lớn được đủ để chảm phá chư thiên màu máu lưỡi liềm, hung hăng hướng Diệp Thần Tích giết đi. Ở dưới cơn thịnh nộ, mà Tổ Vô Thiên một kích này, cực kỳ khủng bố, hắc ám khí tức nổ, như muốn mục nát diệt chư thiên. Mà Tổ Vô Thiên, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Diệp Thần không sợ chút nào, mượn dùng trước si ma bò gặp năng lượng, câu thông tinh không bờ bên kia, một kiếm phá giết ra. Một kiếm này giống như đến từ trung cực, mang theo trung cực tinh không khủng bố thần uy, thần lôi cuồn cuộn, luân hồi khí nổ tung. Suy rồi. Một kiếm chém qua, mà Tổ Vô Thiên tử thần pháp tướng, tại chỗ sẽ bị Diệp Thần chảm phá, hóa thành hắc ám khí lưu tán loạn đi. Phốc xích. Mà Tổ Vô Thiên gặp cắn trả, tại chỗ hộc máu, gương mặt một phiến trắng bệch, trong con ngươi thấm ra to lớn thần sắc kinh khủng. Hắn đánh hơi được chết mùi vị. Vốn là, hắn là tử thần, chính là tử vong bản thân, là sẽ không chết. Nhưng hiện tại, hắn bắt được hơi thở tử vong. Diệp Thần cường hãn, đã bao trùm ở tử vong cái khái niệm này bên trên, bao trùm tử thần, xẻ thịt sống chết quy luật. Bàn về tu vi nói, Diệp Thần chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 6, theo lý mà nói, là không đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng, hắn mượn si ma bò cạp năng lượng, cả người cùng si ma bò cạp xung hợp, đem vậy thập vĩ thần thú huyết mạch huy năng, bùng nổ đến mức tận cùng, chấn áp sống chết, liệt tử vong cái khái niệm này, đều phải ở kiếm hắn phong hạ phá diệt. Thập vĩ thần thú, đó là cái gì tồn tại? Đủ để sánh bằng luân hồi đi đời sách tồn tại. Kinh khủng như vậy tồn tại, coi như chỉ là phân thân lực lượng, Diệp Thần mượn dùng đến, cũng là kinh thiên động địa khủng bố. Cường hãn, thật là cường hãn. Đáng tiếc đầu này si ma bỏ gặp, phải giao cho trùng dương chân nhân. Diệp Thần cảm nhận được mình lực lượng cường hãn, nội tâm vô cùng hưng phấn. Hắn nhìn xem si ma bỏ gặp, lại cảm thấy từng cơn không biết làm sao. Cái này si ma bò gặp giá trị, chân thực quá chân quý, phải giao cho trùng dương chân nhân, Diệp Thần tổn thất to lớn. Nhưng, giao dịch hiệp nghị đã đạt thành, Diệp Thần tự nhiên sẽ không vi phạm. Không có trùng dương chân nhân trợ lực nói, hắn hiện tại cũng không khả năng khống chế si ma bò gặp. Tại chỗ gió tiếng nói oanh, Vũ Lăng Hoa, võ giao các người, còn có tất cả luân hồi các đệ tử. Thấy Diệp Thần một kiếm chảm phá ma Tổ Vô Thiên tử thần pháp tướng, tất cả mọi người đều rung động, kịch liệt hoan hô ủng hộ. Trái cà chua. Ngoại giới, trong bóng tối xem cuộc chiến Vũ Hoàng Cổ Đế, thiên nữ các người, cũng là kinh hãi vạn phần, tuyệt đối không nghĩ tới mượn nhất vĩ lực lượng Diệp Thần, lại có thể sẽ lợi hại đến tình cảnh này. Diệp Thần, đây không phải là ngươi lực lượng. Ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Kinh Cức Phương tọa, cho ta chia nhỏ. Mà Tổ Vô Thiên vành mắt hết sức nứt ra, cảm thấy to lớn nguy cơ sinh tử, vung tay lên, Kinh Cức Phương tọa lại là hóa thành ngàn vạn điều dây bụi gai cái, như từng cái màu máu con chăn vậy chạy như bay ra, nếu như ùn ùn kéo đến xúc tu, hướng Diệp Thần quấn quanh đi. Hắn muốn mượn dùng Kinh Cức Phương tọa lực lượng, cưỡng ép đem Diệp Thần cùng si ma bỏ gạp, phân ra. Chỉ cần Diệp Thần cùng si ma bỏ gạp chia lìa, mất đi si ma bỏ gạp lực lượng trợ lực. Vậy thì không cách nào sẽ cùng hắn đối kháng. Ngàn vạn điều bụi gai gào thét tới, đứng ở Diệp Thần bên người Phạm Tinh Nghiên, cũng không hoảng hốt. Bởi vì nàng biết, Diệp Thần nhất định có thể thắng. Si ma bò cạp ẩn chứa lực lượng, chân thực quá kinh khủng, khủng bố đến thế giới hiện thật, trước mắt vẫn chưa có người nào có thể chiến thắng bước. Đừng nói là Vô Thiên, coi như là Vũ Hoàng Cổ Đế tới, cũng có thể thắng. Cái này xem là làm bừa. Nhưng võ đạo thế giới, chính là như thế tàn khốc. Cơ duyên chính là thực lực một phần chia. Diệp Thần cùng cái loại này lực lượng dung hợp, mà Tổ Vô Thiên coi như chấp trưởng tử thần quyền bính, cũng không khả năng lại đối kháng. Trụ quang quy luật, thiên hoàng địa lão. Diệp Thần phát ra một tiếng dài ngâm, ngón tay vung lên, lau một cái trắng xóa thời gian pháp tắc biển, gào thét ra. Những cái kia con chăn vậy, chạy như bay tới màu máu bụi gai.
ở tiếp xúc tới cái này phiến thời gian biển sau đó, liền phát ra thẻ xem kỹ xét tiếng vang, nhanh chóng khô héo bại mục nát đi xuống, nhanh chóng lão hóa. Diệp Thần gia tốc thời gian, để cho những cái kia bụi gai, toàn bộ lão hóa hết, toàn bộ héo tàn, hóa thành rễ khô, rớt xuống, hoàn toàn không tổn thương được hắn. Hắn hơi thở, cùng si ma bò cạp dung hợp sau đó, liên quan trụ quang huyết mạch uy lực, cũng là lớn lớn tăng lên. Cái gì? Ma tổ vô thiên thấy vậy, thần sắc nhất thời đại chấn, không nghĩ tới kinh cức vương tỏa cũng không cách nào đối kháng Diệp Thần. Thậm chí, ở Diệp Thần thời gian pháp tắc dưới sự xung kích, kinh cức vương tỏa được tổn thương nặng, ngai vàng bản thể xuất hiện ám đạm cùng rất nhiều khô héo dấu vết. Ma tổ vô thiên, nhận mệnh đi, sang năm hôm nay, chính là ngày giỗ của ngươi. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, hai tay ôm ngực, thân thể sừng sững không nhúc nhích, ý niệm động một cái, dưới chân si ma bò cạp, liền huy động sắt thép vậy nhọn đuôi bò cạp, mang cuồn cuộn khí độc, gào thét đánh về phía ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên đại chấn, hơi thở tử vong ép tới gần, hắn nhưng không cam lòng lúc này vẫn diệt, hét lớn. Hoàng hôn cự nhân, hồng nguyệt yêu nữ, mau hạ xuống giúp ta. Hắn liên tiếp lui về phía sau, ngửa mặt lên trời bào hiếu, lại là kêu gọi tử thần giáo đoàn cường giả hạ xuống. Vù vù, hư không chấn động, hai đạo cường đại bóng người, một nam một nữ, rất nhanh hạ xuống. Một người trong đó, chính là hoàng hôn cự nhân, cưỡi bát hoang hư thú, tay nhấc một chuôi hoàng hôn chiến kiếm, coi như là Diệp Thần người quen cũ, là tử thần giáo đoàn thứ 6 tiệc hộ pháp. Một người khác, là cái cô gái tóc đỏ, kêu hồng nguyệt yêu nữ, biệt hiệu hồng nguyệt lượng, ở tử thần giáo đoàn bên trong, xếp hạng thứ 5 tiệc, Diệp Thần cũng từng gặp qua. Hồng nguyệt yêu nữ lúc ban đầu ra đời, là tử thần giáo đoàn vì đối phó Nhâm Phi Phàm, phải lấy trăng đỏ phá giết huyết nguyệt. Chỉ bất quá, Nhâm Phi Phàm quật khởi quá nhanh, trực tiếp một bước lên trời, thành thiên đế chủ thần, đừng nói là hồng nguyệt yêu nữ, coi như là thiên khải chí tôn và ma nữ, đồng loạt ra tay, cũng không thể đè thêm chế. Nhưng, đối Diệp Thần mà nói, cái này hồng nguyệt yêu nữ, nhưng là một cái vô cùng hung hãn cường giả, tuyệt không thể khinh thường. Đã từng là hoàng hôn cự nhân, thiếu chút nữa một cái tát đập chết Diệp Thần, năm đó thánh quang tiên đế cũng là hắn giết. Cái này hồng nguyệt yêu nữ, so với hoàng hôn cự nhân còn lợi hại hơn, thực lực có thể tưởng tượng được. Ha ha, vô thiên, lại muốn triệu hoán chúng ta xuống sao? Hồng nguyệt yêu nữ liếc mắt liếc về ma tổ vô thiên, hơi có chút châm chọc cười nói. Ma tổ vô thiên sắc mặt trầm xuống, hắn mượn dùng ma nữ lực lượng, đích xác có thể triệu hoán tử thần giáo đoàn cao thủ hạ xuống trợ chiến. Nhưng làm như vậy, giá phải trả cực kỳ to lớn. Điều này đại biểu, hắn thiếu nợ ma nữ càng nhiều, sau này muốn giết ngược ma nữ, vậy thì càng khó khăn. À, là nhất vĩ, thằng nhóc ngươi, từ nơi nào hàng phục nhất vĩ thần thú? Đây là, hoàng hôn cự nhân kinh hô lên. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thần dưới chân cự hạt, chính là trong truyền thuyết nhất vĩ. Mượn nhất vĩ lực lượng, thời khắc này Diệp Thần, uy năng thậm chí bao trùm ở ma tổ vô thiên bên trên. Hồng Nguyệt yêu nữ vậy cảm thấy được nhất vĩ tồn tại, trong con người nhất thời lướt qua hung mang, thần sắc lại vô cùng là ngưng trọng. Trước cắt đứt hắn cùng một đuôi liên lạc. Hạ một sát, Hồng Nguyệt yêu nữ thân thể mềm mại một cướp, như nhanh như tia chớp giết cướp ra, đầu ngón tay vung ra từng cái ác liệt quy luật sợi tơ. Hoàng hôn cự nhân khua kiếm, cũng là từng cái quy luật kiếm khí chém ra. Hai người vận dụng quy luật, mang theo một chút nhân quả luật mùi vị. Bọn họ sở định nghĩa nhân quả luật, chính là muốn chặt đứt Diệp Thần cùng một đuôi liên lạc. Bọn họ biết, Diệp Thần cùng một đuôi tới giữa, hơi thở đã hoàn toàn dung hợp, phổ thông thủ đoạn tuyệt không khả năng phá vỡ, chỉ có vận dụng nhân quả luật. Nhân quả luật pháp thì vừa ra, vận mệnh sông dài tựa như đều bị khuấy, trong hư không nổ ra ùng ùng khí lưu tiếng nổ. Vô số điều quy luật sợi tơ, như thiên la địa võng vậy bao phủ hướng Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy một hồi nguy hiểm. Ở thực tế hạn chế hạ, vô luận là hoàng hôn cự nhân, vẫn là hồng nguyệt yêu nữ, bọn họ sức chiến đấu, cũng không thể vượt qua cao cấp tiên đế. Nhưng, bọn họ là không không thời không cường giả, nắm giữ rất nhiều quỷ bí quy luật lực lượng. Bọn họ dựa vào nhân quả luật quy luật, thật có khả năng, đem Diệp Thần và nhất vĩ hơi thở liên lạc, hoàn toàn chặt đứt. Diệp Thần vội vàng thúc giục Sima bỏ cạp, liên tiếp lui về phía sau, né tránh chém chết.
muốn lấy nhiều ăn hiếp ít sao? Vạn hoa đồng huyết nhãn, nghịch chuyển nhân quả, ảo tưởng đổi thành. Ngay tại Diệp Thần tránh lui thời điểm, một đạo vang dội thanh âm, từ không trung vang lên. Chủ nhân của thanh âm kia, còn không xuất hiện, bầu trời bên trong, liền nổi lên lau một cái lau huyết quang. Huyết quang sôi trào, hóa thành vô số ảo ảnh. Một phiến phiến ảo ảnh, thật giống như từng cục thủy tinh phiến, ở trên trời xen lẫn, hợp thành hoa mỹ vạn hoa đồng đồ án. Hồng Nguyệt yêu nữ và Hoàng Hôn cự nhân phát ra nhân quả luật pháp thì, tất cả quy luật sợi tơ, ở chạm được những cái kia vạn hoa đồng đồ án sau đó, liền bị ảo tưởng hóa, từ chân thật quy luật, biến thành ảo tưởng khái niệm, hoàn toàn tiêu trừ đi. Vô số ảo ảnh xen lẫn tới giữa, một đạo thanh niên bóng người, từ trên bầu trời hạ xuống. Chính là ngày xưa giết thiên đế, vạn hoa đồng huyết nhãn người chấp trưởng, Cổ Vĩnh Tiêu. Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối. Diệp Thần thấy Cổ Vĩnh Tiêu tới, nội tâm vui mừng. Tôn chủ, không có bị thương chứ? Cổ Vĩnh Tiêu nhìn Diệp Thần một mắt, ánh mắt tràn đầy cung kính, rồi sau đó khom người nói, xin lỗi, ta một mực ở điều dưỡng ánh mắt, thật ra thì còn không hoàn toàn hết bệnh, chỉ bất quá, luân hồi trận doanh đại nạn ngay đầu, ta không thể ngồi coi bỏ mặc. Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt bị tổn thương sau đó, liền một mực ở băng thần thiên tôn Vũ Lăng Hoa lãnh địa, vận mệnh thiên chỉ bên trong điều dưỡng. Ở mấy ngày trước, Vũ Lăng Hoa rời núi trợ chiến Diệp Thần thời điểm, Cổ Vĩnh Tiêu cũng muốn xuất quan, nhưng làm sao cặp mắt còn không hoàn toàn khôi phục. Nhưng đến ngày hôm nay, hắn cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, trực tiếp hạ xuống. Không sao, người có lòng. Diệp Thần cười nói. Giết thiên đế, là ngươi. Hoàng Hôn cự nhân và Hồng Nguyệt yêu nữ, thấy Cổ Vĩnh Tiêu tới, hơn nữa còn đối Diệp Thần cung kính như thế hình dáng, hai người đều là thần sắc đại biến. Bọn họ biết, ngày xưa Cổ Vĩnh Tiêu, chính là không không lúc nào không cao cấp sát thủ, cùng đêm hàn cạnh tranh thứ nhất thứ hai, là lôi thần ám các chủ, thậm chí tự tay giết chết lôi thần. Như vậy cao quý tồn tại, hôm nay nhưng quy thuận luân hồi trận doanh. Còn có ta. Vừa lúc đó, lại là một đạo uống tiếng vang lên. Hư không bể tan tành, một người vóc dáng cao ngất, tướng mạo khá là thanh tú nam tử, từ trên bầu trời đáp xuống. Lại là Diệp Thần đã từng là đệ tử, Tiêu Thủy Hàn. Tiêu. Diệp Thần thấy Tiêu Thủy Hàn tới, trong bụng lại là vui mừng. Hôm nay Tiêu Thủy Hàn, hơi thở cực kỳ ác liệt, mang theo một cổ chí cao ma đạo ý vận. Diệp Thần biết, Tiêu Thủy Hàn nhất định là cùng hắn ảo tưởng thân dung hợp, tới đây giúp mình. Tiêu Thủy Hàn ảo tưởng thân, là tinh không thần tộc một cái cao tầng đầu mục, đã từng dẫn vô số hỗn độn thiên ma, đi công kích cổ Phật Thánh Địa. Cực kỳ hung hãn. Dĩ nhiên, vậy không là chân thực hắn, mà là một đạo ảo tưởng thân, là đã từng xưa nhất thần minh cửa, cấu trúc đi ra ngoài ảo tưởng. Nhưng hôm nay, vậy đạo ảo tưởng thân, hiển nhiên cùng Tiêu Thủy Hàn chân thân dung hợp, để cho được Tiêu Thủy Hàn thực lực lớn tiến bộ lớn. Sư phụ, Tiêu Thủy Hàn đi tới Diệp Thần bên người, thần sắc hơi có chút phức tạp. Bởi vì, ngày xưa các cổ thần, nơi cấu trúc ra luân hồi thiên quốc, trên thực tế có thể là một cái sai lầm thế giới. Nếu như Diệp Thần thật thành lập như vậy thế giới, rất có thể chính là vạn kiếp bất phục. Không có sao, chuyện sau này hãy nói. Diệp Thần vỗ vỗ Tiêu Thủy Hàn bả vai, cũng biết hắn muốn nói gì. Nhưng cái này chút cuối cùng vấn đề, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Giải quyết Ma Tổ Vô Thiên, mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Ma Tổ Vô Thiên, Hồng Nguyệt yêu nữ. Hoàng Hôn cự nhân ba người, thấy Tiêu Thủy Hàn hạ xuống, sắc mặt lại là biến đổi. Nguyên bản bọn họ còn muốn, mượn nhiều người ưu thế, áp chế Diệp Thần. Nhưng hiện tại, Cổ Vĩnh Tiêu và Tiêu Thủy Hàn đồng loạt hạ xuống, đã để cho bọn họ ưu thế, không còn gì vô tồn. Vô Thiên, luân hồi khí vận hừng hực, hôm nay là giết hắn không chết, chúng ta đi trước, người tự thu xếp ổn thỏa. Hồng Nguyệt yêu nữ quay đầu nhìn Ma Tổ Vô Thiên một mắt. Thanh âm đạm mạc nói, rồi sau đó hướng Hoàng Hôn cự nhân nháy mắt, hai người nhanh chóng phá vỡ hư không, liền muốn rời đi. Nếu đã tới, không lưu lại chút gì, các ngươi cũng muốn đi. Diệp Thần ánh mắt run lên, lúc này có Cổ Vĩnh Tiêu cùng Tiêu Thủy Hàn ở bên người, hắn không có bất kỳ nỗi lo về sau nào, lập tức hội tụ toàn thân linh khí, vung chém ra một kiếm. Đại Mộ Thần kiếm, phá cho ta. Kinh khủng kiếm khí tiếng rít, phá giết ra. Để cho được thiên địa ma khí cuồn cuộn, một tòa thần ma lăng mộ khí tượng nổi lên,
giống như là muốn táng diệt chư thiên. Hào hùng kiếm khí, ngay tức thì biểu chém đến Hồng Nguyệt yêu nữ cùng Hoàng Hôn cự nhân sau lưng. Phốc xích, phốc xích. Hồng Nguyệt yêu nữ cùng Hoàng Hôn cự nhân đồng loạt trúng kiếm hộc máu, một phần chia thời gian tuyến, bị Diệp Thần chém rớt. Bọn họ ở thực tế hạn chế hạ, sức chiến đấu cùng Diệp Thần so sánh, hoàn toàn không sánh bằng, tại chỗ liền bị thương nặng. Thằng nhóc, coi là ngươi tàn nhẫn. Chờ ngươi bước vào không không lúc nào không, chính là ngươi ngày rỗ. Hoàng Hôn cự nhân tức giận nhìn chòng chọc Diệp Thần một mắt, ôm vô hạn cừu hận cùng oán phẫn, cùng Hồng Nguyệt yêu nữ chật vật chạy trốn đi. Nghĩ lúc đó, Tử Hoàng Thiên Cung Thái Thượng Công Đức chiến thời điểm, hắn một cái tát liền có thể đập chết Diệp Thần. Nhưng hôm nay, Diệp Thần lại có thể trưởng thành đến tình cảnh này, một kiếm liền đem hắn tổn thương nặng. Hắn muốn giết ngược Diệp Thần mà nói, trừ phi là Diệp Thần bước vào không không lúc nào không. Ở không không lúc nào không bên trong, hắn thực lực sẽ không lại bị bất kỳ hạn chế, mới có đánh chết Diệp Thần có thể. Diệp Thần nhìn hai người chật vật chạy trốn bóng người, khóe miệng nhưng là gợi lên vẻ tươi cười. Cùng hắn tương lai bước vào không không lúc nào không, hắn thực lực, so với hiện tại, cũng không biết mạnh hơn nhiều ít, lại đối mặt cái này hai người, lại có sợ gì. Ma Tổ Vô Thiên thấy Hoàng Hôn cự nhân cùng Hồng Nguyệt yêu nữ, đều bị Diệp Thần tổn thương nặng, sắc mặt nhất thời một phiến trắng bệch. Hắn biết, Diệp Thần ngày hôm nay đạt được nhất phí trợ lực, đó là vô địch thiên hạ, xẻ thịt sống chết quy luật, bao trùm tại tất cả người bên trên. Nhất phí mạnh mẽ, khủng bố như vậy. Bụi gai đường, bỏ chạy. Ma Tổ Vô Thiên ôm to lớn bi phẫn cùng không cam lòng, hắn biết mình ngày hôm nay đánh bại, muốn sống, phải lập tức thoát đi. Hắn thúc giục kinh cức phương tọa, hóa ra một cái bụi gai đường, lắc mình phi độn đi vào, muốn dọc theo bụi gai đường chạy trốn. Điều này bụi gai đường, hiện đầy bụi gai, người ngoài khó mà đến gần. Muốn đi, cho ta lưu lại. Diệp Thần ánh mắt run lên, lập tức huy động luân hồi thiên kiếm, kiếm khí phá giết, phải đem vậy cái bụi gai đường chặt đứt. Nhưng, ra dữ liệu, vậy cái bụi gai đường, đặc biệt bền bỉ, lấy Diệp Thần luân hồi thiên kiếm mũi nhọn, lại cũng không cách nào toàn bộ chặt đứt, chỉ là chặt đứt một phần chia. Gió tiếng nói oanh, Huyền Hàn Ngọc, Vũ Lăng Hoa các người, muốn xông qua lùng bắt Ma Tổ Vô Thiên, nhưng các nàng tới gần một chút bụi gai đường, liền gặp phải vô số cây có gai ngăn trở, hoàn toàn không cách nào động thủ. Ma Tổ Vô Thiên rất nhanh liền bỏ trốn, vậy cái bụi gai đường, chậm rãi tan vỡ, hóa thành từng cái nguyên thủy dây bụi gai củ cải, cuối cùng lại cấu trúc thành kinh cức phương tọa hình dáng. Ma Tổ Vô Thiên chạy trốn vội vàng lại chật vật, liền kinh cức phương tọa cũng không có mang đi. Diệp Thần tay một chiêu, vậy kinh cức phương tọa, liền hóa thành một đoàn thuần túy màu xanh đậm năng lượng, rơi vào trong tay hắn. Đây chính là kinh cức phương tọa sao? Diệp Thần nhìn vậy đoàn màu xanh đậm năng lượng, trong mắt híp lại. Kinh cức phương tọa, là 33 thiên thần thuật một trong, vừa là thần thông, cũng là pháp bảo, trên bản chất là một đoàn năng lượng thể. Cái này đoàn năng lượng thể, đã rơi xuống Diệp Thần trong tay. Diệp Thần cảm giác được, cái này đoàn năng lượng thể, đang kịch liệt vùng vẫy, muốn cởi cách hắn nắm trong tay bay đi, muốn trở lại trong tay của ma nữ. Đây là ma nữ lúc ban đầu quyết định nhân quả luật. Nàng đem kinh cức phương tọa, cho mượn Ma Tổ Vô Thiên, bỏ mặc chiến đấu thành bại, cái này kinh cức phương tọa, cũng sẽ trở lại trong tay của nàng. Đáng tiếc, cái này kinh cức phương tọa, ta lại không thể chấp trường. Diệp Thần hơi có chút than thở, kinh cức phương tọa là tử thần giáo đoàn cao nhất quyền bính tượng trưng. Nếu như hắn có thể cướp lấy kinh cức phương tọa, là có thể đả kích trầm trọng tử thần giáo đoàn kiêu căng. Tôn chủ, người muốn chấp trường kinh cức phương tọa sao? Cổ Vĩnh Tiêu Xích tới gần, hỏi. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, nhưng cảm thấy tay ở giữa năng lượng thể, tư sinh ra bụi gai đổ gai, châm thủng ra hắn, để cho hắn đau đớn khó nhịn. Chỉ cần hắn buông lỏng tay một cái này đoàn kinh cức phương tọa năng lượng, liền sẽ trở về không không lúc nào không, trở lại ma nữ trong tay. Đây là ma nữ quyết định nhân quả luật, trừ phi đem bản thân nàng giết, nếu không không người có thể nghịch chuyển. Chính là Nhâm Phi Phàm, Thích Gia Phật Tổ hạ xuống, đều không thể nghịch chuyển. Tôn chủ, ta có một cái mạo hiểm biện pháp, có thể để cho ngươi nắm trong tay kinh cức phương tọa. Cổ Vĩnh Tiêu đột nhiên nói. À, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Ma nữ bày ra nhân quả luật, dính líu tới nàng bổn mệnh pháp bảo,
cả ngày đế chủ thần đều không thể nghịch chuyển, trừ phi giết chết bản thân nàng. Ngươi có nghịch chuyển nhân quả luật biện pháp? Diệp thần hỏi. Ta không có, nhưng, tôn chủ, ngươi có. Ngươi luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, ngươi nếu như muốn lưu lại kinh cức vương tọa mà nói, có thể đem cái này ngai vàng, phong ấn đến ngươi liệt nhật mệnh tinh bên trong không gian. Luân hồi huyết mạch, là đủ để trấn áp nhân quả vận mạng tồn tại, chỉ cần cái này kinh cức vương tọa, tiến vào mạng ngươi tinh không lúc đó, cũng sẽ không lại chạy ra ngoài. Cổ Vĩnh Tiêu nói. Làm như vậy, sợ rằng sẽ cho ta luân hồi mệnh tinh, mang đến to lớn áp lực. Diệp thần nghe được Cổ Vĩnh Tiêu đề nghị, nhất thời nhướng mày một cái. Kinh cức vương tọa, uy năng kinh khủng bực nào, nếu là nhét nhập huyết mạch trong cơ thể, vậy Diệp thần trong huyết mạch mặt, liền sẽ bụi gai sinh, thời thời khắc khắc thừa nhận mặc đâm khổ sở, suy nghĩ một chút cũng đau khổ. Chỉ có biện pháp này, muốn để lại kinh cức vương tọa, phải bỏ ra điểm giá phải trả. Tôn chủ, người nếu có ý, có thể trước đem kinh cức vương tọa lưu lại, sau này sẽ chậm chậm mưu đồ luyện hóa. Cổ Vĩnh Tiêu nói. Vù vù, vù vù, vù vù. Diệp thần trong tay bụi gai đoàn năng lượng, kịch liệt chấn động đứng lên, cùng không không lúc nào không đồng tình. Hiển nhiên, ma nữ đang kêu gọi kinh cức vương tọa, muốn lấy lại cái này thần vật. Được rồi, liền phong ấn vào trong thân thể ta. Diệp thần ánh mắt kiên quyết, lập tức không do dự nữa, trực tiếp đem kinh cức vương tọa, nhét nhập huyết mạch trong cơ thể bên trong, phong ấn đến liệt nhật mệnh tinh bên trong không gian. Oanh! Liệt nhật mệnh tinh thế giới, bộc phát ra một hồi to lớn linh khí hỗn loạn. Kinh cức vương tọa chấn rơi xuống, mạnh mẽ bụi gai bắt đầu sinh trưởng, nhanh chóng phủ kín cả thế giới, như từng cái dã man rắn độc. Vô số bụi gai hoành xanh, để cho được Diệp thần huyết mạch, thừa nhận to lớn mặc gai đau đớn, thật giống như bị vạn mũi tên xuyên tâm vậy. Thật là đau. Thiên quân phong thần bia, bảo vệ. Diệp thần cắn răng, chỉ cảm thấy đau nhói bứt rứt, vội vàng điều động thiên quân phong thần bia, trôi lơ lửng ở liệt nhật mệnh tinh thế giới bên trên, lợi dụng thiên quân phong thần bia linh khí, uẩn dưỡng huyết mạch, chậm tách ra đau đớn. May là như vậy, Diệp thần vậy suốt mồ hôi lạnh cả người. Tôn chủ, như thế nào? Cổ Vĩnh Tiêu không kịp chờ đợi hỏi. Miễn cưỡng coi như là thành công. Diệp thần gật gật đầu nói, nhưng trong lòng có chút mộng ảo cảm giác. Tử thần giáo đoàn cao nhất pháp bảo, trấn giáo thần khí, lại có thể cứ như vậy bị mình cướp lấy, đơn giản là như mộng như ảo. Dĩ nhiên, vì giành lại kinh cức vương tọa, Diệp thần giá phải trả cũng là to lớn. Tại chưa có luyện hóa kinh cức vương tọa trước, hắn liệt nhật mệnh tinh, thì không cách nào lấy thêm để chiến đấu, nhất định phải thời khắc chân áp bụi gai. Thiên quân phong thần bia cũng phải ở lại mệnh tinh thế giới, không thể tùy tiện sử dụng. Bất quá, nói tóm lại, Diệp thần tâm tình là rất mau mắn, dẫu sao bắt lại kinh cức vương tọa, để cho tử thần giáo đoàn tổn thất thảm trọng. Lúc này, không không lúc nào không bên trong. Ma nữ đã cảm giác được thiên cơ, biết ma tổ vô thiên chiến bại, liền muốn triệu hồi tử thần quyền bính lực lượng, còn có kinh cức vương tọa. Nhưng hạ một sát, nàng nhưng cảm thấy, mình tâm thần, cùng kinh cức vương tọa tới giữa, lại có thể mất đi liên lạc, hoàn toàn không cách nào điều động. Chuyện gì xảy ra? Ma nữ thần sắc đại biến, bấm ngón tay tính toán, rồi sau đó hét dầm lên. Diệp thần, là ngươi thằng nhóc này. Thật là to gan, ngươi lại dám cướp đoạt ta kinh cức vương tọa. Ma nữ tức giận, trong lòng lại là khủng hoảng, liền liền thúc giục kinh cức vương tọa, muốn triệu hồi pháp bảo, nhưng hoàn toàn không có được bất kỳ đáp lại. Cái này kinh cức vương tọa, đã phong ấn ở Diệp thần mệnh tinh trong huyết mạch mặt, nàng muốn đoạt lại mà nói, trừ phi trước đem Diệp thần giết. Nhưng trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, lại nơi nào là dễ giết như vậy? Kinh cức vương tọa thất lạc, toàn bộ tử thần giáo đoàn, đều bị kinh động. Ung ung, ám tiếng sấm mãnh liệt, tựa hồ có tai họa lớn khí tượng đang nổi lên. Rất nhiều tử thần giáo đoàn các cường giả, đều cảm thấy cái này to lớn thay đổi. Đã từng thiên khải chí tôn bộ hạ, có rất nhiều mạnh bao nhiêu người, trong mắt lóe ra lạnh lùng hàn mang. Ma nữ ở trở thành tử thần sau đó, nhốt thiên khải chí tôn, cũng đem thiên khải chí tôn bộ hạ cũ, toàn bộ trấn áp thu phục. Nhưng hôm nay, nàng mất đi kinh cức vương tọa, rất nhiều ngày khải chí tôn bộ hạ cũ, nội tâm đã có phản bội ý. Một tràng kinh thiên gió bão, ở tử thần giáo đoàn nổi lên. Giờ phút nguy hiểm đó, ma nữ mất đi.
không chỉ là kinh cức phương tọa, còn có bộ phận tử thần lực lượng. Bộ phận này tử thần lực lượng, nàng đã cho mượn liền ma tổ vô thiên. Theo kinh cức phương tọa thất lạc, nàng bị cắn trả, tổn thương nguyên khí nặng nề, liền bộ phận này lực lượng, đều không cách nào thu hồi lại. Lúc này ma tổ vô thiên, chiến bại sau đó, chật vật chạy tới một nơi hoang vu trong hư không, vốn cho là kiêu hùng đường cùng, chỉ có vừa chết. Nhưng không lâu sau, hắn nhưng cảm giác được, tự thân tử thần quyền bính năng lượng, cũng không có tiêu tán, cũng không trở về quay về đến ma nữ trên tay, còn ở trong cơ thể hắn. Kinh cức phương tỏa, liệt nhật mệnh tinh. Thì ra là như vậy. Ma tổ vô thiên ánh mắt lóe sáng, trong thoáng chốc cảm giác được hết thảy, biết Diệp Thần cưỡng ép lưu lại kinh cức phương tỏa, để cho được ma nữ tổn thương nguyên khí nặng nề, liên quan vậy để cho hắn được lợi. Ha ha ha, trời tội nghiệp, ta ma tổ vô thiên, quả nhiên mới thật sự là tử thần. Ma tổ vô thiên đường cùng bên trong, thấy chuyển cơ, không khỏi được liều lĩnh cười to. Tinh nguyệt giới bên trong, Diệp Thần tự nhiên có thể cảm giác được, ma tổ vô thiên còn chưa có chết. Ma tổ vô thiên, ngươi tuy không chết, nhưng vậy không tư cách phách lối nữa. Diệp Thần ánh mắt như đuốc, động minh hết thảy. Bước vào thái thượng thế giới lâu như vậy, ma tổ vô thiên coi như là hắn cái đầu tiên đánh bại siêu cấp cường địch. Đối phó loại địch nhân này, Diệp Thần sẽ không có chút nào mềm tay. Hắn phái ra người, đi tiêu diệt ma tổ vô thiên ổ, cũng chính là kiếm môn thế giới. Còn có đã từng là hắc ám biển cấm, vậy không thể bỏ qua, tóm lại muốn tiêu diệt vô thiên trận doanh tất cả tồn tại. Dĩ nhiên, nếu như có ý quy thuận luân hồi người, Diệp Thần vậy sẽ xem tình huống thu nhận. Bận rộn cả ngày, mọi chuyện sơ định, ma tổ vô thiên ở thái thượng thế giới thế lực, có thể nói là bị từ cây rút lên. Từ nay về sau, thái thượng thế giới sẽ không có cái gì vô thiên trận doanh, tử thần trận doanh. Diệp Thần đánh bại ma tổ vô thiên, chuyện này, trực tiếp rung động toàn bộ thái thượng thế giới cùng thiên ngoại thiên. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể cường hãn như vậy, liền chấp trưởng tử thần quyền bính ma tổ vô thiên, cũng có thể đánh bại. Thậm chí, liền trong truyền thuyết kinh cức phương tỏa, cũng rơi vào trong tay hắn. Tạm thời tới giữa, Diệp Thần ở thái thượng thế giới danh tiếng vang xa, rất nhiều cường giả tới đây đầu dựa vào, nguyện ý quy thuận luân hồi. Chúng sinh giới cùng địa ngục giới, cũng nhập tinh nguyệt giới, đã từng là địa ngục giới vương, còn có chân lý Phật tổ Nhiên Đăng tổ sư, từ đây ở lại Diệp Thần chừng. Gấm hoa hiền hòa mềm, thành Diệp Thần thiếp thân thị nữ. Ở sau khi chiến đấu kết thúc, tiểu thảo thần Thanh Nghiên cùng Tử Lan, hướng Diệp Thần nói tạm biệt, hồi Thiên Thảo Sơn Trang đi. Băng thần Thiên Tôn Vũ Lăng Hoa, vậy hướng Diệp Thần nói tạm biệt, nàng cảm giác sâu sắc xấu hổ, nói. Ta lực lượng, so với đỉnh cấp thời điểm, suy sụp quá nhiều, ta người minh hữu này, hy vọng sẽ không kéo chân sau. Đang cùng ma tổ vô thiên chiến đấu bên trong, Vũ Lăng Hoa 100% sức chiến đấu, tối đa phát huy ra 50%, đều là bởi vì nàng nội tâm bên trong, tồn tại sợ hãi, đối chết sợ hãi. Đã từng đỉnh cấp thời điểm, nàng hoàn toàn không sợ hãi tử thần. Nhưng hôm nay, nàng đã đối tử vong có sợ hãi, thực lực suy sụp quá nhiều. Lăng Hoa cô nương, không nên tự trách, chờ sau này đi đến không lúc nào không, ngươi lực lượng hoàn toàn khôi phục, một loại là chí cao vô thượng băng thần thiên tôn. Diệp Thần cười trấn an, cũng không có ý trách cứ. Vũ Lăng Hoa thầm than thở một tiếng, tạm biệt đi. Cổ Vĩnh Tiêu bởi vì cặp mắt còn không hoàn toàn khôi phục, vậy đi theo Vũ Lăng Hoa trở về, hắn còn cần vận mệnh thiên trì năng lượng, tiếp tục chữa trị ánh mắt. Ở đem Vũ Lăng Hoa đưa đi sau đó, Diệp Thần trở lại Ngạo Thế Thiên Cung bên trong. Lúc này đêm mẫu gió tiếng nói oanh, còn có Huyền Hàn Ngọc, đều lựa chọn bế quan. Đang cùng ma tổ vô thiên trong chiến đấu, các nàng vậy cảm thấy tự thân chưa đủ, đối tử vong tồn tại sợ hãi, đang sợ hãi bị hành hạ, không cách nào đem thực lực hoàn toàn phát huy được. Diệp Thần gặp qua ma tổ vô thiên mạnh mẽ, tự nhiên biết tử thần lực lượng đáng sợ. Nếu là tử thần là Uyển Nhi, vậy thì tốt biết bao. Diệp Thần trong lòng than thầm, nếu là thân đồ Uyển Nhi thành tử thần, vậy hắn luân hồi trận doanh, thế lực không biết muốn bạo tăng nhiều ít. Đáng tiếc, ma nữ thành mới tử thần, thân đồ Uyển Nhi rơi vào ngủ say. Hiện tại Diệp Thần muốn làm, chính là hồi phục thân đồ Uyển Nhi, lại nghĩ biện pháp cướp lấy tử thần quyền bính. Thời khắc này thân đồ Uyển Nhi, đang ngủ say ở Ngạo Thế Thiên Cung một nơi tĩnh lặng trong phòng.
Diệp Thần đi tới nơi này gian phòng, liền thấy thân Đỗ Uyển Nhi, nằm ở một tấm trên giường ngọc, sắc mặt mang trắng bệch, hai tròng mắt khép lại, hơi thở đặc biệt yếu ớt. Nàng mẫu thân thân Đỗ Thiên Âm, đang rơi lệ ngồi ở bên cạnh nàng. Thân Đỗ Thiên Âm trước mắt đáng thương, nàng là hoàn toàn không nghĩ tới, mình cái này thân Đỗ gia tộc, lại có thể sẽ dính líu tới như vậy khổng lồ ván cờ bên trong. Thậm chí, con gái nàng thân Đỗ Uyển Nhi, hoàn thành cuộc cờ hạch tâm một trong. Tiền bối. Diệp Thần nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Diệp Thần, người tới. Thân Đỗ Thiên Âm thấy Diệp Thần tới, lau chùi hết khóe mắt lệ quang, vẫn là ám nhiên thần sắc. Tiền bối, ta là tới hồi phục Uyển Nhi. Diệp Thần móc ra một cái bình ngọc bên trong, chính trang trước tinh thuần hỏa chủng linh dịch, đủ để cho thân Đỗ Uyển Nhi thanh tỉnh. Người có thể để cho Uyển Nhi tỉnh lại. Thân Đỗ Thiên Âm thất kinh, có chút không dám tin tưởng. Ừ, tiền bối, người đi ra ngoài trước bên ngoài chờ ta rất nhanh là có thể để cho Uyển Nhi tỉnh lại. Diệp Thần nói. Thân Đỗ Thiên Âm trần chờ, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Thần, gật đầu nói, được, chỉ hy vọng Uyển Nhi thật có thể tỉnh lại. Nàng liền đứng dậy, ra gian phòng, thuận tay khóa lại cửa, ở ngoài cửa phòng chờ. Diệp Thần nhìn trong ngủ mê thân Đỗ Uyển Nhi, ánh mắt mang theo một chút yêu thương ý. Thân Đỗ Uyển Nhi ngủ say, chủ yếu là bởi vì nàng tranh đoạt tử thần quyền bính thất bại, gặp phải bóng tối cắn trả. Nàng kinh mạch bên trong, tồn tại rất nhiều quỷ bí hắc ám năng lượng, không cách nào dùng phổ thông thủ đoạn xua tan. Nhưng, chỉ cần mượn dùng mồi lửa năng lượng, liền có thể xua tan hết, để cho nàng tỉnh lại. Đang ngủ mê man thân Đỗ Uyển Nhi, khó mà uống hỏa chủng linh dịch, Diệp Thần liền trước đem hỏa chủng linh dịch đổ ra, chứa ở trong miệng mình, lại đổ đến thân Đỗ Uyển Nhi trong miệng. Hai người bốn môi giáp nhau, Diệp Thần đầu tiên là cảm thấy, thân Đỗ Uyển Nhi môi, lạnh như băng, không có một chút huyết khí. Rồi sau đó, theo hỏa chủng linh dịch, tiến vào thân Đỗ Uyển Nhi trong cơ thể, mồi lửa năng lượng tan ra, nàng trong cơ thể hắc ám bị đuổi tản ra hết, nguyên khí cũng lớn khôi phục, môi của nàng thì trở nên được ấm nóng. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, liền yên lặng nhìn chăm chú thân Đỗ Uyển Nhi. Thân Đỗ Uyển Nhi thật dài mắt lông mi mao, run rẩy, rồi sau đó liền mở mắt ra, tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh lại, liền thấy Diệp Thần mặt, chỉ cảm thấy như mộng như ảo, dù gì nói, Diệp Thần, là ngươi sao? Diệp Thần sờ mặt nàng, vui vẻ nói, là ta, Uyển Nhi, ngươi có thể coi là tỉnh. Lòng hắn muốn, hỏa chủng linh dịch quả nhiên hữu hiệu, không uổng công hắn bỏ ra giá lớn như vậy, liền si ma bỏ cặp tất cả đưa cho trùng dương chân nhân. Bây giờ thấy thân Đỗ Uyển Nhi tỉnh lại, Diệp Thần liền cảm thấy, hết thảy bỏ ra đều đáng giá. Thân Đỗ Uyển Nhi nắm Diệp Thần tay, cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể, mới biết mình không phải là nằm mơ. Nàng nước mắt chảy xuống, tâm tình hết sức kích động, ngực không ngừng phập phồng, hai cánh tay ôm Diệp Thần cổ, hôn đi qua, nhu nhược kia thân thể mềm mại vậy thiếp đi qua. Diệp Thần cảm thấy một hồi ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy Uyển Nhi, ôn nhu nói, tốt lắm, không sao. Ta đã đánh bại ma tổ vô thiên, không người có thể gây tổn thương cho hại ngươi. Thân Đỗ Uyển Nhi ngước mắt, ngắm nhìn Diệp Thần, nói, Diệp Thần, ta muốn ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói cái gì? Thân Đỗ Uyển Nhi cắn môi một cái, nói trải qua lần này chiến đấu, ta chỉ cảm thấy đời người như bọt nước, thải vân giao dịch tán lưu ly bể, ta chẳng muốn lại mất đi ngươi. Nàng vừa nói, một bên nhẹ rõ ràng la thường. Lộ ra vậy trắng như tuyết hoàn mỹ dáng vẻ, nõn nà vậy da thịt, để cho người làm hoa mắt. Uyển Nhi, người muốn làm gì, mẹ ngươi ở bên ngoài. Diệp Thần cười khổ một tí, lại không nghĩ rằng thân Đỗ Uyển Nhi lớn gan như vậy, lại như này thẳng thừng cởi trần tâm ý. Ta bỏ mặc, ta chẳng muốn lại mất đi ngươi, ta muốn chân chính đạt được ngươi, trở thành phụ nữ của ngươi. Thân Đỗ Uyển Nhi nằm ở Diệp Thần trên đầu vai, nhẹ khẽ cắn hắn một hơi. Diệp Thần bị đau, muốn lớn tiếng kêu, nhưng nghĩ tới thân Đỗ Thiên Âm ở bên ngoài, vậy không dám kêu lên tiếng. Hắn cảm thấy mình quần áo, đang bị thân Đỗ Uyển Nhi thô bạo rút đi. Hai người mặc dù đã tận lực kiềm chế thanh âm, nhưng ở cửa phòng bên ngoài thân Đỗ Thiên Âm, vẫn mơ hồ nghe được cái gì. Uyển Nhi tỉnh, bọn họ ở. Thân Đỗ Thiên Âm ngạc nhiên, gương mặt mắc cỡ đỏ bừng, lại là vui mừng, lại là cảm khái than thở một tiếng, xoay người đi. Cảm thấy được thân Đỗ Thiên Âm rời đi,
Trong phòng Diệp Thần cùng thân Đỗ Uyển Nhi, sửng sốt một tí, hơi có chút lúng túng, sau đó là kịch liệt hơn si quấn. Thân Đỗ Uyển Nhi truyền ra ý chí, để cho ma thần cung các đệ tử, vậy toàn bộ rời đến tinh nguyệt giới, cũng nhập luân hồi trận doanh. Từ nay về sau, nàng cả người, còn có nàng dưới quyền tất cả thế lực, cũng thuộc về Diệp Thần. Hai người thỏa thích vui vẻ, đến lúc ban đêm, Diệp Thần lưu luyến không thôi cùng nàng tách ra. Bởi vì, Phạm Tinh Nghiên phải đi, Diệp Thần phải đi đưa tiễn. Ngạo Thế Thiên cung cửa, Phạm Tinh Nghiên cưỡi ở Si Ma bò gặp gánh triển núi trên, hướng Diệp Thần tạm biệt, nói, Diệp đại ca, dựa theo ước định, cái này Si Ma bò gặp, từ nay về sau, liền quay về sư phụ ta. Lúc này Si Ma bò gặp, ủ rủ cúi đầu, nguyên khí tiêu hao đặc biệt to lớn. Vậy 36 đạo thiên hỏa ấn, ánh sáng ám đạm liền rất nhiều, nhưng cũng không có tản đi, mà là thành một loại phụ cốt thư vậy đồ, thật sâu in vào Si Ma bò gặp trong cơ thể. Ở đó 36 đạo thiên hỏa ấn dưới áp chế, hôm nay Si Ma bò gặp, cũng là khó mà tàn phá, một bộ chán nản hình dáng. Diệp Thần gặp Phạm Tinh Nghiên muốn mang đi Si Ma bò gặp, trong bụng thật là không thôi, nhưng vậy không thể làm gì, nói, được rồi, ta sẽ tuân thủ ước định. Si Ma bò gặp 10 phần hung mãnh, Diệp Thần mượn dùng nó lực lượng, thậm chí có thể giết ngược ma tổ vô thiên. Nếu như có thể, Diệp Thần muốn để lại Si Ma bò gặp. Chỉ bất quá, hắn cùng Trùng Dương chân nhân có ước định, tự nhiên sẽ không làm trái lời hứa. Diệp đại ca, vậy ta đi, ngươi đừng quên đi thiên ngoại thiên, đem Văn Thiên đại sư mang về. Phạm Tinh Nghiên cúi người chào thật sâu, lại nhắc nhở Diệp Thần một câu, liền dẫn Si Ma bò gặp đi. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhớ tới Trùng Dương chân nhân giao phó. Khoản giao dịch này, còn chưa hoàn thành. Hắn còn cần đi một chuyến thiên ngoại thiên, đem trong truyền thuyết thời đại hồng hoang cao cấp người luyện thú, Văn Thiên đại sư, mang về cho Trùng Dương chân nhân. Thành tựu báo đáp, Trùng Dương chân nhân đem sẽ phóng thích hỏa thần thiên tôn Tô Nghê Thường. Vị kia Văn Thiên đại sư, không biết có lợi hại dường nào, chẳng lẽ, hắn thật có biện pháp, có thể thuần phục Si Ma bỏ gạp. Diệp Thần bấm ngón tay suy tính, muốn theo dõi Văn Thiên đại sư nhân quả đi qua, nhưng năm tháng quá mức bể dâu, dấu vết quá thiếu, hắn vậy theo dõi không tới cái gì. Đêm đó, Diệp Thần cùng thân Đỗ Uyển Nhi, chung chăn gối. Hắn dự định cùng sáng sớm ngày mai, liền lên đường đi thiên ngoại thiên, đi tìm Văn Thiên đại sư. Mà ở Diệp Thần yên ổn ngủ thời điểm, không không lúc nào không bên trong, tử thần giáo đoàn biến loạn, đã phát sinh. Thiên Khải Chí Tôn bộ hạ cũ, sẽ bị nhốt Thiên Khải Chí Tôn, giải cứu ra, cùng ma nữ đối kháng. Tử thần giáo đoàn, trực tiếp rơi vào nội chiến. Mà tượng trưng tử thần giáo đoàn cao nhất quyền bính kinh cức phương tọa, vẫn còn ở Diệp Thần trong tay. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần tỉnh hồn lại, chuẩn bị đi thiên ngoại thiên. Người phải đi mời Văn Thiên Đại sư rời núi sao? Trong gian phòng, thân Đỗ Uyển Nhi ở hầu hạ Diệp Thần mặc quần áo, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, đây là sau cùng giao dịch. Diệp Thần gật gật đầu nói. Thân Đỗ Uyển Nhi trầm ngâm một hồi, nói, vị kia Văn Thiên Đại sư, ta tựa hồ cũng đã nghe nói qua. Hắn là hồng hoang niên đại, nhất là cao cấp người luyện thú, hắn vẫn là lôi thần thiên tôn tín đồ, người muốn là muốn mời hắn rời núi, không bằng triệu hoán lôi thần cùng đi, có thể bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói chút chuyện này, cũng không cần triệu hoán lôi thần liền chứ. Thân Đỗ Uyển Nhi nhưng hừ một tiếng, nói, vậy lôi thần thiên tôn, muốn cùng ngươi kết minh, nhưng trước đây ma tổ vô thiên tàn phá, nàng cũng không tới trợ trận, trời mới biết nàng có phải là thật hay không lòng. Nàng nếu có ý kết minh, ngươi liền kêu gọi nàng hạ xuống, để cho nàng cùng ngươi đi mời Văn Thiên Đại sư rời núi, như vậy mới coi là nàng có thành ý. Lúc này thân Đỗ Uyển Nhi, cùng Diệp Thần có da thịt gần gũi, đối luân hồi trận doanh được mất, đều hết sức coi trọng. Nàng chẳng muốn Diệp Thần thua thiệt, cũng không muốn người ngoài chiếm Diệp Thần tiện nghi. Diệp Thần nhướng mày một cái, nhưng nghĩ thầm, nếu như vị kia Văn Thiên Đại sư, thật là lôi thần tín đồ nói, hắn mang lôi thần cùng đi, đích xác có thể nhanh chóng hoàn thành ủy thác. Được, vậy ta liền thử một chút xem, có thể hay không mời được lôi thần. Diệp Thần nhắm mắt lại, ở trong lòng kêu gọi lôi thần tên chữ, truyền đạt ý niệm của mình, thử nghiệm cùng nàng câu thông. Ùm ùm, ở Diệp Thần kêu gọi, vừa dứt hạ không lâu sau, tinh nguyệt giới bầu trời,
liền nổ lên một hồi kinh khủng tiếng sấm. Nguyên bản bầu trời quang đãng, đột nhiên bùng nổ vạn xích sấm, màu tím điện mang, như con chăn vậy nhảy lên trước. Một viên to lớn sấm sét ánh mắt, ở trên trời hiện lên, rồi sau đó, Ác Diệu mở mắt, lôi quang nổ tung. Cuồn cuộn sấm sét ngày trời bên trong, một cái tràn đầy khí tức uy nghiêm cô gái, từ chân trời đáp xuống, chính là trong truyền thuyết lôi thần thiên tôn, Ân Tố Chân. Ân Tố Chân ăn mặc một bộ màu tím quần bào, cả người tản mát ra một cổ vô cùng tôn quý hơi thở, làm người ta không dám ngẩng mặt. Nàng da thịt trắng nõn, ngạo nhân nửa che, trên mình cũng không có nhiều ít dấu vết hư hại, da thịt mượt mà nước non như thiếu nữ, chung quanh thân thể nhúc nhích từng đạo tử điện mang khí, làm cho không người nào có thể đến gần. Người nào? Ở Ân Tố Chân hạ xuống sau đó, tinh nguyệt giới tuần tra các cường giả, cảm nhận được thay đổi, thần sắc đều là đổi, lật đật triệu tập người, đem Ân Tố Chân vây quanh. Tất cả mọi người đều cảm giác được, Ân Tố Chân lực lượng, cực kỳ cường hãn, cả người bộc phát ra sấm sét uy thế, đơn giản là muốn nghiền ép thiên địa, hùng bá vô địch. Ta là thập phương thế giới, sấm sét chí tôn, là chủ nhân các ngươi triệu hoán ta tới đây, người khác đâu? Ân Tố Chân tròng mắt lạnh lùng, liếc liếc về những cái kia tuần tra các cường giả. Nếu như không phải là làm phiền Diệp Thần mặt mũi, nàng sớm liền muốn ra tay giết người. Lấy nàng lôi thần thiên tôn uy nghiêm, người bình thường coi như là đến gần nàng, đều là cực lớn xúc phạm cùng khinh nhờn. Sấm sét chí tôn, ngươi là lôi thần. Rất nhiều tuần tra các cường giả, ngược lại hít một hơi khí lạnh, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cũng cho ta lui ra. Vừa lúc đó, Diệp Thần cảm giác được lôi thần thiên tôn hơi thở chập chờn, lập tức ra nghênh tiếp, vẫy tay để cho người thủ hạ lui ra. Hắn gặp lôi thần thiên tôn, cả người lôi quang mênh mông hình dáng, trong lòng hơi có chút rung động. Hôm nay lôi thần thiên tôn, thực lực so với Diệp Thần lần đầu gặp lúc đó, lại cường đại rất nhiều rất nhiều. Cửu thần bên trong, hẳn là nàng lực lượng khôi phục được nhanh nhất. Nói cách khác, trước mắt cửu thần bên trong, lôi thần cường hãn nhất. Xem băng thần thiên tôn, nàng đối mặt ma tổ vô thiên, sẽ sản sinh ra chết sợ hãi. Nhưng, nếu như là lôi thần thiên tôn xuất thủ, nàng tuyệt đối là không sợ tử vong, thậm chí có thể một đao chém chết ma tổ vô thiên. Diệp Thần, vẫn khỏe chứ? Lôi thần thiên tôn Ân Tố Chân, thấy Diệp Thần tới, hơi lộ ra một cái thanh nhã nụ cười. Nụ cười này, thật là điên đảo chúng sanh, để cho người khó quên. Chung quanh rất nhiều tinh nguyệt giới các cường giả, làm hoa mắt rung động. Diệp Thần tim căng thẳng, nói, vậy hắn lấy được không? Ân Tố Chân lại lắc đầu nói, không biết, ta chỉ biết là, kiếm thiên đế hy sinh mình, cung phụng vận mệnh, cuối cùng ngưng kết thành vận mệnh thất tinh ở giữa vạn kiếm thần tinh. Viên kia vạn kiếm thần tinh, ta đã từng nắm trong tay qua. Viên kia thần tinh, cùng phượng hoàng thần tinh như nhau, linh khí đặc biệt dư thừa. Phía trên dựng dục vô số linh thú. Trong đó, cường đại nhất linh thú, tên là Lôi Thiên Tước. Vậy Lôi Thiên Tước, bướng bỉnh bất tuần, liền ta năm đó tột cùng nhất thời điểm, đều không thể thuần phục, xúc sinh kia là dẫu có chết bất khuất, ha ha, sau đó ta có cái tín đồ, hắn nói hắn có thể thuần phục, ta liền giao cho hắn thử một chút, còn thật để cho hắn thành công. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, nói, người cái đó tín đồ, chính là Văn Thiên Đại Sư. Ân Tố Chân gật đầu nói, đúng vậy, hắn thuần phục Lôi Thiên Tước, đó là một đầu tiên thiên sấm sét linh thú, thần uy vô cùng là mênh mông, ta đạt được Lôi Thiên Tước sau đó, thực lực bạo tăng, từng hùng bá một cái kỷ nguyên. Ta chết sau đó, Lôi Thiên Tước may mắn không chết, trở về đến Văn Thiên bên người. Ha ha, cái này Văn Thiên, ngày hôm nay có thể nhiều lần chạy khỏi chúng ta theo dõi, chính là bởi vì có Lôi Thiên Tước trợ lực. Lôi Thiên Tước cảm giác vô cùng là bén nhạy, người luân hồi hơi thở, không gạt được nó, không quá ta còn không có bại lộ. Diệp Thần trong lòng động một cái, lại hỏi, vậy vạn kiếm thần tinh đâu? Vạn kiếm thần tinh, là vận mệnh thất tinh một trong, Ân Tố Chân thần sủng Lôi Thiên Tước, chính là từ vạn kiếm thần tinh thượng sinh ra thần điểu. Có thể tạo ra Lôi Thiên Tước, có thể tưởng tượng được, vậy vạn kiếm thần tinh linh khí, có bao nhiêu dư thừa? Diệp Thần đối vậy vạn kiếm thần tinh, vậy là đặc biệt có hứng thú, dẫu sao là vận mệnh thất tinh một trong. Ân Tố Chân lắc đầu một cái, nói ta năm đó chết sau đó, vạn kiếm thần tinh vậy đi theo thất lạc, ta cũng không biết đánh mất đi nơi nào. Dừng một chút,
nàng lại hướng Diệp Thần nói, tay ngươi đưa tới. Diệp Thần ngẩn người, nhưng vẫn là đem đưa tay tới. Ân Tố Chân nhỏ hết sức trắng nõn tay, nhẹ nhàng cầm Diệp Thần bàn tay, tiến tới mình trên gương mặt, nhẹ nhàng ma lau mấy cái, lại tiến tới bên mép, nhẹ nhàng hôn một tí. Ở nơi này bỏ hoang hang động bên trong, cô nam quả nữ, nàng động tác như thế, nhưng là đặc biệt khiêu khích nhân tâm. Diệp Thần lòng bàn tay ngứa một chút, không khỏi được tâm thần rung động. Ân Tố Chân một tiếng cười khẽ, đem Diệp Thần bàn tay buông xuống, nói tốt lắm, tay ngươi, dính liền ta hơi thở, sau này ngươi nếu là đến gần Vạn Kiếm Thần Tinh, tay ngươi trưởng, sẽ có đặc thù phù văn hiển hóa. Viên kia Vạn Kiếm Thần Tinh, là vận mệnh thất tinh một trong, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm được. Diệp Thần thu bàn tay về, có thể cảm nhận được Ân Tố Chân lưu ở phía trên hơi thở. Hắn bật cười khanh khách, lại có chút mập mờ vậy nói, người mới vừa là đang chọn chọc cười ta. Ân Tố Chân trừng mắt nhìn, ở trước mặt người ngoài, nàng là tôn quý vô thượng lôi thần thiên tôn, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, nhưng có chút dí dỏm hình dáng, nói, không có, chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Chỉ là chỉ đùa một chút sao? Diệp Thần cười một tí, từ chối cho ý kiến. Không thể không nói, Ân Tố Chân thực lực, so với Đêm Mẫu Gió tiếng nói oanh, Huyền Hàn Ngọc, võ giao đám con gái, đều mạnh hơn, kích phát Diệp Thần một chút chinh phục chi tâm. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng chỉ là cười cười, duy trì khắc chế, cũng không có làm quá mức sự việc. Hắn và Ân Tố Chân, hai người cũng rất rõ ràng, hiện tại giữa hai người nhân quả, còn không thích hợp quá mức đi sâu vào. Có lẽ ở sau này, hai người sẽ có câu chuyện. Nhưng giờ khắc này, hai người còn cần giữ một khoảng cách. Một đêm sau này, đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần và Ân Tố Chân, từ trong hang núi đi ra, lần nữa đi truy tầm Văn Thiên Đại Sư. Muốn truy đuổi đoạn cái đó Văn Thiên mà nói, hoặc là ta bại lộ thân phận, hoặc là ta truyền thụ ngươi một chiêu thần thông, có thể ngăn chặn hắn chạy trốn. Ngươi có không có hứng thú học? Lại một lần nữa truy đuổi đoạn thất bại sau đó, Ân Tố Chân không có lại đuổi tiếp, bởi vì đều là tốn công vô ích. Nàng mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Thần. Dự định truyền thụ Diệp Thần một môn thần thông, dùng để ngăn chặn Văn Thiên Đại Sư chạy trốn. Ngươi nếu có thần thông, ngày hôm qua nên truyền cho ta. Diệp Thần nghe được Ân Tố Chân có biện pháp giải quyết, liền nói. Không, ngươi trong huyết mạch mặt, hôm nay bụi gai sinh, không thích hợp tiếp xúc mới thần thông, nếu không linh khí thay đổi, sẽ để cho ngươi đặc biệt thống khổ. Ân Tố Chân lắc đầu một cái, nàng bất truyền thụ Diệp Thần thần thông. Là lo lắng Diệp Thần thân thể không nhịn được. Hôm nay kinh cức vương tọa, đang Diệp Thần trong cơ thể, một chút xíu linh khí chập chờn cũng có thể kích động bụi gai, mang cho Diệp Thần vô tận thống khổ. Đây là Diệp Thần cướp lấy kinh cức vương tọa giá phải trả. Coi như là Ân Tố Chân, cũng không dám cướp đoạt kinh cức vương tọa, đó là tử thần giáo đoàn tín ngưỡng vật, hội tụ quá nhiều hắc ám năng lượng, còn có vô số nhọn sát phạt hơi thở. Cũng chỉ có Diệp Thần lớn gan như vậy. Dám cầm kinh cức vương tọa nhét vào trong thân thể, người bình thường đã sớm bạo thể mà chết. Không sao, người có thần thông gì, trước truyền thụ cho ta nói sau. Diệp Thần cũng không ngại, chỉ muốn mau sớm tìm được Văn Thiên Đại Sư, hoàn thành cùng Trùng Dương Chân Nhân giao dịch. Ân Tố Chân thấy Diệp Thần như vậy quả quyết hình dáng, trong mắt cũng là lướt qua lau một cái vẻ tán thưởng, gật đầu nói, rất tốt, người rất có quyết đoán, vậy ta liền truyền thụ cho ngươi. Nàng đầu ngón tay một chút, một đạo màu tím điện mang bắn ra, in vào Diệp Thần trên ấn đường. Ta môn thần thông này, tên là Thần Kiếm Ngự Lôi Quyết, là ta hiểu thiên đấu đại đồ kiếm, kết hợp với tự thân lôi pháp, chế tạo ra lôi hệ kiếm đạo thần thông, uy năng vô cùng là cường hãn, ngươi không sợ bụi gai cắn trả nói, có thể thử nghiệm tu luyện xem. Oanh! Một bài minh mông kiếm đạo thần thông bí quyết, theo Ân Tố Chân ngón tay, tràn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Cửa này kiếm đạo thần thông, tên là Thần Kiếm Ngự Lôi Quyết, lấy kiếm dẫn lôi, lấy lôi pháp biểu dương thiên uy, lực sát thương cực kỳ khủng bố, thậm chí không kém gì phổ thông 33 thiên thần thuật. Ân Tố Chân là đao kiếm song tu, nàng mạnh nhất một đao, là cuồng lôi thiên tuyệt chém. Mạnh nhất kiếm pháp, chính là cửa này Thần Kiếm Ngự Lôi Quyết. Người lĩnh ngộ thiên đấu đại đồ kiếm. Diệp Thần rất là giật mình, hỏi. Hắn tính toán Thần Kiếm Ngự Lôi Quyết bí ẩn. Quả nhiên cảm thấy cái này môn kiếm pháp, cùng thiên đấu đại đồ kiếm có chút cộng thông chi sử. Không có, thiên đấu đại đồ kiếm thâm ảo như vậy, ta làm sao có thể lĩnh ngộ.
ta chỉ là học hỏi qua mà thôi. Năm đó, ta đạt được vạn kiếm thần tinh, cái ngôi sao kia phía trên, có kiếm thiên đế lưu lại ý niệm, những cái kia kiếm đạo ý niệm bên trong, thì có thiên đấu đại đồ kiếm một ít bí pháp. Ta học hỏi những cái kia bí pháp, kết hợp tự thân lôi pháp, sáng chế ra cửa này thần kiếm ngự lôi quyết. Môn kiếm quyết này, có thể cách không giết người, không cần thấy kẻ địch chân thân, chỉ cần phong tỏa địch nhân hơi thở cùng tọa độ, một kiếm chém ra, là được xuyên việt ngàn vạn nặng thời không, giết người diệt địch. Đúng như trong truyền thuyết thiên đấu đại đồ kiếm, sau khi luyện thành, một đạo kiếm khí, liền có thể xuyên qua chư thiên thời không, muốn giết ai thì giết, không người nào có thể ngăn trở. Ân Tố Chân hướng Diệp Thần giải thích thần kiếm ngự lôi quyết sâu xa bí ẩn. Diệp Thần bừng tỉnh, Tịch Thần sư phụ hồi nào không phải như vậy, học hỏi sau đó sáng lập Tịch Thần lục thức. Tịch Thần lục thức cũng là cường đại dường nào, bất quá càng về sau, càng khó. Lôi thần sáng chế cái này môn kiếm pháp, sát phạt đặc biệt ác liệt. Diệp Thần ngưng thần hiểu, liền cảm thấy vô số kiếm đạo bí ẩn, ở trong lòng mình lưu chuyển. Hắn thiên phú năng lực cực cao, rất nhanh liền đem thần kiếm ngự lôi quyết rất nhiều bí quyết, toàn bộ lĩnh ngộ tại tim. Nhưng, ở Diệp Thần lĩnh ngộ đồng thời, trong cơ thể hắn linh khí, quả nhiên bị kích động, một hồi sôi trào, làm động tới huyết mạch. Núp ở hắn huyết mạch chỗ sâu, liệt nhật mệnh tinh trên thế giới kinh cức phương tọa, lập tức cũng bị xúc động lực, các loại huyết khí nổ tung, bụi gai điên cuồng sinh trưởng. Ngôn tình đi đọc miễn phí. Thật là đau. Diệp Thần chỉ cảm thấy huyết mạch chỗ sâu, truyền tới cực kỳ nhọn đau đớn, đó là kinh cức phương tọa, hơi thở tàn phá mang tới đau nhói, như vạn mũi tên xuyên tâm vậy. Như thế nào, chịu đựng được sao? Ân Tố Chân gặp Diệp Thần chán toát mồ hôi lạnh, cười cười nói. Tạm được. Diệp Thần nhếch mép, hít sâu một hơi, điều động thiên quân phong thần bia lực lượng, bảo vệ huyết mạch, chậm tách ra bụi gai xanh chỗ đau. Thôi, xem người khó như vậy bị. Ta giúp ngươi chậm tách ra một tí. Ân Tố Chân mắt đẹp lướt qua một chút bất đắc dĩ ý, rồi sau đó nhẹ bước đi tới Diệp Thần trước mặt, vuốt hắn cằm, dịu dàng đỏ tươi đôi môi góp đi xuống, hôn lên Diệp Thần. Cái hôn này, Diệp Thần liền cảm thấy Ân Tố Chân đàn miệng bên trong, truyền tới từng cơn thơm mát linh khí. Thoáng chốc tới giữa, hắn như xuân phong hóa mưa, đắm chìm trong ngày trời bên trong, cả người ấm áp. Ở Ân Tố Chân linh khí làm dịu, Diệp Thần trong huyết mạch đau đớn, nhanh chóng chậm tách ra, thân thể đều là nhẹ bóng. Tốt! Ân Tố Chân buông môi, hơi thở như hoa lan, hơi có chút mập mờ ngắm nhìn Diệp Thần, cười mỉa. Đa tạ! Diệp Thần cũng cười một tí. Không cần, nhanh lên một chút đi tìm cái đó Văn Thiên đi, ta cũng muốn gặp lại gặp Lôi Thiên Tước. Ân Tố Chân nói. Ở trong mắt người khác, Văn Thiên Đại Sư là cao cấp người luyện thú, nhưng ở nàng trong mắt, đối phương bất quá là nàng một cái nho nhỏ tín đồ. So với Văn Thiên Đại Sư, nàng quan tâm hơn Lôi Thiên Tước. Được. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, mượn Ân Tố Chân khí cơ, lần nữa phong tỏa Văn Thiên Đại Sư tọa độ, rồi sau đó biến dạng hư không, phá không đi. Lúc này Văn Thiên Đại Sư, đang một tòa núi hoang bên trong, bên người lẩn quẩn một đầu chim khổng lồ. Đầu kia chim khổng lồ, chính là trong truyền thuyết Lôi Thiên Tước. Cả người lông vũ như kiếm, ánh sáng tím lững lờ, đồng lỗ như trăng bạc, hơi thở ác liệt. Diệp Thần truy đuổi đoạn tới, Lôi Thiên Tước lập tức cảm ứng được, kêu lên, không tốt, luân hồi chi chủ lại truy đuổi đánh tới. Nó thanh âm già nua, như xế chiều ông già. Văn Thiên Đại Sư cũng là tóc bạc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, một bộ hiền hòa hòa ái tư thái, người mặc một bộ xanh nhạt sắc pháp bào. Nghe được Lôi Thiên Tước nói sau đó, Văn Thiên Đại Sư mặt liền biến sắc, nói, vậy luân hồi chi chủ, làm sao sẽ không chịu thả qua ta ư? Hắn mặt đầy không biết làm sao, biết Diệp Thần cường hãn, cũng không muốn chính diện đánh nhau, liền muốn tiếp tục chạy trốn. Văn Thiên Đại Sư, lưu lại đi. Nhưng lúc này, một tiếng sấm vậy tiếng quát, từ phương xa trong hư không nổ lên, chính là Diệp Thần thanh âm. Diệp Thần người còn chưa tới, thanh âm đã tới. Thần kiếm ngự lôi quyết. Ngay sau đó, trong hư không sấm sét chấn động, sấm cuồn cuộn, màu tím điện mang như mãng long vậy điên cuồng nhảy lên, nguyên bản bầu trời quang đãng, đổi được đông nghịt một phiến. Mây đen che đỉnh, nồng đậm mây đen bên trong, có vô cùng lôi kiếm, vô cùng điện mang, điên cuồng tích xiết xuống. Cuồn cuộn lôi kiếm, nghiêng thiên rơi xuống, giống như là ngày tận thế thiên tai,
bao phủ ở nguyên vùng núi hoang, nơi có không gian cũng bị lôi điện phong tỏa, dạy người không cách nào chạy trốn. Thần kiếm ngự lôi quyết, lôi thần thiên tôn kiếm pháp. Văn Thiên Đại Sư sắc mặt một phiến trắng bệch, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể thi triển ra lôi thần độc môn kiếm pháp. Ở đó thần kiếm ngự lôi quyết phong tỏa hạ, hắn không cách nào lại chạy trốn rời đi, mà Diệp Thần vậy không có tổn hại hắn, chỉ là phong tỏa cái này vùng núi hoang. Ở Văn Thiên Đại Sư chung quanh, toàn bộ là tàn phá bừa bãi sấm sét kiếm khí, hắn không dám tùy tiện nhúc nhích, nếu không, chạm đến những kiếm khí kia, hắn chỉ có một con đường chết. Ở đây trời cuồn cuộn sấm bên trong, Diệp Thần mang Ân Tố Chân, từ trên trời hạ xuống sắp xuống. Ân Tố Chân hơi thở thu liếm, nhìn như bình thường không có gì lạ, liền như Diệp Thần thị nữ người làm, vô luận là Văn Thiên Đại Sư, vẫn là Lôi Thiên Tước, cũng không có đoán được nàng thân phận. Văn Thiên Đại Sư cùng Lôi Thiên Tước, ánh mắt chỉ tập trung ở Diệp Thần trên mình. Giờ khắc này Diệp Thần, cả người lôi quang lóng lánh, giống như là chí cao vô thượng sấm sét nắm giữ, cực kỳ bá đạo. Văn Thiên Đại Sư, hạnh hội. Diệp Thần đáp xuống, đúng mực, hướng Văn Thiên Đại Sư chắp tay một cái, lên tiếng chào. Văn Thiên Đại Sư tu vi, đại khái là vô lượng cảnh tầng thứ 7, cũng không coi là bao nhiêu cường hãn. Lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, một chiêu liền có thể trong nháy mắt giết đối phương. Ngược lại là vậy Lôi Thiên Tước, để cho Diệp Thần cảm thấy có chút nguy hiểm. Lôi Thiên Tước cả người lông vũ như kiếm, sấm sét vần quanh, hơi thở vô cùng là hung mãnh. Diệp Thần thi triển ra thần kiếm ngự lôi quyết sau đó, chung quanh toàn bộ là nhảy động lôi kiếm điện quang, nhưng Lôi Thiên Tước tựa hồ không quan tâm, hô hấp tới giữa, thậm chí đem những cái kia tàn phá bừa bãi lôi kiếm, hấp thu động trong cơ thể, muốn tư bổ thân thể vậy. Diệp Thần trong lòng phỏng đoán, nếu quả thật đánh nhau, hắn muốn chấn áp đầu này Lôi Thiên Tước, chỉ sợ cũng phải hao phí một phen công phu. Không hổ là Lôi Thần Thiên Tôn đã từng là thần sủng. Diệp Thần nghĩ thầm, theo bản năng nhìn Ân Tố Chân một mắt. Ân Tố Chân nhưng là một bộ nhún nhường cung thuận tư thái, ngụy trang rất khá, giống như thật là Diệp Thần thị nữ, hơi có chút cẩn trọng đứng ở hắn bên người. Văn Thiên Đại Sư nhìn Diệp Thần, cười khổ nói, luân hồi chi chủ, người ta không thù không oán, người khổ tâm truy đuổi đoạn ta, đây cũng là cần gì phải. Diệp Thần cười nói, Văn Thiên Đại Sư, ta phụng trùng dương chân nhân mệnh lệnh, đặc biệt tới mời ngươi rời núi, mời ngươi đi Thiên Dương vực tụ họp một chút. Văn Thiên Đại Sư lắc đầu một cái, nói thế sự hỗn loạn, ta bế quan đã lâu, chẳng muốn tiếp xúc nữa bất kỳ nhân quả, ta là sẽ không ra núi. Diệp Thần nhìn xem Ân Tố Chân, rất muốn kêu nàng mở miệng, trực tiếp mệnh lệnh Văn Thiên Đại Sư. Nhưng, Ân Tố Chân không muốn tùy tiện bại lộ thân phận, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không qua loa bại lộ, liền cười hướng Văn Thiên Đại Sư nói, Văn Thiên Đại Sư, ngươi vẫn là cùng ta đi một chuyến đi. Văn Thiên Đại Sư lắc đầu nói, không, ta biết, các ngươi mời ta rời núi, là muốn ta hỗ trợ thuần phục nhất vĩ, nhưng nhất vĩ thần thú, quá mức hung tàn, coi như là ta, vậy không có nắm chắc thuần phục, thậm chí có thể phải bị giết ngược. Huống chi, ta chuẩn bị phi thăng không không lúc nào không, đã chẳng muốn lưu luyến trong thế gian nhân quả. Diệp Thần một hồi bất ngờ, nói, Văn Thiên Đại Sư, ngươi muốn phi thăng không không lúc nào không? Xem ngươi tu vi. Tựa hồ còn chưa tới cảnh giới chứ. Muốn phi thăng không không lúc nào không, ít nhất phải có đỉnh cấp tiên đế tiêu chuẩn. Nhưng, Văn Thiên Đại Sư tu vi, chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 7 mà thôi. Văn Thiên Đại Sư nói, cái này ngươi cũng không cần quản, ta tự có làm sao 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 hồi chủ, ngươi hay là mời hồi đi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hắn tuy chẳng muốn làm người khác khó chịu, nhưng chuyện này quan hệ đến trọng đại, thậm chí thế giới hiện thật cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trọng yếu hơn chính là, Văn Thiên tựa hồ có chút bố trí. Diệp Thần có hoài nghi, liền thử dò xét nói, Văn Thiên Đại Sư, thật là xin lỗi, ngày hôm nay coi như dùng thủ đoạn cường ngạnh, ta đều phải đem ngươi mang đi, đi gặp trùng dương chân nhân. Văn Thiên Đại Sư than thở một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, người đây cũng là cần gì phải. Ta nói, ta sẽ không ra núi, ta lập tức phải phi thăng không không, người đi thôi. Dừng một chút. Hắn lại hướng Lôi Thiên Tước nói, Lôi lão, giúp ta ngăn trở luân hồi chi chủ, không muốn để cho hắn quấy rầy ta phi thăng. Lôi Thiên Tước nói, có thể. Văn Thiên Đại Sư gật đầu một cái, liền không để ý nữa Diệp Thần, tự mình cắn bể đầu ngón tay, tích xuất máu tươi, lại rơi máu thành trận,
ở dưới chân cấu trúc ra một cái huyền diệu máu tươi đại trận, ông tác hưởng, mơ hồ cùng không không lúc nào không đồng tình. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Văn Thiên Đại Sư, chính là vô lượng cảnh tầng thứ 7, có thể cùng không không lúc nào không đồng tình. Chẳng lẽ, hắn thật có phi thăng tư cách? Hạ một sát, Văn Thiên Đại Sư trong miệng lẩm bẩm niệm chú, sử dụng một kiện pháp bảo, chính là một tôn ấn tỷ, toàn thân kim quang tách thả ra, thủy ải lượn lờ, ấn tỷ trên điêu có khắc 9 cái kim long, thấm ra một cổ xưa thâm thúy hơi thở, lại hiện ra hết thô bạo. Đây là... Diệp Thần thấy vậy ấn tỷ, nội tâm nhất thời rung động. Hắn chỉ cảm thấy, vậy tôn ấn tỷ uy năng, so với hắn kim trương thần ấn, còn muốn hung mãnh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Phải biết, Diệp Thần kim trương thần ấn, chính là nham thần tổ khí, là vô cùng cổ xưa cường đại tồn tại. Nhưng hiện tại, Văn Thiên Đại Sư vậy ấn tỷ tản ra hơi thở, so với kim trương thần ấn còn muốn cổ xưa, mạnh hơn. Đó là thập đại cổ thần khí một trong, cửu thiên phục long ấn. Ân Tố Chân ánh mắt ngưng luyện, nhìn Văn Thiên Đại Sư sử dụng ấn tỷ, lặng lẽ hướng Diệp Thần truyền âm nói. Cổ thần khí, cửu thiên phục long ấn. Diệp Thần nội tâm hỗn loạn. Đúng vậy, cái gọi là cổ thần khí, bắt đầu từ cổ thần thời đại, truyền thừa xuống pháp bảo, so với tổ khí còn chân quý hơn, còn muốn cổ xưa. Cái này thế gian truyền lưu cổ thần khí, chỉ có 10 kiện. Mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa tồn tại. Thập đại cổ thần khí, cũng là trừ 4 đại chí cao thần khí ra, cường đại nhất binh khí pháp bảo, cái này Văn Thiên trong tay cửu thiên phục long ấn, có thế gian đệ nhất chấn áp uy năng. Hắn có thể trở thành cao cấp người luyện thú, chấn áp rất nhiều hung thú, chính là bởi vì chấp trưởng cửu thiên phục long ấn. Ân Tố Chân tiếp tục truyền âm, nói ra cổ xưa bí mật. Cổ thần khí, là so tổ khí càng cổ xưa tồn tại. Dõi mắt chư thiên thời không, cũng chỉ có 10 kiện mà thôi. Cái này 10 kiện cổ thần khí, là trừ 4 đại chí cao thần khí, chân quý nhất, lực sát thương lớn nhất tồn tại, mỗi một kiện đều có diệt thế oai. Văn Thiên Đại Sư trong tay cửu thiên phục long ấn, chính là thập đại cổ thần khí một trong. Dựa vào cửu thiên phục long ấn, Văn Thiên Đại Sư từng chấn áp rất nhiều hung thú, trở thành truyền kỳ. 9 tầng trời phục long, hư không bể tan tành, ta thân phi thăng. Ban ngày thành thần. Văn Thiên Đại Sư cạn hát than nhẹ, cả người linh khí toàn bộ bơm vào đến cửu thiên phục long ấn bên trong. Nguyên tôn cửu thiên phục long ấn, được nhiều thành tựu xuất sắc, thần quang minh mông, ấn tỷ trên điêu khắc 9 con thần long, lại có thể toàn bộ sống lại, ngửa mặt lên trời bảo hiếu, tóe ra kinh thiên long ngâm, đồng loạt bay đến trên bầu trời. Diệp Thần mới vừa thi triển thần kiếm ngự lôi quyết, bầu trời là bóng tối màu sắc. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét nổi lên. Nhưng, làm cái này 9 con thần long, bay lên bầu trời trên, tất cả hắc ám cùng sấm sét khí tượng, toàn bộ bị xông phá. Nguyên phiến bầu trời, kim quang cuồn cuộn, hà thải muôn vàn, đỏ nghê cuồn cuộn, tràn ngập động trời oai rồng. Hạ một sát, cửu long phá trời, long chảo đánh ra, lại là đem thương khung đánh nát, đánh ra một cái thiên lộ. Điều này thiên lộ, nối thẳng không không lúc nào không. Ở thiên lộ cuối, là một phiến hắc ám thâm thúy, tràn đầy quỷ bí ảo tưởng hơi thở thời không, hoàn toàn siêu thoát thực tế, chính là trong truyền thuyết không không thế giới. Văn Thiên Đại Sư ngước nhìn vậy phiến không không thế giới, trong ánh mắt sung mãn mong đợi vẻ. Giờ phút này Văn Thiên thân thể, long khí vần quanh, chậm rãi đi bầu trời dâng lên, muốn bước vào thiên lộ, đi không không lúc nào không. Văn Thiên Đại Sư, đây chính là người cái gọi là phi thăng. Ngươi cái này rõ ràng là vượt biên à. Diệp Thần mặt liền biến sắc, hắn còn lấy là, Văn Thiên Đại Sư muốn phi thăng không không, là muốn phá kiếp chứng đạo, lấy lực phi thăng, nhưng không nghĩ tới, lại là dùng thủ đoạn như vậy. Văn Thiên Đại Sư lợi dụng cửu thiên phục long ấn, đánh nát hư không, đánh nát thứ nguyên vách đá, mở ra thiên lộ, không trải qua thiên kiếp tẩy rửa, liền muốn đi không không lúc nào không. Hắn cách làm như vậy, ngang hàng là vượt biên. Nếu như bị không không thời không một ít cường giả phát hiện, hắn nhất định sẽ khai tới họa sát thân. Cái gì vượt biên, ta bản thân liền là tới từ không không lúc nào không, ta từng là cửu thần thời đại võ giả, ta phải đi không không, chẳng qua là trở lại gia viên thôi. Văn Thiên Đại Sư giang hai cánh tay, ánh mắt ngửa mặt trông lên bầu trời. Hắn trong ánh mắt, tràn đầy chiêu thánh giả vậy thành kính. Hắn phải đi không không quyết tâm, đặc biệt kiên định. Cho dù là vượt biên, hắn cũng ở đây không tiếc.
hoặc là nói, hắn muốn trở lại gia viên. Cho dù là vượt biên. Cái này người điên. Ân Tố Trần ánh mắt liếc một cái, cũng là hơi có chút khiếp sợ cùng bất ngờ, không nghĩ tới Văn Thiên Đại Sư bình tĩnh bề ngoài hạ, lại là cất giấu như vậy điên cuồng ý niệm. Nàng và Diệp Thần, cũng chỉ nghe nói qua vượt biên thái thượng thế giới, có thể chưa từng nghe qua vượt biên không không lúc nào không. Không không lúc nào không, đó là cuối cùng thế giới, bên trong nước rất sâu, phủ đầy hung hiểm. Cho dù là bình thường lịch kiếp phi thăng, vậy phải đối mặt vô biên giết hại cùng nguy hiểm, nếu như là lén qua nói, sợ rằng sẽ ngay tức thì kích động thiên cơ, rước lấy vô số cường giả đuổi giết. Mau ngăn cản hắn. Ân Tố Chân hướng Diệp Thần truyền âm nói. Nàng biết, Văn Thiên Đại Sư đã là điên rồi, còn muốn vượt biên đi không không lúc nào không, vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Cho dù Văn Thiên Đại Sư đã từng đến từ không không, nhưng hắn thực lực không đủ, là không tư cách trở về. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, lập tức rút ra luân hồi thiên kiếm, không không khí bạo nổ, một kiếm hướng thiên lộ chém chết đi. Hắn muốn chém đoạn thiên lộ, ngăn cản Văn Thiên Đại Sư phi thăng. Luân hồi chi chủ, không nên quấy rầy Văn Thiên Đại Sư phi thăng, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lúc này, Lôi Thiên Tước bay vút lên lên, cánh vỗ, nổi lên ác liệt cương phong. Cương phong gào thét lúc đó, móng của nó lôi quang lao nhanh, ngang nhiên đánh ra, suy đích một tiếng, liền nghiền nát Diệp Thần kiếm khí. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy Lôi Thiên Tước hơi thở, cực kỳ hung mãnh, cùng tiên đế vậy cường hãn. Dùng thần kiếm ngự lôi quyết, công kích nó cánh trái ba tấc chỗ, đó là nó tử huyệt, là cả người khí cơ yếu kém nhất địa phương. Ân Tố Chân lặng lẽ truyền âm, hướng Diệp Thần tiết lộ Lôi Thiên Tước nhược điểm. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, lập tức sử dụng luân hồi thiên kiếm, như phi kiếm vậy chém chết ra. Thần kiếm ngự lôi quyết. Diệp Thần lần nữa thi triển thần kiếm ngự lôi quyết, kiếm quang nổ tung, hấp dẫn 9 tầng trời sấm, đạo đạo màu tím sấm sét hạ xuống, vần quanh ở luân hồi thiên kiếm quanh thân, ánh sáng rực rỡ mênh mông, mang vô biên sấm sét thần uy. Bá đạo một kiếm, chém về phía Lôi Thiên Tước cánh trái. Lôi Thiên Tước cánh trái ba tấc chỗ, chính là nó tử huyệt chỗ, là tức cơ hội chỗ yếu nhất, nó thấy Diệp Thần một kiếm chém tới, tinh chuẩn đánh về phía nó tử huyệt, nhất thời lớn tiếng kêu lên. Ngươi làm sao biết ta tử huyệt, là chủ nhân ta Lôi Thần Thiên Tôn nói cho ngươi, nàng ở nơi nào? Lôi Thiên Tước thanh âm mang to lớn khẩn cấp, rất muốn biết Lôi Thần Thiên Tôn rơi xuống. Nhưng, Ân Tố Chân đứng ở Diệp Thần bên người, vẫn là che giấu hơi thở, không có chút nào bại lộ hình dáng. Lôi Thiên Tước cũng không biết, Lôi Thần ở nơi này, nó gặp Diệp Thần thiên kiếm chém đến, vội vàng vỗ cánh tránh. Diệp Thần kiếm khí, mang cuồn cuộn lôi uy quét qua, để cho được nó lông vũ hỗn loạn, hình dáng 10 phần chật vật. Lôi lão, thay ta chỉ hoãn một nén hương thời gian, ta lập tức phải bước vào không không lúc nào không. Đến lúc đó, ta sẽ tiếp đón ngươi hồi không không. Văn Thiên Đại Sư gặp Lôi Thiên Tước không địch lại, nội tâm cũng là khá là nóng nảy, hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, bước lên thiên lộ, hướng thiên lộ cuối không không lúc nào không đi tới. Chỉ cần lại cho hắn một nén hương thời gian, hắn là có thể phi thăng thành công. Hoặc là nói, là vượt biên thành công. Hắn muốn trở lại nhà hắn vườn. Lôi Thiên Tước ánh mắt run lên, rồi sau đó lướt qua một chút đoạn tuyệt vẻ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hai cánh cuồng phiến, mang theo ngút trời cương phong, cuốn lên núi hoang rừng cây, ùng ùng vang dội, như ngày tận thế thiên tai vậy, hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Vậy ngút trời cương phong cuốn tới, thậm chí tóe ra lôi âm cuồn cuộn, cương phong bên trong, có vô số sấm sét bạo tránh, như muốn diệt thiên. Lôi Thiên Tước khóc chảy máu mắt gáy vang, thần thông đã thi triển đến mức tận cùng, cái này ngút trời cương phong sấm sét sát phạt, thậm chí không kém gì Diệp Thần thần kiếm ngự lôi quyết. Thiên lôi thần mạch, mở. Diệp Thần quát to một tiếng, trực tiếp mở thiên lôi thần mạch, toàn thân lôi khí nổ tung, tử điện lóng lánh, trong tay lại chém ra luân hồi thiên kiếm, thần kiếm dẫn lôi, kinh điện cuồn cuộn, cùng Lôi Thiên Tước sấm sét cương phong, hung hăng va chạm. Oanh! Thần kiếm ngự lôi quyết cùng sấm sét cương phong va chạm, nhất thời nổ lên động trời đợt khí, vỡ nát thời không, để cho được toàn bộ núi hoang, ngay tức thì sụp đổ, mặt đất đều bị đánh văng ra, lòng đất nham thạch nóng chảy vọt ra. Vô số tàn phá bừa bãi sấm sét, như rồng rắn vậy ở trên trời cuồng vũ, biến dạng gió bão, tiếng sấm cuồn cuộn.
chu vi ngàn dặm thiên địa, cũng bị lôi điện nghiền nát, lâm vào là một mảnh phế tích. Chỉ có Văn Thiên Đại Sư bày ra trận pháp, còn có thể giữ hoàn hảo. Trận pháp bên trong, Văn Thiên Đại Sư cửu long thêm thân, già yếu hơi thở diệt hết, cả người lộ ra thô bạo, như cao nhất quân vương, đang từng bước lên trời, muốn đạp hết sức thiên lộ, trở thành truyền thuyết. Diệp Thần cùng Lôi Thiên Tước kịch đấu, để cho Văn Thiên Đại Sư rất là lo âu. Bất quá, hắn vậy tin tưởng Lôi Thiên Tước thực lực, tuy nói Diệp Thần cường hãn, nhưng Lôi Thiên Tước muốn chỉ hoãn một nén hương thời gian, hẳn vẫn là có thể làm được. Lôi Thiên Tước, đến đây chấm dứt. Nhưng, vừa lúc đó, một màn kinh người xuất hiện. Ở Lôi Thiên Tước cánh trái chỗ, đột ngột xuất hiện một bóng người, trong tay nắm quyền, thốn kình khai thiên, mang vô cùng kình lực, hung hăng đập về phía nó cánh trái nhược điểm chỗ. Không tốt. Lôi Thiên Tước đại chấn, cái này đột ngột bóng người xuất hiện, lại là Diệp Thần. Không, chính xác mà nói, là Diệp Thần phân thân. Diệp Thần bản thể, còn êm đẹp đứng ở nó đối diện. Đánh lén nó, là Diệp Thần Thanh Liên phân thân. Rắc rắc. Lôi Thiên Tước cánh trái gặp đòn nghiêm trọng, xương cốt tan vỡ, rên rỉ một tiếng, tại chỗ từ bầu trời đánh mất. Diệp Thần một quyền đánh bại Lôi Thiên Tước, khóe miệng không khỏi được lộ ra một nụ cười. Hắn mới vừa cùng Lôi Thiên Tước kịch đấu, nhìn như ra đem hết toàn lực, thật ra thì chỉ là một cờ hiệu. Ở Lôi Thiên Tước chưa chuẩn bị thời điểm, hắn đã thả ra Thanh Liên phân thân, một lần hành động đánh lén, thành công đánh bại. Lôi Thiên Tước thân thể rơi xuống, trong tròng mắt tràn đầy bi thương cùng chấn động. Nó không nghĩ tới Diệp Thần thủ đoạn như thế lợi hại, còn có thể dùng phân thân đánh lén. Văn Thiên Đại Sư, đừng vọng tưởng vượt biên, trở về đi. Diệp Thần đánh bại Lôi Thiên Tước sau đó, ánh mắt chính là nhìn về Văn Thiên Đại Sư, thân thể bay vút ra, thì phải đem Văn Thiên Đại Sư bắt trở lại, ngăn cản hắn phi thăng. Văn Thiên Đại Sư kinh hoàng, không nghĩ tới Lôi Thiên Tước nhanh như vậy liền bị Diệp Thần đánh bại. Hắn từ không muốn quay đầu, ở trên trời trên đường một đường cuồng cướp, thể phải bước vào không không lúc nào không. Rào. Nhưng, lúc này, kinh biến ra đời. Chỉ gặp thiên lộ cuối, bỗng nhiên thần quang hiện lên, nổi lên một quyển cổ xưa đạo thư. Cái này cuốn đạo thư, hiển hóa ra một phiến hoàn mỹ thế giới, sơn thanh thủy tú, không có bất kỳ hắc ám ô nhiễm, cũng không có bất kỳ phân tranh. Lại là hoàn mỹ đạo thư. Một đạo ác liệt bóng người, xuất hiện ở hoàn mỹ thế giới đạo thư phía trên, chính là thật hiểu sứ giả, hoàn mỹ đại thánh. Hoàn mỹ đại thánh xuất hiện, trong mắt mang lạnh nhạt hàn mang, nhìn chằm chằm Văn Thiên Đại Sư. Văn Thiên Đại Sư muốn bước vào không không lúc nào không, nhưng một đầu hướng hoàn mỹ đại thánh đánh tới. Tiếm quyền người, đủ. Không không lúc nào không, không phải ngươi có thể lén qua địa phương. Cho dù là đã từng đến từ không không, nhưng ngươi tu vi chưa đủ, không có trở lại tư cách. Hoàn mỹ đại thánh vung tay lên, một cổ hung hãn kình lực, chính là phá giết ra, đánh phía Văn Thiên Đại Sư. Phịch, Văn Thiên Đại Sư như bị sét đánh. Tại chỗ liền bị oanh bay, ngực lõm sụp xuống một khối, máu tươi cuồng phún, bị thương rất nặng. Văn Thiên Đại Sư, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, vội vàng bay lên, đem Văn Thiên Đại Sư tiếp lấy, lại thi triển bát quái thiên đan thuật cùng diệu pháp hoa sen, là hắn chữa trị thương thế. Hoàn Mỹ Đại Thánh một kích này, đặc biệt hung mãnh, là hướng về phía giết người đi. Nếu như Diệp Thần không thi cứu, Văn Thiên Đại Sư nhất định phải bị thương nặng mà chết. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Hoàn Mỹ Đại Thánh thấy Diệp Thần bóng người, nhất thời nhướng mày một cái, lại thấy Diệp Thần bên người Ân Tố Chân, hắn giữ hai lông mày thần sắc, liền đổi được kinh hãi. Hoàn Mỹ Đại Thánh, tại sao phải giết người? Diệp Thần ánh mắt run lên, không nghĩ tới Hoàn Mỹ Đại Thánh thủ đoạn như thế tàn nhẫn. Ha ha! Hoàn Mỹ Đại Thánh cười lạnh một tiếng, nói ta thật hiểu sứ mạng, chính là bảo vệ không không thời không trật tự. Bất kỳ có tư cách phi thăng không không cường giả, cũng sẽ phải chịu ta thật hiểu chiếu cố. Diệp Thần gật đầu một cái, đúng là như vậy, ban đầu Nhâm Phi phàm thực lực đủ, có tư cách phi thăng thời điểm, Hoàn Mỹ Đại Thánh liền đáp xuống, muốn mang đi Nhâm Phi phàm, là hắn cung cấp che chở, chỉ bất quá bị cự tuyệt thôi. Ngược lại, nếu như thực lực không đủ, nhưng muốn cưỡng ép phi thăng, dùng bằng môn tả đạo thủ đoạn, vượt biên không không lúc nào không, liền sẽ gặp phải ta thật hiểu đuổi giết. Tất cả người lén qua, tất giết không tha, đây là Nguyên Thiên Đế đại nhân quyết định quy củ.
Hoàn Mỹ Đại Thánh ánh mắt thoáng qua một chút lãnh ý, nhìn chằm chằm Văn Thiên Đại Sư. Hắn trong miệng Nguyên Thiên Đế, chính là thật hiểu hội trưởng. Người lén qua, giết không tha, đây là Nguyên Thiên Đế quyết định quy củ. Văn Thiên Đại Sư muốn vượt biên, đã xúc phạm thật hiểu cấm kỵ, cho nên Hoàn Mỹ Đại Thánh hạ xuống, phải đem hắn đánh chết. Văn Thiên Đại Sư gương mặt trắng bệch, hắn tự nhiên biết quy củ này, nhưng vẫn là muốn man thiên quá hải, đáng tiếc thất bại, liền trực tiếp bị Hoàn Mỹ Đại Thánh phát hiện. Hoàn Mỹ Đại Thánh, Văn Thiên Đại Sư đích xác là mạo tiến, nhưng các ngươi chân lý sẽ, vậy không tư cách hổ giết người lung tung chứ. Diệp Thần dìu đỡ Văn Thiên Đại Sư, ánh mắt lạnh lùng. Chân lý sẽ tự xưng là đại đạo chính tông, là thật lý bảo vệ người, nhưng ở Diệp Thần trong mắt, không có bất kỳ người có thể đại biểu chân lý. Nếu như Hoàn Mỹ Đại Thánh cố ý muốn giết người nói, hắn khẳng định sẽ ngăn trở. Luân hồi chi chủ, mời không muốn để cho ta khó xử. Hoàn Mỹ Đại Thánh sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không muốn cùng Diệp Thần mâu thuẫn, bởi vì Diệp Thần lực lượng quá mạnh mẽ, ở thực tế hạn chế hạ, nếu quả thật đánh, hắn không phải Diệp Thần địch thủ. Mở điều kiện, người muốn như thế nào mới có thể thả Văn Thiên Đại Sư? Diệp Thần cũng không muốn cùng Hoàn Mỹ Đại Thánh tranh đấu, dẫu sao chân lý sẽ sau lưng, là vị kia thần bí Nguyên Thiên Đế, cũng là Mộ Cung chân chính ngài chúa tể. Hoàn Mỹ Đại Thánh nghe Diệp Thần giọng thương lượng, ánh mắt hơi chớp động, trầm ngâm một hồi, liền nói, người nếu như có thể cho ta 10.000 hoàng kim nguyên ngọc, ta liền làm chuyện gì đều không phát sinh. Diệp Thần nhướng mày một cái, 10.000. Hoàng Kim Nguyên Ngọc. Hoàn Mỹ Đại Thánh nói, đúng vậy, Hoàng Kim Nguyên Ngọc, là chân quý nhất Nguyên Ngọc, so với thượng phẩm Nguyên Ngọc còn chân quý hơn, một khối Hoàng Kim Nguyên Ngọc, có thể đổi 10 khối thượng phẩm Nguyên Ngọc. Ngươi không có Hoàng Kim Nguyên Ngọc, lên cho ta phẩm Nguyên Ngọc cũng có thể, nhưng cần 100.000 số. Nguyên Ngọc, là không không lúc nào không bên trong ngoại tệ mạnh. Hoàng Kim Nguyên Ngọc, lại là tinh thuần nhất, chân quý nhất tồn tại. 10.000 Hoàng Kim Nguyên Ngọc. Vậy thì tương đương với 100.000 thượng phẩm nguyên ngọc, đây không thể nghi ngờ là một khoản thiên đại con số. Diệp Thần toàn thân cao thấp tài sản, cộng lại tối đa chỉ có 10.000 thượng phẩm nguyên ngọc cỡ đó, hoàn toàn không đủ thanh toán. Hoàn Mỹ Đại Thánh, 10.000 hoàng kim nguyên ngọc, ta không có. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, liền muốn trả giá. Nhưng lúc này, Ân Tố Chân bước ra, dửng dưng hướng Diệp Thần nói, công tử, nguyên ngọc chúng ta có, cho hắn cũng được. Dứt lời, Ân Tố Chân ném ra một cái túi đựng đồ, ném cho Hoàn Mỹ Đại Thánh. Hoàn Mỹ Đại Thánh nhận lấy túi đựng đồ, mở ra vừa thấy, liền thấy bên trong đựng từng cục ánh vàng rực rỡ hoàng kim nguyên ngọc, vừa lúc là 10.000 số. Hắn vui vẻ cười to, hướng Ân Tố Chân chắp tay, nói, lôi thần thiên tôn, ngươi ra tay thật đúng là rộng rãi à, đa tạ. Hắn không ngừng kêu Ân Tố Chân lôi thần tên, nhất thời bại lộ thiên cơ. Ân Tố Chân thân phận bại lộ, nhưng cũng không hoảng loạn tức giận, thần sắc vẫn là bình tĩnh, nói thay ta hướng Nguyên Thiên Đế hỏi thăm sức khỏe, ngươi đi thôi. Hoàn Mỹ Đại Thánh cười hắc hắc, thỏa mãn thu hồi Nguyên Ngọc túi, nói, được, luân hồi chi chủ, lôi thần thiên tôn, vậy ta liền cáo từ trước, chờ các ngươi lúc nào tới không không lúc nào không, có thể hướng ta chân lý sẽ thông báo một tiếng, ta sẽ cho các ngươi cung cấp thuận lợi. Dứt lời, Hoàn Mỹ Đại Thánh liền xoay người cáo từ. Ân Tố Chân thiên cơ bại lộ, dứt khoát vậy không che giấu nữa, trực tiếp hiển lộ ra lôi thần uy nghiêm. Nàng phục trang, từ phổ thông thị nữ phục trang, lần nữa biến thành một bộ ưu nhã tôn quý màu tím quần bào. Nàng da thịt, ánh sáng rực rỡ tách thả ra, nước non không rảnh, như trắng vách đá nõn nà. Từng tia màu tím điện mang, từ nàng trong cơ thể bộc phát ra, lôi quang mãnh liệt ngất trời, mang cho người to lớn cảm giác bị áp bách. Nàng vóc người cũng thay đổi được ngạo nhân liền rất nhiều, cả người khí chất, tôn quý thủ thắng, như sấm ngày trời, dậy người không thể nhìn thẳng. Lôi thần thiên tôn, ngươi là lôi thần. Văn Thiên Đại Sư ngơ ngác nhìn Ân Tố Chân, tuyệt đối không nghĩ tới, lôi thần ngay tại hắn bên người. Quỳ xuống đi. Ân Tố Chân lãnh đạm nói, thanh âm mang một cổ mãi mãi uy nghiêm. Văn Thiên Đại Sư xỉ xỉ xách xách quỳ xuống. Trong tròng mắt tràn đầy cung kính vẻ sợ hãi, quỳ lạy như máy nói, bái kiến lôi thần thiên tôn. Lôi thiên tước thấy Ân Tố Chân thân phận hiện ra, cũng là lớn kinh, lại là xấu hổ, lật đật cúi đầu hành lễ nói. Chủ nhân, lúc đầu ngươi ngay tại bên người ta, là ta có mắt không tròng,
lại có thể không nhận ra ngươi. Ân Tố Chân bình tĩnh nói, không sao, là ta ẩn núp nhân quả, các ngươi không nhận ra ta, cũng là bình thường. Lôi Thiên Tước ngắm nhìn Ân Tố Chân, trước mắt sùng bái, nói chủ nhân, chúc mừng ngươi tu vi khôi phục, ngươi hôm nay thực lực, tuy kém hơn đỉnh cấp thời điểm, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ân Tố Chân búng ngón tay một cái, lãnh đạm nói, còn kém xa đây, muốn khôi phục tột cùng, ta còn cần luân hồi trợ lực. Nói tới chỗ này, nàng ánh mắt mang theo một chút ôn nhu, nhìn về phía Diệp Thần. Văn Thiên Đại Sư cùng Lôi Thiên Tước, nội tâm đều là đại chấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bọn họ biết, Lôi Thần Thiên Tôn là thế gian tôn quý nhất thù thắng tồn tại, đỉnh cấp thời điểm hùng bá một cái kỷ nguyên, từng thành lập được huy hoàng vĩnh hằng quốc độ. Ở bọn họ trong mắt, Lôi Thần Thiên Tôn vĩnh viễn là cao quý vô địch hình dáng. Bọn họ kia từng nghĩ đến, Lôi Thần Thiên Tôn lại có thể vậy sẽ lộ ra như vậy ánh mắt ôn nhu. Bất quá, suy nghĩ một chút Diệp Thần thân phận, bọn họ liền bình thường trở lại. Cái này thế gian, nếu như nói có ai có thể xứng với Lôi Thần Thiên Tôn, vậy cũng chỉ có Diệp Thần. Người tóc loạn. Diệp Thần cười một tí, đưa tay khẽ vuốt ve Ân Tố Chân vậy bởi vì lôi quang nổ tung mà có chút xốc xếch sợi tóc. Ân Tố Chân thản nhiên xử chi, cũng là đón nhận Diệp Thần vuốt ve, để cho được Văn Thiên Đại Sư cùng Lôi Thiên Tước, lại là rung động. Văn Thiên, luân hồi chi chủ là đồng minh của ta, hắn kêu ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó. Ân Tố Chân mắt nhìn Văn Thiên Đại Sư, nói. Ừ. Văn Thiên Đại Sư quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh nhễ nhại, không dám thở mạnh, gật đầu nói phải. Ân cô nương, đa tạ. Diệp Thần ôm quyền nói cảm ơn, đến cuối cùng vẫn là phải mượn dùng Ân Tố Chân lực lượng, mới có thể mời Văn Thiên Đại Sư rời núi. Ừ. Ân Tố Chân gật đầu một cái, lại hướng Văn Thiên Đại Sư nói, đứng lên đi. Ừ. Văn Thiên Đại Sư hoảng vội vàng đứng dậy, cung kính xuôi tay đứng. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói, Văn Thiên Đại Sư, Trùng Dương chân nhân ủy thác ta, mang ngươi trở về gặp hắn, không biết ngươi có thể có rảnh hay không. Văn Thiên Đại Sư không ngừng bận rộn nói, thuận lợi, thuận lợi. Lập tức là được lên đường. Diệp Thần gặp Văn Thiên Đại Sư thái độ thay đổi được nhanh như vậy, cũng không khỏi có chút bật cười khanh khách. Xem ra Ân Tố Chân uy nghiêm, đích xác là khủng bố, để cho được Văn Thiên Đại Sư, hoàn toàn không dám kháng cự. Lập tức, Diệp Thần chính là mang Văn Thiên Đại Sư, trở lại Thiên Dương Vực, phải đi gặp Trùng Dương Chân Nhân. Hắn cùng Văn Thiên Đại Sư, còn có Ân Tố Chân, ngồi ở Lôi Thiên Tước sống lưng trên, một đường phá không xuyên vân, cực nhanh tiến về phía trước. Đúng rồi, Văn Thiên Đại Sư, lỗ mãng hỏi một câu, ngươi là làm sao đạt được Cửu Thiên Phục Long Ấn? Diệp Thần nhìn về phía Văn Thiên Đại Sư, khá có chút hiếu kỳ hỏi. Cửu Thiên Phục Long Ấn là thập đại cổ thần khí một trong, chân quý như vậy pháp bảo, lại bị Văn Thiên Đại Sư đạt được, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Văn Thiên Đại Sư lắc lắc đầu nói, ta quên mất. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, quên mất. Văn Thiên Đại Sư nói, đúng vậy, ta nhưng thật ra là cửu thần thời đại võ giả, sau đó bởi vì Lôi Thần Thiên Tôn chết, ta chạy nạn đến thế giới hiện thật. Hoạt động tại thời đại Hồng Hoang, thật ra thì ta tồn tại ngày, so Hồng Hoang còn muốn xa xôi. Chỉ bất quá, ta cũng không phải là thiên đế chủ thần, ở năm tháng bể dâu dưới, ta trí nhớ đã mài mòn quá nhiều, rất nhiều chuyện cũng không nhớ gì cả. Năm tháng mài mòn, đối rất nhiều võ giả mà nói, đều là chí mạng tồn tại. Mặc dù từ trên lý thuyết mà nói, vậy cường giả đều là tuổi thọ vô tận, nhưng trong thực tế, rất ít có người có thể vĩnh sinh không chết. Bởi vì năm tháng là có hư hại. Năm tháng mài mòn không ngừng tích lũy, chính là lớn nhất kiếp nạn, cả ngày đế chủ thần đều có vẫn diệt nguy hiểm. Văn Thiên Đại Sư chỉ là mất đi bộ phận trí nhớ, người còn sống, đã là thiên đại may mắn. Được rồi. Diệp Thần không biết làm sao nhún nhún vai, không nghĩ tới Văn Thiên Đại Sư lại có thể mất trí nhớ, hắn lại hướng Ân Tố Chân hỏi nói, Ân cô nương, vậy ngươi biết cái này Cửu Thiên Phục Long Ấn bí mật sao? Ân Tố Chân lắc đầu nói, ta cũng không phải là đệ nhất thảo thần, ta cho tới bây giờ sẽ không theo dõi ta tín đồ cùng con dân nội tâm. Y nói, là nàng cũng không biết Văn Thiên Đại Sư đi qua, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được Cửu Thiên Phục Long Ấn. Văn Thiên Đại Sư cảm kích nói, nhờ có Lôi Thần Thiên Tôn che chở, nếu không, ta cái này Cửu Thiên Phục Long Ấn, đã sớm bị người đoạt đi, ta có thể cũng phải chết.
Cửu Thiên Phục Long ấn chân quý như vậy, Văn Thiên Đại Sư chấp trưởng nơi tay, tự nhiên đưa tới các phương mơ ước. Chỉ bất quá, hắn là Lôi Thần Thiên Tôn tín đồ, sau lưng có Lôi Thần bảo vệ, không không lúc nào không không ai dám động hắn. Sau đó, hắn đi tới thế giới hiện thật, có Lôi Thiên Tước bảo vệ, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Diệp Thần gật đầu một cái, bộc phát cảm thấy ân tố chân mạnh mẽ. Có thể cùng ân tố chân kết minh, đối hắn luân hồi trận doanh mà nói, dĩ nhiên là thiên đại hảo sự. Ân tố chân lần này bại lộ nhân quả, cùng hắn cùng nhau tìm Văn Thiên Đại Sư, đã biểu hiện ra lớn nhất thành ý, nàng cũng là muốn kết minh. Diệp Thần, ân tố chân, Văn Thiên Đại Sư ba người, ngồi Lôi Thiên Tước, phá toái hư không, rất nhanh sẽ đến Thiên Dương Vực. Làm ân tố chân hạ xuống Thiên Dương Vực, toàn bộ Thiên Dương Vực đều chấn động, vô số lôi quang nổ tung, lôi uy cuồn cuộn. Thiên Dương Vực rất nhiều các cường giả, đều là rung động, tất cả người ánh mắt nhìn phía bầu trời, liền thấy hai đạo thần quang nhô lên bóng người. Chính là Diệp Thần cùng ân tố chân. Trên hai người bùng nổ khí tượng, có thể nói là ngút trời cuồn cuộn, ở hai người hơi thở dưới che giấu, Văn Thiên Đại Sư hèn mọn như con kiến hôi. Ha ha, luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đã tới. Một đạo cười tiếng vang lên. Chỉ gặp một người mặc hồng bào ông già, đạp hồng kiều sải bước đi tới Diệp Thần cùng ân tố chân bên người, chính là Trùng Dương chân nhân. Lôi Thần Thiên Tôn, đại giá đến chơi, không có tiếp đón từ xa. Văn Thiên Đại Sư, thật lâu không gặp. Trùng Dương chân nhân lại hướng ân tố chân cùng Văn Thiên Đại Sư thi lễ, lễ phép khá là chu đáo. Hắn gặp ân tố chân cùng Diệp Thần tới giữa, quan hệ tựa hồ khá là thân cận, nội tâm thoáng qua vô số ý niệm. Nếu như ân tố chân cùng Diệp Thần kết minh, vậy Diệp Thần thế lực, sợ rằng sẽ tiến một bước bành trướng. Văn Thiên Đại Sư không có mở miệng, bởi vì Lôi Thần ngay ở bên cạnh, hắn không có mở miệng tư cách. Ân tố chân gật đầu một cái, hướng Trùng Dương chân nhân nói, Trùng Dương chân nhân, nghe nói người muốn cho đòi gặp ta tín đồ. Trùng Dương chân nhân ha ha cười một tiếng nói, đúng vậy, Văn Thiên Đại Sư là đệ nhất thiên hạ người luyện thú. Ta có một đầu hung thú, muốn mời hắn ra tay thuần phục. Ân tố chân tròng mắt khẽ nhúc nhích, nói, nhất vĩ sao? Trùng Dương chân nhân nói, đúng vậy, nếu như Văn Thiên Đại Sư chịu ra tay, ta sẽ cho hắn đầy đủ thù lao. Ân tố chân lạnh nhạt nói, không cần, coi như ngươi thuần phục nhất vĩ, sau này có cơ hội, ta và Diệp Thần, vẫn là sẽ xuất thủ đoạt lại. Ngươi thuần phục, bất quá là vì chúng ta làm đồ cưới. Lời nói này nói được đặc biệt lộ liễu, gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây. Trùng Dương chân nhân ra mặt run lên, hắn thật ra thì cũng đã nói, coi như hắn cùng Diệp Thần giao dịch, nhưng sau này Diệp Thần có bản lãnh nói, vẫn có thể đem nhất vĩ đoạt lại đi. Chỉ bất quá, lời nói này, từ ân tố chân trong miệng nói ra, nhưng mang cho người vô cùng uy áp. Trùng Dương chân nhân bèn cười ha ha, nói, không sao, nếu là các ngươi có lòng, hiện tại liền có thể đoạt lại đi. Ân tố chân lãnh đạm nói, đây là ngươi địa bàn, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi đánh, quá bị thua thiệt. Nàng dĩ nhiên muốn đoạt lại nhất vĩ, nhưng không phải hiện tại. Dẫu sao nơi này là Thiên Dương Vực, là Trùng Dương chân nhân địa bàn, ở chỗ này tác chiến, nàng và Diệp Thần rất thua thiệt, không có nắm chắc tất thắng. Trùng Dương chân nhân cũng không phải là người bình thường, hắn là có tương lai người, tuyệt không thể coi thường. Trùng Dương chân nhân gặp ân tố chân không muốn tranh đấu, liền cười híp mắt làm một động tác tay mời, nói, Lôi Thần Thiên Tôn, Luân Hồi Chi Chủ, Văn Thiên Đại Sư, mời. Hắn mang Diệp Thần ba người, đáp xuống Thánh Hỏa Điện bên trong. Chỉ gặp Thánh Hỏa Điện trước trên đất trống, một đầu núi cao vậy to lớn hung thú, đang bị ngàn vạn sợi xích sắt nhốt phong tỏa. Vậy đầu hung thú, chính là nhất vĩ Si Ma Bò Cạp. Si Ma Bò Cạp cả người là tổn thương. Tựa hồ bị Trùng Dương chân nhân hành hạ rất thảm, đang thở hào hền, cả người chảy xuôi màu đen máu, hình dáng rất là chật vật. Dùng sức mạnh thủ đoạn, là không thể nào thuần phục nhất vĩ. Văn Thiên Đại Sư thấy vậy, chính là lắc đầu một cái. Hắn là người luyện thú, tinh thông các loại tuần thú bí pháp, đối Trùng Dương chân nhân dã man thủ đoạn, dĩ nhiên là rất có phê bình kín đáo. Trùng Dương chân nhân cười nói, lão phu không hiểu tuần thú phương pháp. Vẫn là phải mời Văn Thiên Đại Sư ra tay. Văn Thiên Đại Sư ánh mắt mang theo kính sợ, nhìn ân tố chân một mắt. Hắn muốn không nên ra tay, mình cũng không dám quyết định, có
còn muốn hỏi Ân Tố Chân ý kiến. Ân Tố Chân nói, ngươi liền ra tay, thuần phục cái này nhất vĩ thần thú chính là, dù sao sau này đầu này thần thú, sớm muộn là thuộc về chúng ta luân hồi trận doanh. Văn Thiên Đại Sư nói, ừ. Dừng một chút, hắn lại lộ ra một chút chần chờ, nói, Lôi Thần Thiên Tôn, nhất vĩ thần thú vô cùng là hung tàn, muốn thuần phục, sợ rằng phải hao phí không thiếu tâm huyết, thậm chí, ta có rơi xuống nguy hiểm. Ân Tố Chân nói, ngươi nếu là chết, ta và Luân Hồi Chi Chủ liên thủ, nghịch chuyển năm tháng thời không, đem ngươi sống lại cũng được, tóm lại, ngươi không tiếc bất cứ giá nào, đều phải cho ta thuần phục cái này đầu hung thú. Văn Thiên Đại Sư nói, cần tuân Lôi Thần Thiên Tôn phân phó. Trùng Dương Chân Nhân gặp Ân Tố Chân xuống tử mệnh lệnh, nội tâm cũng là lớn vui. Tuy nói Diệp Thần và Ân Tố Chân đều có cướp lấy nhất vĩ ý niệm, nhưng Trùng Dương Chân Nhân cũng không để bụng. Hắn tin tưởng lấy mình thực lực, đủ để nắm trong tay nhất vĩ. Diệp Thần nói, Trùng Dương Chân Nhân, Văn Thiên Đại Sư ta đã mang tới, Hỏa Thần Thiên Tôn người đâu? Hắn và Trùng Dương Chân Nhân giao dịch, là hắn đem Văn Thiên Đại Sư mang tới, sau đó Trùng Dương Chân Nhân sẽ đem Hỏa Thần Thiên Tôn Tô Nghê Thường giao cho hắn. Trùng Dương Chân Nhân cười nói, yên tâm, Hỏa Thần Thiên Tôn người rất tốt, người có thể mang nàng đi. Dứt lời, Trùng Dương Chân Nhân vỗ tay một cái. Liền gặp Thánh Hỏa Điện chỗ sâu, Phạm Tinh Nghiên dìu đỡ một người cô gái, chậm rãi đi ra. Phụ nữ kia thân mặc quần áo đỏ, da thịt trắng như tuyết, hơi thở có chút yếu ớt, nhưng cả người nơi lộ ra khí chất, cao nhã tôn quý, sau lưng có chu tước khí tượng lững lờ. Chính là trong truyền thuyết Hỏa Thần Thiên Tôn, Tô Nghê Thường. Tô Nghê Thường coi như là Kỷ Tư Thanh nửa sư phụ, nàng Hỏa Thần Đạo Thống, đã truyền cho Kỷ Tư Thanh. Nói cách khác, nàng cũng là luân hồi trận doanh đồng minh. Diệp Thần thấy Tô Nghê Thường, nội tâm chấn động một cái, kêu một tiếng, Hỏa Thần Thiên Tôn. Tô Nghê Thường ôn hòa cười một tiếng, nói, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi kêu tên ta là được, đa tạ cứu giúp. Năm đó, nàng bị Đạo Đức Thiên Tôn chém chết sau đó, tàn hồn liền một mực khốn tại mồi lửa bên trong. Đạo Đức Thiên Tôn lấy nàng hài cốt, đúc thành bó đuốc, lại dùng nàng tàn hồn, thành tựu nhiên liệu, thời thời khắc khắc cháy, lớn mạnh mồi lửa. Trong quá khứ mười mấy vạn năm trong thời gian, Tô Nghê Thường một mực bị kẹt ở mồi lửa bên trong, tàn hồn một mực thiêu đốt, chịu đủ đau khổ hành hạ, cho đến ngày hôm nay Diệp Thần cứu giúp, nàng mới thoát khỏi bể khổ. Diệp Thần trong lòng mừng rỡ, nói, Tô cô nương, vậy ngươi cũng gọi tên ta tốt. Hắn suy nghĩ mang Tô Nghê Thường trở về, Kỷ Tư Thanh khẳng định thật cao hứng. Hơn nữa, có Tô Nghê Thường gia nhập, luân hồi trận doanh thế lực, vừa có thể cao hơn một tầng lầu. Ân Tố Chân, đã lâu không gặp. Tô Nghê Thường mắt đẹp chớp động, ánh mắt lại nhìn hướng Ân Tố Chân, bình tĩnh lên tiếng chào. Tô Nghê Thường, chúc mừng ngươi thoát khốn, từ nay về sau, chúng ta đều là luân hồi đồng minh. Ân Tố Chân gật đầu một cái, nói. Diệp Thần đại hỉ, nói Ân cô nương, Tô cô nương, đa tạ các ngươi gia nhập ta luân hồi trận doanh, vậy chúng ta đi về trước tinh nguyệt giới, thật tốt chúc mừng một phen. Hắn suy nghĩ hai vị thần minh gia nhập, như vậy thiên đại chuyện vui, nên muốn ở tinh nguyệt giới đại bài tiệc rượu, thật tốt chúc mừng. Tô Nghê Thường mỉm cười cười một tiếng, liền đi tới Diệp Thần bên người, cùng Ân Tố Chân một trái một phải, chuẩn bị trở lại tinh nguyệt giới. Diệp Thần chắp tay hướng Trùng Dương Chân Nhân nói tạm biệt, nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong, bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh âm lạnh lẽo. Các ngươi muốn chúc mừng cái gì, có thể có hỏi qua ta không? Chỉ gặp chân trời tiên quang cuồn cuộn, tím hoàng tiên sơn hư ảnh lững lờ. Ở tím hoàng tiên sơn trên đỉnh núi, một đạo tiên phong đạo cốt bóng người, đón gió đứng, tự có một cổ ác liệt siêu nhiên uy nghiêm, chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn hai tròng mắt mang lửa giận, từ bầu trời đáp xuống, ánh mắt từ Diệp Thần, Ân Tố Chân, Tô Nghê Thường, Trùng Dương Chân Nhân cùng trên người, từng cái lướt qua. Thấy Đạo Đức Thiên Tôn hạ xuống, Diệp Thần sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ân Tố Chân vẫn là bình thản hình dáng, Tô Nghê Thường chính là mặt mang vẻ đề phòng. Ban đầu nàng bị Đạo Đức Thiên Tôn chém chết, nhưng thật ra là tự nguyện lãnh cái chết. Bởi vì, ở cửu thần thời đại thời kỳ cuối, nàng gặp nghiêm trọng vết thương, bị to lớn thống khổ hành hạ, chỉ có một đường chết mới có thể giải thoát. Đạo Đức Thiên Tôn giết chết nàng, nhưng để cho nàng rơi vào một cái mới đắng trong biển, nàng tàn hồn không ngừng cháy, thành lớn mạnh mồi lửa nhiên liệu.
Nàng muội muội Nguyệt Hồn Tiên Tử cũng bị Đạo Đức Thiên Tôn áp chế, trở thành vợ tử. Nhưng Tô Nghê Thường không hề thống hận Đạo Đức Thiên Tôn. Hoặc là nói, ở Cửu Thần thời đại, nàng trải qua quá nhiều hành hạ cùng khổ sở, nội tâm gần như chết lặng, đã sẽ không lại ra đời cừu hận cái loại này kịch liệt tâm trạng. Nếu như nói ở Cửu Thần bên trong, ai mài mòn nghiêm trọng nhất nói, đó chính là Tô Nghê Thường cái này hỏa thần. Lòng nàng cảnh, ở vô số thống khổ cùng hư hại bị hành hạ, liền cừu hận đều sẽ không ra đời, đã chết lặng. Dĩ nhiên, Đạo Đức Thiên Tôn vậy hung mãnh hơi thở, vẫn là để cho nàng đề phòng, cái này là võ giả đối mặt nguy hiểm bản năng. Trùng Dương chân nhân gặp Đạo Đức Thiên Tôn tới, trong mắt lướt qua một chút che lấp, nói, Đạo Đức Thiên Tôn, người tới ta địa giới làm chi? Đạo Đức Thiên Tôn trong bụng bi thương, nói, Trùng Dương chân nhân, ngươi thậm chí không muốn kêu ta một tiếng trưởng giáo, ngươi có ngươi tương lai thân, lông cánh đầy đủ, muốn phản bội ta. Trùng Dương chân nhân nói, không, không phải phản bội, ta làm hết thảy, chỉ là vì bảo vệ mồi lửa. Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt rét lạnh, nói, ngươi để cho chạy hỏa thần, cái này gọi là bảo vệ mồi lửa. Còn nữa, ngươi muốn thuần phục nhất vĩ, lại có thể không hướng ta truyền đạt một tiếng, ngươi trong mắt có còn hay không ta cái này trưởng giáo. Hắn ánh mắt, ở Tô Nghê Thường cùng một đuôi trên mình, lưu chuyển một tí, mang to lớn dùng mình. Bất kể là thu phục nhất vĩ, vẫn là phóng thích hỏa thần thiên tôn, Trùng Dương chân nhân cử động, đều đã xúc phạm hắn cấm kỵ. Đạo Đức Thiên Tôn, ngươi chiếm đoạt mồi lửa quá lâu, ngươi đạo tâm đã bị lạc. Huống chi, hôm nay thái thượng thế giới, dòng nước ngầm phun trào, không không lúc nào không rất nhiều thế lực cũng nhúng tay vào, ngươi đã chấn không phòng giữ được cục diện. Ngược lại không như, đem ngươi mồi lửa truyền thừa cho ta, ta sẽ thay ngươi bảo vệ Tử Hoàng Thiên Cung đạo thống cơ nghiệp. Trùng Dương chân nhân mở miệng, biểu lộ tâm ý, lại có điểm bức vua thoái vị ý. Hắn phải thừa kế mồi lửa, trở thành Tử Hoàng Tiên Cung mới nắm giữ. Hắn tin tưởng, cũng chỉ có hắn, mới có thực lực này. Ha ha ha, Trùng Dương, người đây là muốn bức vua thoái vị. Người thật lấy là, người có tương lai thân, là có thể cùng ta chống lại. Đạo Đức Thiên Tôn cười to, vung tay lên, trôi lơ lửng ở trên trời tím Hoàng Tiên Sơn, bỗng nhiên tóe ra đạo đạo lưu quang. Từng cái Tử Hoàng Tiên Cung cường giả, từ tím Hoàng Tiên Sơn bên trong bắn ra. Một người cầm đầu, nhưng là ngày xưa tả phái lãnh tụ, Nguyện Thiếu Người. Nguyện Thiếu Người cùng rất nhiều Tử Hoàng Tiên Cung cường giả, đằng đằng sát khí, đem Thánh Hỏa Điện vây lại. Thánh Hỏa Điện bên này, rất nhiều cao thủ cũng là xuất hiện, cùng Nguyện Thiếu Người các người giằng co, hai bên gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây. Đạo Đức Thiên Tôn, người muốn ở chỗ này cùng ta động thủ. Trùng Dương chân nhân gặp Đạo Đức Thiên Tôn mang theo nhiều người như vậy tới đây. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đạo Đức Thiên Tôn hừ một tiếng, nói, ngươi không phải nói, ta không thực lực trấn áp tình cảnh sao? Vậy ta cũng muốn xem, ngươi lại có nhiều ít thực lực. Tiếng nói rơi xuống, Đạo Đức Thiên Tôn ngang nhiên ra tay, một chưởng hướng Trùng Dương chân nhân vỗ tới. Một chưởng này, nổ ra cuồn cuộn kim quang, mơ hồ có không vô thần uy. Trùng Dương chân nhân thần sắc đại biến, kinh hô, là Hồng Quân lực lượng. Hắn từ Đạo Đức Thiên Tôn trưởng thế bên trong, cảm nhận được Hồng Quân lão tổ ban phúc lực. Hồng Quân lão tổ lại có thể ban thưởng lực lượng, trợ lực Đạo Đức Thiên Tôn. Đúng vậy, Hồng Quân không có quên bản, hắn còn nhớ ta năm đó tài bồi. Hôm nay hắn thành làm thiên đế chủ thần, vậy không có quên ta người trưởng môn này. Người tương lai thân, có thể hay không cùng Hồng Quân chống lại. Đạo Đức Thiên Tôn hai tay liên hoàn đánh ra, kim quang nổ tung. Long trời lở đất, uy thế hung mãnh hết sức, như muốn khai thiên liệt địa. Hôm nay thế giới hiện thật thế cục, càng ngày càng phức tạp, nhưng hắn như cũ có chân áp tràng diện lòng tin. Bởi vì, hắn không phải một thân một mình. Hắn sau lưng, còn có một cái Hồng Quân lão tổ. Đó là Tử Hoàng Thiên Cung vạn thế tới nay, sản sinh ra nhất là tươi đẹp, cường hãn nhất thiên tài. Có Hồng Quân lão tổ trợ lực, thời khắc này Đạo Đức Thiên Tôn. Thật là liền như một tôn sát thần, mỗi một chưởng vung ra, đều là long trời lở đất. Trùng Dương chân nhân đối mặt Đạo Đức Thiên Tôn chèn ép, kinh hãi không thôi, liên tiếp lui về phía sau. Ở Đạo Đức Thiên Tôn khí thế bao phủ hạ, liền Ân Tố chân trên mình lôi quang khí tượng, đều bị áp chế xuống. Diệp thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Đạo Đức Thiên Tôn, lại có thể lấy được Hồng Quân lão tổ trợ lực.
Trùng Dương chân nhân tương lai thân, tuy là tán thần thiên tôn, nhưng thực lực cùng Hồng Quân lão tổ so sánh, vẫn có không ít chênh lệch. Phải biết, bàn về thực lực bài danh, Hồng Quân lão tổ thực lực, ở không không lúc nào không bên trong, vậy đủ để bước lên trước ba. Thiên hỏa chiến nhận, loạn mưa chém. Trùng Dương chân nhân cấp tốc lui về phía sau, câu thông thánh hỏa điện, tay phải nặn quyết, điều động mồi lửa năng lượng. Từng luồng mồi lửa linh khí, gào thét ra, hóa thành một cái cầm thiên hỏa chiến nhận, như loạn mưa vậy hướng đạo đức thiên tôn chém tới. Trùng Dương chân nhân trở thành Lương Vương hậu, trấn thủ mồi lửa, có thể mượn dùng mồi lửa lực lượng. Lấy hắn thủ đoạn, mồi lửa năng lượng, ở trong tay hắn thi triển ra, đơn giản là xuất thần nhập hóa. Chỉ gặp tràn đầy thiên hỏa diễm loạn nhận chém chết, tình cảnh như sao rơi rơi xuống mưa, cuốn sạch thiên địa, đặc biệt nguy nga. Ha ha, Trùng Dương, ta mồi lửa, còn chưa tới phiên ngươi tới chấm mút. Đạo đức thiên tôn cười nhạt, bàn tay cách không một dẫn, giống vậy điều động ra mồi lửa năng lượng, vậy hóa thành từng đạo thiên hỏa chiến nhận, thần thông khí tượng cùng Trùng Dương chân nhân giống nhau như đúc, sao rơi loạn mưa vậy gào thét ra. Tràn đầy thiên hỏa diễm loạn nhận chém điên cuồng, kịch liệt va chạm gào thét, bạo phát ra động trời lửa cháy mạnh khí lưu, thẳng xông lên trời cao, để cho được bầu trời cũng hóa thành màu lửa đỏ, khắp nơi là nham thạch nóng chảy vậy liệt hỏa gầm thét, giống như ngày tận thế hạ xuống. Tử Hoàng Thiên Cung cùng Thiên Dương vực rất nhiều các cường giả, còn có Văn Thiên Đại Sư, Lôi Thiên Tước, Phạm Tinh Nghiên, đều là rung động. Chỉ có Ân Tố Chân cùng Tô Nghê Thường, có thể giữ vững bình tĩnh thần sắc. Vào giờ khắc này, Diệp Thần nội tâm vậy là đặc biệt kinh ngạc. Hắn nhìn Đạo Đức Thiên Tôn cùng Trùng Dương chân nhân đại chiến, lửa trời chảy loạn hình ảnh, mơ hồ tới giữa, lại là bắt được thiên cơ, bắt được một chút luân hồi mệnh tinh bí ẩn. Đây là mồi lửa năng lượng. Trong truyền thuyết mồi lửa, quả nhiên là ta luân hồi huyết mạch một phần chia. Luân hồi huyết mạch ở giữa viên thứ tư mệnh tinh, chính là cùng mồi lửa có liên quan. Diệp Thần nội tâm hỗn loạn, thiên cơ thấy rõ dưới, hắn tiến một bước dòm ngó gặp luân hồi thất tinh bí ẩn. Luân hồi huyết mạch bảy viên mệnh tinh, viên thứ nhất kêu Long Đằng, viên thứ hai kêu Liệt Nhật, viên thứ ba Vô Danh, viên thứ tư liền kêu Lửa Trời. Thiên hỏa mệnh tinh, là luân hồi thất tinh thứ tư tinh. Thế giới hiện thật mồi lửa, thật ra thì lúc ban đầu là từ thiên hỏa mệnh tinh bên trong tạo ra tới. Cái này thiên hỏa mệnh tinh, đã siêu thoát thực tế, là ảo nghĩ tồn tại, đặc biệt thần bí. Nếu như Diệp Thần có thể cướp lấy mồi lửa, cũng chiếm đoạt luyện hóa, hắn thì có thể thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, để cho viên này trong ảo tưởng tinh thần, biến thành chân thực tồn tại. Dĩ nhiên, bước này, đặc biệt khó khăn. Bởi vì, trước mắt Diệp Thần, chỉ cảm thấy tỉnh đến viên thứ hai Liệt Nhật mệnh tinh, hắn liền viên thứ ba mệnh tinh, cũng còn không có thức tỉnh, càng không nói đến viên thứ tư. Bất quá, có thể dòm ngó gặp viên thứ tư mệnh tinh bí ẩn. Diệp Thần vậy coi là thiên tư thông minh. Chí ít, hắn biết, lúc đầu trong truyền thuyết mồi lửa, thật là thân thể mình huyết mạch một phần chia. Mồi lửa, là thiên hỏa mệnh tinh tạo ra tới. Mồi lửa năng lượng, là như vậy mênh mông vĩ đại, duy trì thế giới hiện thật vận chuyển, cho dù vũ trụ tiêu diệt, mới vũ trụ, cũng có thể từ phế tích còn sót lại bên trong ra đời. Chỉ cần mồi lửa bất diệt, thế giới hiện thật là có thể vĩnh viễn sống còn đi xuống. Ở trong luân hồi không ngừng tân sinh. Chân quý như vậy mồi lửa, lại có thể chỉ là thiên hỏa mệnh tinh một phần chia. Có thể tưởng tượng được, luân hồi thất tinh năng lượng, có kinh khủng dường nào. Thiên hỏa mệnh tinh, chỉ là viên thứ tư tinh thần, một phần chia năng lượng, liền tạo ra liền mồi lửa. Nếu là hoàn chỉnh thiên hỏa mệnh tinh, thật là sẽ có đáng sợ dường nào. Còn có thiên hỏa mệnh tinh bên trên, viên thứ năm, viên thứ sáu, thứ bảy viên mệnh tinh. Lại sẽ cường đại đến cái gì bước? Diệp Thần nội tâm tràn đầy nhiệt huyết, mắt nhìn Đạo Đức Thiên Tôn cùng Trùng Dương chân nhân. Chỉ gặp hai vị trí tôn cường giả, mượn dùng lửa cháy trồng năng lượng, biến hóa ra các loại thần thông, lẫn nhau đánh giết, đánh được trời đất u ám. Mồi lửa năng lượng, ở bọn họ trong tay, hóa thành đao kiếm, hóa thành mãnh thú, hóa thành tinh thần hạo vũ, hóa thành nham thạch nóng chảy chảy loạn, muôn vàn biến hóa, sát phạt dọn ra, người xem hoa cả mắt. Trùng Dương chân nhân tuy chiếm cứ địa mạch khí vận ưu thế, nhưng Thiên Dương vực cốt lõi nhất thần vật, cũng chính là mồi lửa, chân chính ngài chúa tể, dẫu sao vẫn là Đạo Đức Thiên Tôn. Trùng Dương chân nhân tuy là Thánh Hỏa Điện điện chủ, nhưng dẫu sao chỉ là một trấn thủ người,
cũng không phải là mồi lửa chân chính ngài chúa tể. Chân chính nắm giữ, vẫn là đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn mượn dùng lửa cháy trồng lực lượng, cũng là quét sạch cùng trùng dương chân nhân địa mạch chênh lệch. Hơn nữa, hắn còn có Hồng Quân lão tổ trợ lực. Coi như trùng dương chân nhân, mượn dùng tương lai người lực lượng, vậy dần dần không địch lại, rơi vào hạ phong. Chiến cuộc bất lợi, trùng dương chân nhân sắc mặt nhất thời đổi được đặc biệt khó khăn xem. Trùng dương, ngày hôm nay ta thì phải thanh lý môn hộ, ta đạo đức thiên tôn, mới là mồi lửa chân chính nắm giữ. Thiên bia, cho ta trấn áp. Đạo đức thiên tôn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, trong tròng mắt ý định giết người bại lộ, vung tay lên, hội tụ dưới quyền các loại cường giả linh khí, triệu hoán ra một khối cổ xưa bia đá. Khối này cổ xưa bia đá, phía trên khắc một cái chữ thiên. Chính là trong truyền thuyết thiên bia. Cũng là Diệp Thần một mực muốn có được thiên bia. Thiên bia vừa ra, trong thoáng chốc, phong lôi cuồn cuộn, hào hùng uy áp chấn động toàn trường, liền mồi lửa hơi thở, đều bị áp chế xuống. Mồi lửa lợi hại hơn nữa, cũng không có thiên bia lợi hại. Khối này thiên bia, nhưng mà cường hãn nhất luân hồi huyền bi, thậm chí hàm chứa luân hồi thất tinh, cuối cùng một sao bí ẩn. Luân hồi thất tinh cuối cùng một sao, tên làm thiên đế mệnh tinh, lúc ban đầu chính là khảm nạm ở trên trời trên bia mặt. Thiên bia như thế cường hãn, chính là bởi vì lúc ban đầu lấy được thiên đế ra lệnh tinh chiếu sáng. Ban đầu thiên nữ đạt được thiên bia, giao cho tử hoàng tiên cung, chính là do đạo đức thiên tôn trông coi. Giờ phút này, đạo đức thiên tôn thả ra thiên bia, nhất thời thì có vô cùng thiên đế ánh sao, toát ra, mỗi một tia ánh sao, cũng giống như có thể phá diệt trần thế, sát phạt ác liệt, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Không tốt, mạng ta xong rồi. Trùng dương chân nhân thấy thiên bia hạ xuống, nhất thời thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy tánh mạng đe dọa. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đạo đức thiên tôn lại có thể nhúc nhích dùng thiên bia lực lượng. Thiên bia năng lượng hung hãn, nhưng cũng khó mà thu phục. Đạo đức thiên tôn khi lấy được thiên bia sau đó, một mực nghiên cứu hàng phục phương pháp, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Nhưng giờ khắc này, hắn mượn dùng Hồng Quân lão tổ lực lượng, còn có dưới quyền rất nhiều tử hoàng tiên cung cường giả linh khí trợ lực, hắn lại là ngắn ngủi khống chế thiên bia, có thể bùng nổ thiên bia thần uy. Như vậy khống chế, đối đạo đức thiên tôn mà nói, cũng là cố hết sức, gánh vác cực lớn, giá phải trả vậy cực lớn. Mặt hắn cho, đã là một phiến trắng xám, thất khiếu thấm vào da máu tươi, hiển nhiên áp lực to lớn. Nhưng, vì chu diệt trùng dương chân nhân, thanh lý môn hộ, hắn cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Thiên bia toát ra thiên đế ánh sao, xuyên qua hư không, ngang nhiên hướng trùng dương chân nhân phá giết đi. Diệp Thần, mau xuất thủ trợ giúp. Ân Tố Chân quát lên, nàng có thể không muốn nhìn trùng dương chân nhân chết đi. Nếu là trùng dương chân nhân chết, ở tử hoàng tiên cung bên trong, liền lại cũng không có người có thể kềm chế đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn một nhà độc quyền, đối luân hồi trận doanh cực đoan bất lợi. Cho nên, nàng bởi vì nhất vĩ thần thú sự việc, tuy cùng trùng dương chân nhân có ngăn cách, nhưng vẫn là muốn bảo vệ hắn tánh mạng, dùng để kềm chế đạo đức thiên tôn. Hôm nay nàng thực lực, còn đang khôi phục nguy cấp, không thích hợp ra tay, chỉ có mời Diệp Thần ra tay. Diệp Thần ánh mắt động một cái, cũng là rõ ràng đạo lý trong đó. Trùng dương chân nhân, vẫn không thể chết. Hơn nữa, nếu là trùng dương chân nhân chết, đạo đức thiên tôn chiếm đoạt mồi lửa, khẳng định sẽ còn tiếp tục nô dịch hỏa thần thiên tôn Tô Nghê Thường, không thể nào cho nàng tự do. Mất đi thiên thư, thần kiếm ngự lôi quyết. Diệp Thần quát to một tiếng, thân thể bão táp ra, vung tay lên, trực tiếp sử dụng một trang mất đi thiên thư. Ở mất đi thiên thư sử dụng ngay tức thì, Diệp Thần thi triển ra thần kiếm ngự lôi quyết. Xuy xuy xuy, chỉ gặp mất đi thiên bên trong sách. Từng đạo kinh lôi kiếm khí nổ lên, như muốn diệt trời, lôi quang nhô lên. Mỗi một đạo kinh lôi kiếm khí phía trên, cũng mang theo mất đi thiên thư hủy diệt chập chờn, uy thế đặc biệt khủng bố. Diệp Thần ngón tay một dẫn, thần kiếm ngự lôi quyết thi triển đến mức tận cùng, đầy trời kinh lôi kiếm khí, liền hướng đạo đức thiên tôn chém tới. Hắn cũng không có đi công kích thiên bia, bởi vì vô dụng, thiên bia lực lượng quá đáng sợ, không người có thể ngăn cản. Hắn là trực tiếp công kích đạo đức thiên tôn, muốn buộc hắn phòng thủ, không thể lại dùng thiên bia giết người, đây là công hắn tất cứu. Đạo đức thiên tôn thấy đầy trời kinh lôi kiếm khí, chém chết tới, nhất thời mắt đồng co rúc lại,
hắn cố nhiên có thể tiếp tục thúc giục thiên bia, đánh chết trùng dương chân nhân, nhưng không làm bất kỳ phòng thủ nào nói, tự thân cũng phải bị Diệp Thần giết chết. Đáng chết! Nguy cấp bên trong, đạo đức thiên tôn không thể làm gì, chỉ có thể buông tha đánh chết trùng dương chân nhân, thúc giục thiên bia hồi thủ. Diệp Thần từng đạo kinh lôi kiếm khí, đánh vào thiên trên bia mặt, mỗi một đạo kiếm khí chém xuống, cũng bạo phát ra một cổ động trời tiếng sấm, chấn động thiên địa vân tiêu. Ở trên trời bia dưới bảo vệ, đạo đức thiên tôn không có bị thương, nhưng cũng bị chấn động được không nhẹ, hơi thở hơi có chút tán loạn. Diệp Thần, rất tốt, người thực lực, lại tiến bộ. Đạo đức thiên tôn trong mắt mang ác liệt tàn bạo ý, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần thực lực, tiến bộ nhanh như vậy, so với trước kia, không biết mạnh hơn nhiều ít. Toàn trường tất cả người, Trùng Dương chân nhân, Phạm Tinh Nghiên, Văn Thiên Đại Sư, Nguyện Thiếu Người Vân. Vân, mắt thấy Diệp Thần ra tay, lôi quang động trời uy mãnh khí tượng, bọn họ vậy hoàn toàn kinh hãi. Hiển nhiên, Diệp Thần thực lực cường hãn, đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Tuyệt Mây chết được không oan. Nguyện Thiếu Người một tiếng cảm thán, đồ đệ của nàng Lý Tuyệt Vân, chết ở Diệp Thần trong tay, liền trụ quang huyết mạch đều bị chiếm đoạt. Hôm nay thấy Diệp Thần uy mãnh khí thế, nàng cũng biết, Lý Tuyệt Vân chết được không hề oan uổng. Diệp Thần quá cường thế, dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, đã rất ít có cái gọi là thiên mới có thể áp chế hắn. Nếu như cân nhắc đến khí vận và lá bài tẩy, bất kể là Vũ Hoàng Cổ Đế, vẫn là Đạo Đức Thiên Tôn, hay hoặc là Thiên Nữ, cũng không thể đè thêm chế Diệp Thần, bọn họ là kỳ cổ tương đương, lực lượng tương đương, đều là giống nhau mạnh mẽ. Đạo đức thiên tôn chặn lại Diệp Thần công kích, muốn thúc giục nữa vang trời bia, nhưng đã không có đầy đủ linh khí, sắc mặt khỏi bệnh bạc trắng, nhưng trong mắt uy nghiêm cùng lạnh lùng, không giảm chút nào, nói, Diệp Thần, đây là ta cùng Trùng Dương chân nhân ân oán, ngươi không nên nhúng tay. Cùng chu diệt Trùng Dương chân nhân, ta có thể đem nhất vĩ thần thú đưa cho ngươi. Nhưng, ngươi muốn đem người phụ nữ này lưu lại. Nói xong lời cuối cùng, đạo đức thiên tôn ánh mắt rơi vào hỏa thần thiên tôn Tô Nghê Thường trên mình. Hắn không thể nào thả qua Tô Nghê Thường. Hắn lý niệm, cùng Trùng Dương chân nhân không cùng. Trùng Dương chân nhân muốn duy trì mồi lửa tuyệt đối tinh khiết, không cần người bất kỳ cháy. Nhưng ở đạo đức thiên tôn trong mắt, thần linh cháy, nhưng có thể trợ lực mồi lửa lớn mạnh, không thể thiếu thiếu. Hắn còn muốn cầm Tô Nghê Thường làm nhiên liệu. Đạo đức thiên tôn, xin lỗi, ngày hôm nay ta phải mang đi hỏa thần. Diệp Thần nhìn Tô Nghê Thường một mắt. Tô Nghê Thường diễn cảm đạm mạc, nàng trước đây ở Diệp Thần trước mặt, triển lộ ra ôn hòa nụ cười, thật ra thì chỉ là miễn cưỡng làm. Nàng nội tâm, đã sớm chết lặng. Diệp Thần thấy nàng chết lặng hình dáng, nội tâm vậy 10 phần không đành lòng, tự nhiên không muốn nhìn thấy nàng tiếp tục cháy. Đạo đức thiên tôn gặp Diệp Thần cố ý phải đứng ở Trùng Dương chân nhân bên này, trong mắt che lấp vẻ càng đậm đà. Hắn nghĩ thầm. Nếu là Diệp Thần cùng Trùng Dương chân nhân liên thủ, hắn là không thể nào lại chấn áp. Huống chi, nơi này còn có một cái lôi thần thiên tôn, không có ra tay. Nếu là lôi thần thiên tôn vậy ra tay, hắn có thể hay không trở lui toàn thân, cũng là một cái vấn đề. Ta ngày hôm nay nếu là đi, Trùng Dương chân nhân thuần phục nhất vĩ, ta sau này không thể nào đè thêm chế hắn. Đạo đức thiên tôn tâm niệm chuyển động, càng cảm thấy thế cục khó khăn. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Văn Thiên Đại Sư trên mình, trong mắt ý định giết người bạo khởi. Diệp Thần, người cố ý phải giúp Trùng Dương chân nhân, ta không lời có thể nói. Nhưng, các ngươi muốn thuần phục nhất vĩ, đó là tuyệt đối không thể nào. Đạo đức thiên tôn quát to một tiếng, vung tay lên, mồi lửa năng lượng nổ, hóa thành 10 mấy đạo thiên hỏa chiến nhận, phá giết hư không, cuồng như vậy hướng Văn Thiên Đại Sư chém tới. Hắn lại là muốn đánh chết Văn Thiên Đại Sư, như vậy thứ nhất, là được đoạn tuyệt Trùng Dương chân nhân, thuần phục nhất vĩ hy vọng. Nhất vĩ ngang bướng khó thuần, cái này thế gian, chỉ có thể hàng phục nhất vĩ người, chỉ có Văn Thiên Đại Sư. Nói cách khác, chỉ cần Văn Thiên Đại Sư chết, Trùng Dương chân nhân thuần phục kế hoạch, thì phải lâm vào là bọt nước. Thấy đạo đức thiên tôn ra tay, lại là muốn giết Văn Thiên Đại Sư, Diệp Thần và Trùng Dương chân nhân, ân tố chân các người. Đều là kinh hãi. Văn Thiên Đại Sư lại là kinh hãi muốn chết, không nghĩ tới đạo đức thiên tôn muốn giết hắn. Đạo đức thiên tôn ra tay cực nhanh, vậy 10 mấy đạo thiên hỏa chiến nhận, ngay tức thì biểu chém tới.
phốc xích, phốc xích, phốc xích. Văn Thiên Đại Sư không cách nào ngăn cản, mười mấy đạo thiên hỏa chiến nhận, toàn bộ chém ở hắn trên mình, chém ra từng đạo máu tươi dữ tợn nám đen vết thương. Văn Thiên Đại Sư hét thảm lên, tại chỗ ngã xuống đất kêu rên, vậy mười mấy đạo thiên hỏa chiến nhận, thậm chí thích tiến vào hắn kinh mạch tạng phủ bên trong, hóa thành ngọn lửa kinh khủng năng lượng, như nham thạch nóng chảy vậy ở hắn trong kinh mạch chảy xiết trước. Nếu như nội thị Văn Thiên Đại Sư thân thể, là có thể thấy hắn trong thân thể, tất cả kinh lạc mạch máu, đều tràn đầy mồi lửa kịch liệt năng lượng, kinh mạch cùng mạch máu, còn có hắn tạng phủ, ở dưới nhiệt độ cao, nhanh chóng than hóa. Chúng ta đi. Ở tổn thương nặng Văn Thiên Đại Sư sau đó, Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt âm trầm, chính là mang người thủ hạ rời đi. Ở hắn trong mắt, Văn Thiên Đại Sư đã là một cổ thi thể. Văn Thiên Đại Sư tuần thú thủ đoạn tuy lợi hại, nhưng hắn tu vi, nói cho cùng chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 7, không thể nào ngăn trở mồi lửa xâm nhập. Lửa độc công tâm, Văn Thiên Đại Sư chỉ có một con đường chết. Văn Thiên Đại Sư. Diệp Thần gặp Văn Thiên Đại Sư ngã xuống đất kêu rên hình dáng, vội vàng thi triển bát quái thiên đan thuật cùng diệu pháp hoa sen, các loại thần quang bao phủ ở trên người hắn, là hắn chữa trị thương thế. Văn Thiên Đại Sư thương thế, ở Diệp Thần chữa trị xuống, nhanh chóng hết bệnh trước. Nhưng, trong cơ thể hắn mồi lửa năng lượng, đã diễn biến thành lửa độc. Những thứ này lửa độc, không dọn dẹp ra đi, đã cùng hắn kinh mạch, hoàn toàn dung hợp. Ở lửa độc bị hành hạ, Văn Thiên Đại Sư thương thế mới vừa hết bệnh, lửa độc lại phát làm, kịch liệt nhiệt độ cao tàn phá, lại đem hắn trùng trùng phòng. Diệp Thần còn muốn chữa, nhưng Ân Tố Chân cầm hắn tay, ngăn cản hắn, nói, vô dụng, trong cơ thể hắn lửa độc chưa trừ diệt, ngươi trị liệu hắn bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ tái phát, phải bị mồi lửa nhiệt độ cao, sống sờ sờ đốt chết, hóa thành than cốc. Diệp Thần im lặng, không thể làm gì khác hơn là dừng tay, tạm thời tới giữa. Cũng không biết như thế nào có thể cứu vãn Văn Thiên Đại Sư. Đạo Đức Thiên Tôn, thật là thủ đoạn à. Trùng Dương Chân Nhân cười nhạt liền liền, tự nhiên biết Đạo Đức Thiên Tôn kế hoạch, chính là muốn giết chết Văn Thiên Đại Sư, từ đó để cho mình thuần phục nhất vĩ thất bại. Tô Cô Nương, ngươi là hỏa thần, lại hàng năm cùng mồi lửa hòa hợp, ngươi có thể có biện pháp, giải quyết Văn Thiên Đại Sư trong cơ thể lửa độc. Diệp Thần nhìn về Tô Nghê Thường, vội vàng hỏi. Văn Thiên Đại Sư tồn tại, vô cùng trọng yếu, Diệp Thần cũng cần hắn tới thuần phục nhất vĩ. Trước đừng để ý nhất vĩ thần thú, cuối cùng sẽ rơi vào trong tay người nào, tóm lại nhất định phải trước thuần phục nói sau. Nếu như không thuần phục nói, hết thảy đều là nói không. Cho nên, Văn Thiên Đại Sư tuyệt không thể chết được. Tô Nghê Thường nghe Diệp Thần mà nói, chần chờ một tí, nói ta có thể giải quyết, nhưng giá phải trả to lớn. Diệp Thần hỏi, cái gì giá phải trả? Tô Nghê Thường không lên tiếng, chỉ là cúi đầu. Diệp Thần xem nàng bộ dáng này, nhất thời rõ ràng. Hôm nay Tô Nghê Thường lực lượng, còn không có khôi phục nhiều ít. Nếu như kêu nàng ra tay, chữa trị Văn Thiên Đại Sư mà nói, sợ rằng sẽ để cho nàng tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí lúc này hoàn toàn vẫn diệt. Xin lỗi. Diệp Thần nói xin lỗi một tiếng, nhìn Văn Thiên Đại Sư chịu đựng lửa độc hành hạ. Vậy cổ thống khổ hình dáng, hắn chân mày vậy chặt nhíu lại. Ta Thanh Vân Thương Hội có một loại thần vật, kêu tinh không thần tuyền, có lẽ có thể trị liệu hắn. Ân Tố Chân mắt đẹp chớp động, bỗng nhiên mở miệng nói. Thanh Vân Thương Hội, tinh không thần tuyền. Diệp Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Ân Tố Chân gật gật đầu nói, đúng vậy, không không lúc nào không có sáu đại thương hội, ta Thanh Vân Thương Hội chính là một, ta ban đầu là hiệu pháp đêm mẫu gió tiếng nói oanh. Vậy thành lập một cái thương hội, thu thập thiên hạ kỳ chân. Ta tuy chết, nhưng ta thương hội còn ở, bọn họ góp nhặt không thiếu thiên tài địa bảo, cũng muốn cung phụng ta, là ta hồi phục cung cấp tài nguyên, nhưng thời cơ còn chưa tới. Ta Thanh Vân Thương Hội bên trong, có một loại thần vật, kêu tinh không thần tuyền, truyền thuyết là từ tinh không bờ bên kia thế giới, chảy ra. Tinh không thần tuyền, linh khí vô cùng là dư thừa, nếu là mượn dùng tinh không thần tuyền năng lượng. Cũng có thể chữa trị Văn Thiên thương thế, giúp hắn xua tan lửa độc. Diệp Thần nói, tinh không thần tuyền, tinh không bờ bên kia chảy ra thần vật sao? Sợ rằng giá trị không rẻ chứ? Ân Tố Chân nói, đích xác giá trị không rẻ, nhưng vì cứu người thuần phục nhất vĩ, vậy cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Dừng một chút, nàng hướng Trùng Dương Chân Nhân nói, Trùng Dương Chân Nhân,
ngươi đi một chuyến không không lúc nào không, cầm ta phù chiếu, đi Thanh Vân Thương hội, lấy ra Tinh Không Thần Tuyền, liền có thể cứu vãn Văn Thiên. Trong lúc nói chuyện, Ân Tố Chân đầu ngón tay linh khí hội tụ, hóa thành một tấm lôi quang vòng quanh phù chiếu, liền muốn quen cho Trùng Dương Chân Nhân. Trùng Dương Chân Nhân nhưng là cười khổ một tiếng, cũng không có nhận, nói, không được, ta nguyên khí hao tổn quá nghiêm trọng, tạm thời không thể đi không không lúc nào không. Hắn mới vừa cùng Đạo Đức Thiên Tôn đánh một trận, linh khí tiêu hao to lớn, hiện tại sắc mặt cũng khá là ám đạm, cần bế quan mới có thể khôi phục. Ân Tố Chân cau mày nói, ta bất tiện dính nhân quả, vậy không tiện đi không không lúc nào không, ai có thể đi. Nàng con mắt nhìn xem Tô Nghê Thường và Diệp Thần. Tô Nghê Thường khẽ gật đầu một cái, nàng lực lượng còn cần khôi phục, tự nhiên không thể tùy tiện đặt chân không không lúc nào không. Diệp Thần nhớ tới Gia Gia, gió tiếng nói oanh và thân Đồ Uyển Nhi, liền nói, ta luân hồi trận doanh bên trong, có người có thể đi không không lúc nào không. Trùng Dương Chân Nhân nhưng khoát tay một cái, nói, không cần, luân hồi chi chủ, ta chẳng muốn phiền toái đi nữa ngươi. Phải đi không không thời không nói, ta đây là nhớ đến một người. Dừng một chút, hướng Thánh Hỏa Điện phương hướng, kêu lên, Mị Tâm tiểu thư, đi ra đi. Thanh âm hắn rơi xuống, liền gặp Thánh Hỏa Điện bên trong, đi ra một người cô gái, dung mạo tuyệt lệ, nhưng sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, chính là Mị Tâm. Mị Tâm là Đà Đế cổ thần học trò, nàng tự nhiên có thể đi không không lúc nào không. Mấy ngày nay thời gian, nàng đều bị khốn tại Thánh Hỏa Điện bên trong. Thân phận nàng đặc thù, Trùng Dương Chân Nhân là muốn giam lỏng nàng, lưu làm sau này làm tiền đặt cuộc. Bất quá, hiện tại đi không không lúc nào không, cầm lấy Tinh Không Thần Tuyền, cứu chữa Văn Thiên Đại Sư, hiển nhiên trọng yếu hơn. Trùng Dương Chân Nhân chẳng muốn tay giả Diệp Thần, miễn được nhân quả thiếu nợ, liền hướng Mị Tâm nói. Mị Tâm tiểu thư, nhớ ngươi thay ta đi một chuyến không không lúc nào không, đi Thanh Vân Thương Hội, đeo Sao Không Thần Tuyền mang xuống. Sau khi chuyện thành công, ta có thể để cho ngươi rời đi. Mấy ngày nay thời gian, Trùng Dương Chân Nhân đã vô tình hay cố ý, ở Mị Tâm trên mình, bày ra một chút mang theo nhân quả luật cấm chế. Không có hắn giải trừ, Mị Tâm không thể rời đi Thiên Dương vực, nếu không tùy thời có thể chết bất đắc kỳ tử. Mị Tâm bị giam lỏng, tâm tình cũng không nói có bao nhiêu gay gâu. Bởi vì, coi như nàng tự do, trở về Đà Đế Thiên Tông, có thể cũng là đường chết một cái. Đà Đế cổ thần nóng nảy, so với Vũ Hoàng cổ đế, còn hung ác hơn cay độc. Cái gọi là thầy trò tình nghĩa, ở hắn trong mắt, cũng là chó má vậy tồn tại, không đáng giá để ra. Mị Tâm cùng Đêm Hàn cùng đệ tử, từ khi còn nhỏ đời bắt đầu, liền thường xuyên gặp Đà Đế cổ thần trách phạt. Đà Đế cổ thần chỉ cần hơi không hề hài lòng như ý, thì phải cầm bọn họ hả giận. Bọn họ thật ra thì đã chết qua rất nhiều lần, thời gian tuyến bị xóa đi hơn nửa. Đều là Đà Đế cổ thần ra tay. Mị Tâm lần này phụng mệnh đến gần Diệp Thần, nhưng hoàn toàn bại lộ, nhiệm vụ thất bại, nếu như trở lại Đà Đế Thiên Tông, nhất định phải gặp không thuộc về mình hành hạ cùng trách phạt. Nàng nội tâm sợ hãi, bị giam lỏng ở Thiên Dương vực bên trong, có Trùng Dương Chân Nhân bảo vệ, ngược lại sẽ không bị thương. Muốn ta đi Thanh Vân Thương Hội sao? Mị Tâm nhìn xem bị thương Văn Thiên Đại Sư, giọng nói hơi có chút bức rức nói. Đúng vậy, ngươi chỉ cần đeo Sao Không Thần Tuyền mang về, ta liền thả ngươi tự do. Trùng Dương Chân Nhân nói. Mị Tâm trong lòng căng thẳng, nghĩ đến nếu như trở về Đà Đế Thiên Tông, sợ rằng phải gặp thống khổ trách phạt, nhưng nếu như một mực ở lại Thiên Dương vực, cũng không phải biện pháp. Ngươi tự do, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Trùng Dương Chân Nhân lại nói. Mị Tâm khẽ cắn răng, trong đầu nghĩ lời này xác thực không sai, bất kể như thế nào. Hiện đang khôi phục người tự do trọng yếu nhất. Được, vậy ta đi một chuyến Thanh Vân Thương Hội, giúp các ngươi đem đồ vật mang xuống là được. Mị Tâm lúc này gật đầu đáp ứng. Trùng Dương Chân Nhân đại hỉ, nói, Mị Tâm tiểu thư, vậy thì cảm ơn. Dừng một chút, hắn hướng Phạm Tinh Nghiên nói, Tinh Nghiên, sư phụ muốn bế quan, quản lý Thánh Hỏa Điện, chữa trị Văn Thiên Đại Sư, thuần phục nhất phí sự việc, liền giao cho ngươi. Phạm Tinh Nghiên kinh hoàng. Nói, sư phụ, ta không được, quản lý Thánh Hỏa Điện, chữa trị Văn Thiên Đại Sư, thuần phục nhất phí, những thứ này đều là tối đa việc lớn, Phạm Tinh Nghiên chỉ sợ mình không làm xong, nàng vẫn không thể một mình phụ trách một phía. Trùng Dương Chân Nhân nói, không sao, tin tưởng mình,
sư phụ nguyên khí hao tổn quá nghiêm trọng, nhất định phải bế quan một đoạn thời gian, sự việc đều giao cho ngươi xử lý. Lôi thần thiên tôn, luân hồi chi chủ, văn thiên đại sư sống chết, xin các ngươi hãy vậy hỗ trợ chăm sóc một hai. Hắn hướng Diệp Thần và Ân Tố Chân lên tiếng chào sau đó, liền phi thân rời đi, đi trước bế quan nghỉ ngơi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn về Mị Tâm. Hôm nay muốn trị liệu văn thiên đại sư mà nói, chỉ có thể chờ Mị Tâm đi không không lúc nào không, đeo sao không thần tuyển mang xuống. Cho ta một ngày thời gian. Mị Tâm không dám nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt, yên lặng biến dạng hư không, cầm Ân Tố Chân phủ chiếu, đi không không lúc nào không. Ân Tố Chân nhẹ kéo Diệp Thần cánh tay, nói, Diệp Thần, ta cũng kém không nhiều phải đi, ta lần này xuất quan, nhân quả dính quá nhiều, vậy phải mau trở về bế quan tĩnh tu. Thanh âm hơi có chút không thôi. Ngắn ngủi hai ngày sống chung, nàng cùng Diệp Thần tới giữa, quan hệ là nhanh chóng ấm lên, nàng nội tâm đã có manh động ý niệm, nhưng hôm nay còn cần giữ khắc chế. Ừ, Ân cô nương, cái này hai ngày đa tạ. Diệp Thần cười một tiếng, cái này thời gian hai ngày, Ân Tố Chân truyền thụ hắn thần kiếm ngự lôi quyết, lại giúp hắn tìm được văn thiên đại sư, chuyện kết minh tình cũng chính thức xác định, hắn nội tâm tất nhiên cảm kích. Ta đi, nếu như ngươi sau này có khó khăn gì sự việc, có thể lại kêu gọi ta tên chữ. Ân Tố Chân trong mắt mang một chút nhu tình, khắc chế nội tâm manh động, nhưng ở trước khi đi, vẫn là nhẹ nhàng hôn Diệp Thần gò má một hơi, điểm đến thì ngưng, rồi sau đó đạp lôi thiên tước, ngự gió rời đi. Văn thiên đại sư muốn đưa tiễn, nhưng thương thế hắn quá nghiêm trọng, lửa độc công tâm, mồi lửa kịch liệt năng lượng, ở hắn trong kinh mạch điên cuồng dòng nước chảy, hắn cả người khắp nơi đả thương, da thịt có không thiếu địa phương, đều hóa thành than cốc. Ở như vậy thương thế nghiêm trọng hạ, hắn thấp giọng kêu rên, cũng không cách nào đứng dậy đưa tiễn lôi thần. Ở nghiêm trọng như vậy thương thế bị hành hạ, hắn có thể không sống được mấy ngày. Diệp Thần nội tâm tràn đầy lo âu. Thử nghiệm thi triển trụ quang thần quyết, muốn nghịch chuyển thời gian, để cho văn thiên đại sư khôi phục lại không bị thương trước hình dáng. Nhưng, lửa kia độc năng lượng, chạy dài thời không, lại có thể ăn mòn văn thiên đại sư trên mình, tất cả thời gian tuyến, bỏ mặc quá khứ vị lai. Diệp Thần coi như nghịch chuyển thời gian, văn thiên đại sư vẫn là trọng thương, căn bản không có chút nào chuyển biến tốt có thể. Mồi lửa lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Diệp Thần trong bụng 10 phần khiếp sợ. Coi như là thấy được mồi lửa đáng sợ, lại có thể ăn mòn nơi có thời gian tuyến. Diệp Thần, muốn trị liệu văn thiên đại sư mà nói, có thể thật cần tinh không thần tuyền. Tô Nghê Thường yên lặng đứng ở Diệp Thần bên người, nhẹ giọng nói. Tinh không thần tuyền, là xuất xứ từ tinh không bờ bên kia đặc thù thần vật. Có lẽ chỉ có như vậy thần vật, mới có thể xua tan hết mồi lửa lửa độc. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Tô Nghê Thường, Phạm Tinh Nghiên. Yên lặng chờ Mị Tâm trở về. Cùng lúc đó, Mị Tâm trở lại không không lúc nào không, lập tức mượn dùng lôi thần phù chiếu lực lượng, che giấu thiên cơ, miễn được bại lộ. Hôm nay nàng, là không dám hồi Đà Đế Thiên Tông. Nàng nhiệm vụ thất bại, phải đối mặt trách phạt, nhất định đặc biệt thảm trọng. Coi như phải đi về, cũng phải trước tra rõ sở, Đà Đế cổ thần thái độ. Lấy lại bình tĩnh, Mị Tâm dọc theo lôi thần phù chiếu chỉ dẫn. Đi Thanh Vân Thương Hội. Không không lúc nào không sáu đại thương hội, Thanh Vân Thương Hội chính là một, do Lôi Thần Thiên Tôn tự tay sáng lập. Thanh Vân Thương Hội trụ sở chính, đặc biệt thần bí, không người nào biết ở nơi nào, ngoại giới chỉ biết là phân bộ tồn tại. Mị Tâm dựa vào phù chiếu chỉ dẫn, rất nhanh đi tới Thanh Vân Thương Hội trụ sở chính. Thanh Vân Thương Hội trụ sở chính sở tại, tên là Thanh Vân Thời Không. Cái này phiến Thanh Vân Thời Không. Khắp nơi mây khói lượn lờ, thanh khí tràn ngập, tiên quang sáng mở nhô lên, năm màu bảo khí đằng thiên, rất nhiều thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo, hoàng kim nguyên ngọc, thần binh lợi khí, quáng vật vật liệu vân. Vân, đều là lộ thiên để, ánh sáng chói mắt. Nơi này chính là Thanh Vân Thương Hội trụ sở chính sao? Mị Tâm lấy làm kinh hãi, vẫn là lần đầu tiên đi tới Thanh Vân thời không, cũng bị trước mắt rất nhiều thiên tài địa bảo, sáng chói hoa mắt. Tuy nói Đà Đế Thiên trong tông mặt, cũng là vô số chân bảo, thế nhưng chút tài bảo, đều là Đà Đế cổ thần, cũng không thuộc về Mị Tâm. Ngược lại, vì đề phòng dưới quyền đệ tử, hiệu pháp đêm hàn phản loạn, Đà Đế cổ thần đối mỗi một người học trò, quản lý đều vô cùng nghiêm khắc.
Ngụy Tâm tuy địa vị là đà đế cổ thần đệ tử thân truyền, nhưng thường ngày có thể tiếp xúc được tài bảo tài nguyên, đều bị cực lớn hạn chế. Ngụy Tâm tiểu thư, đại giá đến chơi, là Lôi Thần Thiên Tôn kêu ngươi tới sao? Ngụy Tâm mới vừa đến, liền kích động thiên cơ, một cái thái độ hiền hòa, ăn mặc màu xanh ngọc áo choàng mập mạp thương nhân, cười híp mắt ra nghênh tiếp. Đúng vậy. Ngụy Tâm cầm trong tay Lôi Thần phù chiếu, đưa đi lên. Mập mạp kia thương nhân, lộ vẻ lại chính là Thanh Vân Thương hội quản sự, hắn nhận lấy phù chiếu, quan sát một mắt, sắc mặt lập tức thay đổi, nụ cười đọng lại xuống. Lôi Thần Thiên Tôn muốn tinh không thần tuyển sao? Mập mạp thương nhân chán hơi đổ mồ hôi, hiển nhiên vậy tinh không thần tuyển, giá trị cực cao, là không thể tùy tiện lấy ra. Ừ, Ngụy Tâm gật đầu. Mập mạp thương nhân do dự một tí, cuối cùng nhìn xem Thanh Vân thời không bầu trời chỗ cao, thờ phụng Lôi Thần điêu xem, cắn răng nói, được, nếu là Lôi Thần Thiên Tôn muốn, tiểu nhân kia vậy không dám vi phạm, mời ngươi chờ chút. Nói xong, mập mạp thương nhân chính là vào bên trong, ở sau một lúc lâu, hắn mới cầm một cái bình tử, đi ra. Bình kia dịch thấu trong suốt, bên trong đựng lau một cái linh dịch. Một màn kia linh dịch, ánh sao chấm lưu chuyển, tràn đầy mênh mông khí tức thần bí, chính là trong truyền thuyết tinh không thần tuyền. Ngụy Tâm nghe qua tinh không thần tuyền danh tiếng, cái loại này thần vật, sắp chết người, thịt xương trắng, có đặc biệt dư thừa linh khí. Dùng để cứu chữa Văn Thiên Đại Sư, ở nàng trong mắt, không khỏi có chút phí của trời. Bất quá, tinh không thần tuyền như thế nào sử dụng, cũng cùng nàng không liên quan, nàng cũng không để bụng. Nàng chỉ cần đeo sao không thần tuyền mang về, là được hoàn thành nhiệm vụ, khôi phục người tự do. Ngụy Tâm tiểu thư, đây chính là tinh không thần tuyền, người thật tốt cầm. Mập mạp thương nhân cầm trong tay bình, trân trọng giao cho Ngụy Tâm, một bộ nhức nhối hình dáng. Rồi sau đó, hắn lại kêu tới một người mặc quần áo đen, tầm vóc dũng mãnh nam tử, nói. Trần Hộ Pháp, người hộ tống Ngụy Tâm tiểu thư trở về, đeo sao không thần tuyền đưa đến Lôi Thần Thiên Tôn trong tay. Tinh không thần tuyền chân quý như vậy, Thanh Vân Thương hội cũng sợ thất lạc, cho nên phải phái người bảo vệ. Hội trưởng đại nhân. Vậy Trần Hộ Pháp đáp một tiếng, vẻ mặt cung kính nghiêm túc. Lập tức, Ngụy Tâm liền cùng Trần Hộ Pháp một đạo, rời đi Thanh Vân Thương hội, lần nữa đi Thiên Dương vực chạy tới. Hai người ở một phiến thời không bên trong qua lại, không ngừng phá không đi tới trước, theo lý mà nói, phải đi Thiên Dương vực mà nói, thoáng qua tức đạt, vậy không cần tiêu phí nhiều ít thời gian, dẫu sao Ngụy Tâm biết tọa độ. Nhưng kỳ quái chính là, hai người tạt qua hồi lâu, từ đầu đến cuối đi không tới Thiên Dương vực, trước mắt trùng trùng thời không, tựa như không có cuối, vô luận phi hành bao lâu, đều sẽ không thấy điểm cuối. Có cổ quái. Trần Hộ Pháp sắc mặt trầm xuống. Nhất thời cảm thấy khác thường. Hắn thần thức thả ra ngoài, liền cảm thấy trước mắt vô số không gian chồng, một tầng lại một tầng, thật giống như bộ hộp như nhau, hoàn toàn không có cuối, cũng không có từ đầu đến cuối. Hắn bất kể như thế nào phá toái hư không, cũng chỉ có thể ở nơi này tầng tầng không gian trong hộp, không ngừng lởn vởn. Có người bày ra không gian mê trận, rốt cuộc là ai? Ngụy Tâm cũng cảm nhận được cổ quái, một hồi rợn cả tóc gáy. Tinh diệu như vậy không gian mê trận, tầng tầng khảm bộ, để cho nàng nghĩ tới một người. Ha ha, sư muội, trừ ta ra, dõi mắt toàn bộ không không lúc nào không, còn có ai có thể thi triển ra tuyệt diệu như vậy không gian bí pháp. Ngay tại Ngụy Tâm thời điểm kinh nghi bất định, một đạo tuấn tú tiếng cười truyền tới. Chỉ gặp trùng trùng không gian bể tan tành, hiển hóa ra một đạo cao ngất bóng người, chính là một người thanh niên tài tuấn, tướng mạo tuấn dật, khí chất tự nhiên. Thân mặc một bộ bạch bào, quanh người như có ngàn vạn tầng không gian vần quanh, từng tầng một không gian, phơi bày ra thiên quỹ tích, mặt trời lên trăng rơi, tinh thần phù động lộng lẫy khí tượng. Bạch Phú sư huynh, là ngươi. Ngụy Tâm thấy cái này cái chàng thanh niên, nhất thời kinh hô lên, mặt đẹp tái mét. Bạch Phú công tử. Trần Hộ Pháp cũng là lớn kinh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cái này cái chàng thanh niên, kêu Bạch Phú. Là không không thời không truyền kỳ thiên kiêu, cũng là Ngụy Tâm sư huynh. Đà đế cổ thần có 4 người đệ tử, Ngụy Tâm nhỏ nhất, Bạch Phú xếp hạng thứ 3. Bàn về tu vi thực lực, Bạch Phú không tính là có cường hãn dường nào, nhưng huyết mạch hắn thể chất, đặc biệt đặc thù. Huyết mạch hắn, tên là Thái Vũ huyết mạch, hội tụ cực hạn không gian nghĩa sâu xa, là chư thiên hạng coi như gần trước tồn tại.
Thái Vũ huyết mạch, cùng Trụ Quang huyết mạch tương đối. Từ cổ chí kim viết trụ, thiên địa bốn phương viết vũ. Nếu như nói Trụ Quang huyết mạch là thời gian trình độ cao nhất. Như vậy, Thái Vũ huyết mạch chính là không giữa trình độ cao nhất. Có Thái Vũ huyết mạch người, có thể hoàn mỹ điều khiển không gian, đối không gian phép tắc nắm trong tay, có thể nói đời này hàng đầu. Cái loại này huyết mạch là đặc biệt cổ xưa thần bí tồn tại, dõi mắt toàn bộ không không lúc nào không, có thể thừa kế cũng thức tỉnh Thái Vũ huyết mạch người, chỉ có một cái, đó chính là Bạch Vũ. Trần Hộ Pháp cũng không biết, Bạch Vũ là Đà Đế cổ thần thân truyền học trò, bởi vì Đà Đế cổ thần ẩn núp cực sâu, trừ Đêm Hàn ra, người ngoài cũng không biết hắn có nhiều ít học trò. Thậm chí lời đồn đãi, cổ thần còn có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi học trò, ẩn núp ở trong bóng tối. Trong bọn họ bất kỳ một người nào, đều đủ để tiêu diệt một khối thời không. Đây cũng là cổ thần lá bài tẩy. Dưới mắt, bất kể là Mị Tâm, vẫn là Bạch Vũ, ở trước mặt người ngoài, đều là lấy Đà Đế Thiên Tông chân truyền thiên kiêu tự cho mình là, cũng sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận. Tuy nói như vậy, nhưng Trần Hộ Pháp cũng biết, Bạch Vũ ở Đà Đế Thiên trong tông mặt, uy quyền long trọng, là tuyệt đỉnh chân truyền, thần thông biến hóa vô cùng lợi hại. Hắn đối không gian phép tắc nắm trong tay, liền vậy thiên đế chủ thần, đều không thể so sánh. Sư muội, tông chủ ủy thác cho ngươi nhiệm vụ, ngươi cũng hoàn thành sao? Bạch Vũ cười híp mắt nhìn Mị Tâm, hỏi. Mị Tâm sắc mặt bạc màu, không nghĩ tới mình hết sức che giấu hơi thở, nhưng vẫn là bị phát hiện. Nàng nội tâm một phiến hỗn loạn, nghĩ đến Đà Đế cổ thần các loại lãnh khốc tàn nhẫn thủ đoạn, lại là ra đầu tê dại. Sư huynh, ngươi là muốn mang ta trở về. Sư, tông chủ lão nhân gia ông ta, muốn phải thế nào xử phạt ta? Mị Tâm run giọng hỏi. Ngươi nhiệm vụ thất bại, thậm chí bại lộ thân phận, dựa theo chúng ta Đà Đế Thiên Tông quy củ, vậy dĩ nhiên phải xử lấy cực hình. Nhưng, tông chủ niệm tình ngươi tu vi không dễ, cũng không nỡ giết ngươi, ngươi cùng ta trở về, từ nay về sau, làm máu ta nô, ta sẽ không giết ngươi, ngươi mỗi ngày là ta điểm cống hiến máu tươi nguyên âm, liền vậy là đủ rồi. Bạch Phu ánh mắt, hiện ra một chút hin tà thần sắc, ở Mị Tâm dáng đẹp vóc người trên, quan sát mấy lần, không che giấu chút nào mình thèm thuồng. Mị Tâm nội tâm run lên, muốn nàng trở thành Bạch Vũ huyết nô, mỗi ngày hàng đêm bị hắn chèn ép, vậy thật thì sống không bằng chết. Không, sư huynh, ta không thể cùng ngươi trở về. Lại cho ta cái cơ hội, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mị Tâm cuống quýt nói. Ha ha, ngươi không cơ hội, cùng ta đi thôi. Ngươi bị Trùng Dương chân nhân giam lỏng, trên mình bị bày ra nhân quả luật cấm pháp, không thể thoát thân, nhưng ngươi yên tâm. Sư huynh ta thủ đoạn cao minh, có thể giải cứu ngươi ra bể khổ. Bạch Vũ một bộ tự tin hình dáng, mang trên mặt nụ cười, bàn tay vung lên, từng tầng một không gian quy luật, đánh rớt ở Mị Tâm trên mình. Mị Tâm trên mình, vốn là có Trùng Dương chân nhân bày ra nhân quả luật cấm pháp, giống như là khái niệm vậy tồn tại, hạn chế tự do của nàng. Nhưng hiện tại, Bạch Vũ lợi dụng không gian quy luật, đem những cái kia nhân quả luật khái niệm, dùng tầng tầng không gian phong tỏa. Đoạn tuyệt Trùng Dương chân nhân ý niệm, gián tiếp để cho Mị Tâm khôi phục tự do. Mị Tâm khôi phục tự do, nhưng không có nửa điểm vui mừng, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ. Nàng biết, nếu như bị Bạch Vũ mang đi, vậy so với bị Trùng Dương chân nhân giam lỏng, còn đáng sợ hơn được hơn. Sư muội, trên mình ngươi tinh không thần tuyền, vậy giao cho ta đi, ha ha, chỉ cần ngươi sau này chịu ngoan ngoãn cùng ta, ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Vũ bàn tay cách không một chảo, liền đem Mị Tâm trên mình tinh không thần tuyền bình, bắt tới trong tay. Nhìn vậy dịch thấu trong suốt, lóe lên điểm điểm tinh quang tinh không thần tuyền, Bạch Vũ trong mắt cũng là lộ ra nóng bỏng thần sắc. Tinh không thần tuyền cái loại này thần vật, dõi mắt toàn bộ không không lúc nào không, cũng không có nhiều ít, là đặc biệt chân quý tồn tại, là xuất xứ từ tinh không bờ bên kia đồ. Bạch Vũ công tử, các ngươi sư huynh muội tranh đấu, cũng không thể cướp đi ta Thanh Vân Thương hội đồ. Trần Hộ Pháp gặp tinh không thần tuyền rơi vào Bạch Vũ trong tay, lập tức sắc mặt đại biến, cãi. Ha ha, ngươi là thứ gì? Ngươi không tư cách ở ta trước mặt nói chuyện. Bạch Vũ trong mắt run lên, bàn tay linh khí nổ, tầng tầng không gian gào thét ra. Đó là thế giới hiện thật người, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng hình ảnh. Từng tầng một không gian, mỗi một tầng không gian cũng giống như vũ trụ, có trời trăng sao lưu chuyển,
thiên quỹ tích trôi lơ lửng. Đơn thuần là một tầng không gian, cũng đủ để chứa hàng tỷ đời người tích trữ, có thể tạo ra hàng tỷ sinh linh, vô số nhật nguyệt sơn hà. Nhưng hiện tại, Bạch Phú theo vung tay lên, liền đánh ra thiên thiên vạn vạn tầng không gian, vô số tầng vũ trụ đống xếp, tạo thành đợt sóng mãnh liệt, gào thét cuồng sát. Đừng nói là thế giới hiện thật người, coi như là không không thời không cường giả, vậy rất ít gặp qua như thế nguy nga hình ảnh. Ngàn vạn nặng vũ trụ không gian chồng đè xuống, Trần Hộ Pháp mắt đồng co rúc lại, hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Trần Hộ Pháp hét thảm lên, từng tầng một không gian đè xuống, ầm ầm nổ tung, giống như là ngàn vạn vũ trụ lớn nổ lớn, lập tức đem hắn thân thể, hoàn toàn nổ diệt, nơi có thời gian tuyến đều bị xóa bỏ. Hắn ở Thanh Vân Thương Hội bên trong, cũng coi là một người cao thủ, thật ra thì bàn về sức chiến đấu, cũng không thua với Bạch Vũ. Nhưng, ở Bạch Vũ trước mặt, hắn nhưng liền một chút phản kháng cũng không có, trực tiếp bị nghiền chết. Đều là bởi vì Bạch Vũ thần thông, đặc biệt tuyệt diệu, đối không gian phép tắc vận dụng, đã là lô hỏa thuần thanh. Hắn thái vũ huyết mạch, một vận chuyển, không gian nghĩa sâu xa bùng nổ, ngàn vạn nặng không gian gào thét ra, đó là liền một ít cường giả đều phải kiêng kỵ. Hắn căn bản không cùng Trần Hộ Pháp cứng đối cứng, chính là dùng không gian thần thông thủ đoạn, nghiền giết đối phương, có thể nói hàng duy đả kích. Sư huynh, ngươi thần thông càng ngày càng lợi hại. Mị tâm mồ hôi lạnh nhễ nhại, nội tâm sợ tới cực điểm. Bạch Phú cười híp mắt nói, sư muội, cùng ta đi thôi, táng diệt luân hồi nhiệm vụ, sư phụ đã giao cho ta, ta sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Mị tâm nhìn Bạch Phú vậy tuấn giật trên khuôn mặt, nụ cười nhưng là vô cùng in tà, biết mình nếu là cùng hắn đi, đó đúng là vạn kiếp bất phục. Không, sư huynh, ta chết cũng không cùng ngươi đi. Mị tâm cắn răng, đột nhiên rút kiếm để ngang mình trên cổ, nói. Ngươi nếu là ép ta, ta liền chết liền tính. Bạch Phú gặp Mị Tâm muốn tự sát, không chút kinh hoàng, cười híp mắt nói, sư muội, ngươi muốn tự sát sao? Tốt lắm, ngươi tự sát chính là, ta cầm ngươi thi thể mang về cũng có thể. Mị Tâm ngẩn ngơ, cầm kiếm tay run rẩy kịch liệt, nhưng thủy chung không dám cắt xuống, không có dũng khí cắt đứt sinh cơ của mình. Bạch Phú cười nói, làm sao, ngươi không dám sao? Mị Tâm cả người phát run, hồi tưởng lại vô số kỷ nguyên tới nay, khổ tu tiến bộ hình ảnh. Từ đầu đến cuối không đành lòng tự mình đoạn tuyệt. Tự sát, nặng như vậy khái niệm, đối người bình thường mà nói, có thể chính là khẽ cắn răng liền có thể làm được sự việc. Nhưng đối với không không thời không cường giả mà nói, tự sát cơ hồ là không thể nào. Bởi vì mỗi một cái không không cường giả, cũng trải qua vô số kiếp nạn, tu vi được không dễ, so người bình thường, cũng biết sinh mạng quý giá. Người chết như đèn tắt, người vừa chết, liền cái gì cũng không có. Ở không không lúc nào không bên trong, liền giống vậy thiên đế chủ thần, cũng không dám tự sát, cũng không có dũng khí này. Chỉ có chân chính có thể khám phá sống chết quy luật, động minh sống chết đại đạo nhân vật lớn, mới có tự sát quyết đoán. Thứ nhân vật như vậy, vậy vạn thế kỷ nguyên, mới biết sản sinh ra một cái. Ví dụ như kiếm thiên đế, ngày xưa hiến tế tự thân, cung phụng vận mệnh đại lộ, tạo ra vạn kiếm thần tinh tồn tại. Nhưng, giờ khắc này Mị Tâm, hiển nhiên vẫn không có thể khám phá sống chết đại lộ, nàng cũng không có dũng khí cùng quyết đoán, kết thúc mình sinh mạng. Càng cường đại người, thật ra thì càng sợ chết. Không không cấp cường giả khác, muốn tự mình chung kết, lại nói dễ vậy sao? Bạch Phú cười nói, ngươi cũng không dám tự mình kết thúc, vậy thì ngoan ngoãn làm máu ta nô, yên tâm, ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi, sẽ không chèn ép được quá mức cũng được, ha ha ha. Mị Tâm thần sắc buồn bã, không biết như thế nào cho phải. Bạch Phú cười lớn, tựa hồ không che giấu mình dục vọng cùng tàn niệm. Chỉ có dục vọng, mới có thể để cho người tiến bộ cùng mạnh mẽ. Nếu như vô dục vô cầu, bất quá là cái xác biết đi thôi. Tốt lắm, ngươi cùng ta đi một chuyến thiên dương vực, ta tự mình ra tay, chu diệt luân hồi chi chủ. Cùng luân hồi tiêu diệt sau đó, ta lại mang ngươi hồi tông, ngươi liền ngoan ngoãn làm ta nô lệ. Bạch Phú cười tủm tỉm nói, một bộ hăm hở hình dáng. Hắn muốn đích thân ra tay, chu diệt Diệp Thần. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, Diệp Thần cũng không tốt giết. Cho nên, hắn còn cần Mị Tâm phối hợp. Lập tức, Bạch Phú thân thể thoáng một cái, ngụy trang thành Trần Hộ Pháp hình dáng, che giấu thiên cơ, nói chúng ta đi thôi,
sư muội mang ta đi Thiên Dương vực, ha ha. Chư thiên thời không minh mông, không có hải đăng nói, Bạch Vũ cũng không biết Thiên Dương vực tọa độ, thậm chí hắn liền thái thượng thế giới, cũng không tìm được, cần Mị Tâm dẫn đường. Hắn đón lấy Mị Tâm nhiệm vụ, nhưng Đà Đế cổ thần tựa hồ bởi vì Mị Tâm thất bại, quá mức tức giận, cũng không có cho biết hắn tọa độ, hắn cũng không dám hỏi nhiều, hôm nay cần Mị Tâm trợ lực. Mị Tâm tâm loạn như ma, vừa không muốn chết, cũng không muốn trở thành Bạch Vũ huyết nô, nhưng dưới mắt cũng không có tốt biện pháp, chỉ có thể gặp đi bộ bước. Sư huynh, ngươi cùng ta tới. Lập tức, Mị Tâm ở phía trước dẫn đường, mang Bạch Vũ, cùng đi Thiên Dương vực. Lúc này, Thiên Dương vực bên trong, Trùng Dương chân nhân còn đang bế quan, Phạm Tinh Nghiên tạm thời nắm trong tay cục diện. Thật may Đạo Đức Thiên Tôn, cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, cần bế quan nghỉ ngơi. Tử Hoàng Tiên Cung bên kia, không có lại vào phạm qua tới, hai bên tạm thời ngừng đánh. Thánh Hỏa Điện trước trên quảng trường, Sima Bò Cạp bị ngàn vạn sợi xích sắt phong tỏa, máu tươi chảy ròng, trầm thấp kêu rên. Cùng Sima Bò Cạp tiếng kêu rên so sánh, Văn Thiên Đại Sư thanh âm, đó nhất định chính là thế gian nhất kêu thê lương thảm thiết. Văn Thiên Đại Sư cả người nám đen, đã sắp bị mồi lửa lửa độc, nướng thành than cốc. Hắn nằm trên đất, không ngừng kêu thảm thiết kêu rên, lạnh lẽo nhân tâm tì. Diệp Thần và Tô Nghê Thường, bảo vệ ở Văn Thiên Đại Sư bên người, sắc mặt đều là ngưng trọng. Văn Thiên Đại Sư bị thương quá nặng, không thể di động đụng chạm, đụng một tí hắn sẽ phát ra càng kêu thê lương thảm thiết, cực đoan thống khổ, cho nên chỉ có thể để cho hắn một mực nằm tại chỗ, chờ đợi Mị Tâm đeo sao không thần tuyền mang về. Mồi lửa uy năng, như vậy khủng bố, nếu là ta thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, vậy còn có. Diệp Thần nghĩ thầm, cái gọi là mồi lửa, bất quá là từ thiên hỏa mệnh tinh tạo ra tới đồ. Hoàn chỉnh thiên hỏa mệnh tinh, năng lượng so với mồi lửa còn muốn mênh mông được hơn. Xem Văn Thiên Đại Sư thống khổ như vậy hình dáng, cũng biết mồi lửa lực lượng, có bao nhiêu hung mãnh. Hoàn chỉnh thiên hỏa mệnh tinh, uy có thể xác định muốn càng kinh khủng hơn. Diệp Thần trong lòng nóng như lửa, ở ảo tưởng thiên hỏa mệnh tinh tương lai, nhưng hắn cũng biết, ở thế giới hiện thật, mình lại thức tỉnh hơn một viên mệnh tinh, có thể chính là cực hạn. Muốn thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh, trừ phi là đi đến không không lúc nào không, đột phá hạn chế, mới có thể. Đang suy nghĩ lúc đó, không gian tan vỡ, hai bóng người, từ trên trời hạ xuống. Chính là Mị Tâm, còn có một cái Thanh Vân Thương Hội hộ pháp. Cái đó Thanh Vân Thương Hội hộ pháp, dĩ nhiên là Bạch Vũ ngụy trang, chỉ là hắn che giấu thiên cơ, Diệp Thần và Tô Nghê Thường tạm thời tới giữa, cũng không nhìn ra. Mị Tâm cô nương, người trở về. Diệp Thần thấy Mị Tâm trở về, trong lòng đại hỉ. Mị Tâm gật đầu một cái, cùng Bạch Vũ đáp xuống. Nàng mặt không đổi sắc, hướng Bạch Vũ nói, Trần hộ pháp, cầm tinh không thần tuyển lấy ra đi. Bạch Vũ nói, ừ. Liền cầm ra tinh không thần tuyển, đưa cho Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, xin nhận lấy đi. Diệp Thần gật đầu, liền muốn đưa tay nhận tinh không thần tuyển, nhưng vào lúc này, hắn nội tâm bên trong, bỗng nhiên toát ra một cổ nguy hiểm to lớn cảm giác. Đây là hắn không ngừng mạo hiểm tu luyện, không ngừng giết hại, nhúng luyện được trực giác, như dã thú vậy bén nhạy. Diệp Thần lập tức rụt tay về, mi đầu đại chiếu, nhìn chằm chằm Bạch Vũ, nói, ngươi là người nào? Bạch Vũ nói, tiểu nhân là Thanh Vân Thương Hội hộ pháp, phụng mệnh hộ tống tinh không thần tuyền, tặng cho luân hồi chi chủ đại giá. Diệp Thần nhìn Bạch Vũ cung kính hình dáng, trong lòng bất an cùng nguy hiểm cảm giác, như cũ nồng nặc, liền nói, các ngươi Thanh Vân Thương Hội, là Lôi Thần Thiên Tôn tự tay sáng lập, vậy là ngươi Lôi Thần Thiên Tôn tín đồ sao? Bạch Vũ ánh mắt kiên định, nói, đúng vậy, tiểu nhân là Lôi Thần Thiên Tôn tín đồ. Diệp Thần nhìn hắn ánh mắt kiên định, nhưng cảm thấy có chút cổ quái, luôn cảm giác hắn ánh mắt, có điểm không đúng. Chính xác mà nói, Bạch Vũ ánh mắt, kém một chút mùi vị, kém một chút thành kính mùi vị, cùng Văn Thiên Đại Sư vậy cổ sùng bái tôn kính ánh mắt, là hoàn toàn bất đồng, không có cuồng nhiệt cảm tình. Ánh mắt là sẽ không lừa gạt người, Diệp Thần bắt được cổ quái, quát lên, không, ngươi không phải Lôi Thần Thiên Tôn tín đồ, ngươi là ai? Nghe được Diệp Thần dày, Bạch Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mị Tâm hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, hắn chính là Thanh Vân Thương Hội sứ giả à? Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, Thanh Vân Thương Hội sứ giả. Vậy Lôi Thần Đạo Pháp,
ngươi có từng nắm giữ, thi triển ra cho ta xem. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần một đạo lôi kiếm, hướng Bạch Vũ đầu vai tích giết đi. Bạch Vũ chấn động chỉ cảm thấy Diệp Thần lôi kiếm ác liệt, cứ như muốn đem mình phân thây. Hắn theo bản năng cong ngón tay bắn ra, không gian quy luật nổ tung, trước người hư không, như hắc động vậy than xúc đi xuống, trực tiếp đem Diệp Thần lôi kiếm cắn nuốt hết. Ngón này không gian quy luật biến hóa, biểu dương ra tuyệt diệu thần thông. Nhưng hắn lần này ra tay, đã bị tiết lộ thiên cơ. Diệp Thần lập tức bắt được thiên cơ, động minh tất cả, quát lên, cái gì Thanh Vân Thương Hội sứ giả, ngươi chính là Đà Đế cổ thần đệ tử, Thái Vũ huyết mạch người thức tỉnh, Bạch Vũ. Hắn trong nháy mắt bắt được tất cả hình ảnh, Bạch Vũ đánh chết Thanh Vân Thương Hội hộ pháp, mình ngụy trang, lại uy hiếp Nghị Tâm, muốn nàng đảm nhiệm huyết nô vân. Vân, đáng chết. Bạch Vũ gặp thân phận bại lộ, nội tâm đại chấn, da mặt kịch liệt lay động. Diệp Thần hừ một tiếng, ra tay cực nhanh, ngang nhiên một quyền đánh ra, thốn kình khai thiên. Bạch Vũ thần thông biến hóa lợi hại, đánh cận chiến lực nhưng là bình thường, hơn nữa nơi đây quy tắc hạn chế, mắt gặp Diệp Thần một quyền đánh giết tới, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Dẫu sao nơi này là thế giới hiện thật, hắn tu vi lại bị to lớn hạn chế, 10 không tích chữ 1, đánh cận chiến mà nói, không thể nào là Diệp Thần địch thủ. Nguy cấp bên trong, Bạch Vũ ném ra tinh không thần tuyền bình, rút người ra lui về phía sau. Diệp Thần cả kinh, không đành lòng đánh nát bình, liền thu hồi quyền kính, đem bình kia nắm trong tay. Bạch Vũ tránh được một kiếp, nhưng tinh không thần tuyền thất lạc, đã rơi vào Diệp Thần trong tay, hắn mất đi quyền chủ động. Luân hồi chi chủ, quả nhiên mắt thật là tốt, thật là thủ đoạn, coi là ta khinh thường ngươi. Bạch Vũ cắn răng nghiến lợi, không nghĩ tới vừa đối mặt, liền rơi vào như vậy chật vật. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, thuận tay đem vậy tinh không thần tuyền bình, ném cho Tô Nghê Thường giữ, rồi sau đó ánh mắt ngưng mắt nhìn Bạch Vũ, lại nhìn xem Nghị Tâm, nói. Các ngươi hai sư huynh muội là cùng tiến lên, vẫn là từng bước tới. Ta đây muốn xem, các ngươi có khả năng bao lớn, còn muốn giết ta. Nghị Tâm sắc mặt bạc màu, nhìn Diệp Thần như vậy hung mãnh hình dáng, nơi nào còn dám có chiến ý. Bạch Vũ vui vẻ cười to, nói, luân hồi chi chủ, ngươi thật sự lợi hại, nhưng vậy đến đây chấm dứt, ta nếu dám hạ xuống, cố nhiên bị thế giới hiện thật quy tắc áp chế, thực lực 10 không tích chữ 1, có thể ta tự nhiên có trấn áp ngươi chắc chắn. Ngày hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút, ta Thái Vũ huyết mạch lợi hại. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Vũ thân thể linh khí nổ, tất cả ngụy trang đều bị tách ra, lộ ra vốn là dung mạo. Từng cái quỷ bí không gian quy luật, từ trên người hắn toát ra, như thần liên thác nước vậy rủ xuống, rồi sau đó vậy từng cái không gian quy luật, bắt đầu bành trướng, diễn biến thành chân chính mênh mông hư không, tầng tầng chồng, ùn ùn kéo đến, lại là nhanh chóng bao phủ ở toàn bộ Thiên Dương vực. Thiên Dương vực thế giới, vốn là hình dáng, đã không nhìn ra. Nguyên phiến thế giới, bị vô số tầng chồng chất không gian bao phủ ở. Tầng tầng không gian chồng, mỗi một tầng bên trong không gian trời trăng sao, va chạm nhau oanh tạc, tạo thành cực kỳ nguy nga hình ảnh, hoàn toàn không thể dùng thực tế lời nói đi hình dạng. Thái hư thần quang, cho ta trấn áp. Bạch Vũ quát to một tiếng, vô số tầng chồng chất không gian, lại bỗng nhiên cô đọng đứng lên, nén thành một cái đen nhánh thâm thúy kỳ điểm. Cái này không gian kỳ điểm, toát ra kinh khủng hắc quang, sức nặng không thể tưởng tượng nổi nặng nề, bên trong tựa như nén liền ngàn vạn tầng không gian vũ trụ, trăm triệu tỷ vạn ngôi sao. Bởi vì cái này không gian kỳ điểm, chân thực quá nặng nề, một sản sinh ra tới, liền than giúp thành hắc động, điên cuồng chiếm đoạt chung quanh hết thảy. Thiên Dương vực sơn hà mặt đất, cấm pháp bảo vệ yếu địa phương, nhất thời gặp phải chiếm đoạt, vô số núi cao cây cối dâng lên, điên cuồng đi Bạch Vũ trong tay không gian kỳ điểm, mất vào tay giặc đi vào, bị cắn nuốt hết. Thiên Dương vực rất nhiều võ giả, tu vi hơi yếu người, coi như xa ngoài vạn dặm, vậy gặp phải bắt được cùng chiếm đoạt, liền liền kêu thảm thiết. Trọng thương nằm trên đất Văn Thiên Đại Sư, thiếu chút nữa cũng bị chiếm đoạt, thật may Tô Nghê Thường lanh tay lẹ mắt, vẫy tay thi triển một đạo cấm pháp, bảo vệ được Văn Thiên Đại Sư. Động trời khí tượng chập chờn, hắc động than xúc đen nhánh kỳ quang, kinh động toàn bộ Thiên Dương vực. Phạm Tinh Nghiên mang rất nhiều cường giả, lật đật tới đây tra xem. Bế quan ở giữa Trùng Dương chân nhân, sắc mặt trầm xuống, mở mắt ra, dò ngó gặp ngoại giới thay đổi,
lẩm bẩm thấp giọng nói, Bạch Vũ công tử tới. Luân hồi chi chủ, có thể đừng để cho ta thất vọng. Hắn muốn xuất quan, nhưng cuối cùng là nhịn được, lựa chọn tin tưởng Diệp Thần thực lực. Lúc này Diệp Thần, đang gặp phải áp lực kinh khủng. Chỉ gặp Bạch Vũ vung tay lên, vậy một cái không gian kỳ điểm, mang hủy diệt vậy thái hư thần quang, ùng ùng chấn áp xuống tới, phải đem Diệp Thần cả người cũng cắn nuốt hết. Đây chính là thái vũ huyết mạch thần thông biến hóa sao? Quả nhiên tuyệt diệu. Diệp Thần ánh mắt động một cái, còn không gặp qua như thế quỷ bí không gian thần thông, nén không gian, than co lại thành trống rỗng, chiếm đoạt kẻ địch, đích xác là vô cùng cao siêu thủ đoạn. Cái này vẫn bị áp chế kết quả. Nếu là ở không không lúc nào không, mình sợ rằng một chiêu liền bại. Nhưng, hắn cũng không phải người yếu gì, tự nhiên không thể nào như thế tùy tiện liền bị chiếm đoạt. Thiên lôi thần mạch, thần kiếm ngự lôi quyết, phá cho ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, thiên lôi thần mạch trực tiếp mở, cả người sấm sét nổ tung, rồi sau đó sử dụng luân hồi thiên kiếm, cho đòi dẫn 9 tầng trời thần lôi, sáng rực thiên uy, lấy kiếm dẫn động. Cuồn cuộn sấm tia chớp, như thác vải vậy bạo rơi xuống, cùng luân hồi thiên kiếm dung hợp. Vù vù, luân hồi thiên kiếm kịch liệt chấn động, ánh sáng rực rỡ tách thả ra, phân quang hóa ảnh, bộc phát ra muôn vàn kinh lôi kiếm khí, ngang nhiên hướng cái đó không gian kỳ điểm chém tới. Ung ung, ngàn vạn tiếng sấm kiếm khí nổ, đem cái đó không gian kỳ điểm bên trong, nơi áp xúc ngàn vạn nặng không gian, toàn bộ đánh vỡ. Kỳ điểm phá bể, hắc động áp lực biến mất, ở giữa thiên địa, chỉ có Diệp Thần sấm sét kiếm khí, sáng rực thiên uy. Cái gì? Bạch Vũ thấy một màn này, nhất thời hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần sức chiến đấu, lại có thể như vậy hung mãnh, ra tay một cái liền phá hỏng hắn không gian thần thông. Đáng chết, luân hồi chi chủ, xem ra ta vẫn là khinh thường ngươi à. Như ta không có bị áp chế, ngươi chết sớm. Sư muội, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không ra tay giúp ta. Bạch Vũ Bảo Hiếu đứng lên, hướng về phía Mị Tâm hét lớn. Hắn cảm thấy Diệp Thần cường hãn, hôm nay mình bị quy tắc áp chế thực lực, tự mình một người mà nói, rất có thể không địch lại Diệp Thần. Hắn cần Mị Tâm trợ lực, nhưng Mị Tâm nhưng là ngây người như phỗng vậy, ngây tại chỗ, thật giống như bị Diệp Thần bá đạo trấn nhiếp, hoàn toàn không dám ra tay. Bạch Vũ, xem ra người thái vũ huyết mạch, ở chỗ này đời tinh không dưới, vậy không phát huy ra nhiều ít uy lực. Diệp Thần cười nhạt liền liền, thế giới hiện thật là hắn đạo tràng. Hắn vung tay lên, ngàn vạn tiếng sấm kiếm khí, như bão mưa đổ sông lên, mang ủng ủng sấm sét, hướng Bạch Vũ cuộn sạch đi. Nơi này cuối cùng là thế giới hiện thật, Bạch Vũ huyết mạch cùng thực lực, đều bị thực tế phép tắc hạn chế. Đây đối với Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là thiên đại hảo sự. Ở nơi này vậy hạn chế hạ, hắn nhưng là có cơ hội, trực tiếp đem Bạch Vũ xóa bỏ. Bạch Vũ thấy Diệp Thần kinh lôi kiếm khí chém đến, mắt đồng co rúc một cái. Nhưng không chút kinh hoàng, lạnh lùng nói. Luân hồi chi chủ, coi như ta huyết mạch bị hạn chế, ta không gian phép tắc nghĩa sâu xa, cũng không phải ngươi có thể kháng nhận định. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Vũ đánh ra đạo đạo dấu tay, từng cái không gian quy luật sợi tơ bành trướng, hóa thành minh mông hư không, tầng tầng trải ở trước mặt hắn. Diệp Thần kinh lôi kiếm khí, bão táp nhô lên chém, nhưng không cách nào đột phá tầng kia tầng không gian khoảng cách. Căn bản không cách nào đến gần Bạch Vũ, liền bị vô biên vô tận không gian, đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, tiêu trừ vô hình. Đây là Bạch Vũ thủ đoạn. Hắn có thái vũ huyết mạch, nắm trong tay cực hạn không gian nghĩa sâu xa, đối mặt địch nhân công kích, hắn có thể chế tạo ngàn vạn tầng không gian, lấy so vũ trụ, còn muốn xa xôi rất dài khoảng cách, hao hết kẻ địch tất cả thế công. Diệp Thần thần kiếm ngự lôi quyết, có thể cách không giết người. Bước ngang qua vũ trụ nằm ánh sáng khoảng cách, chém chết kẻ địch. Nhưng, như vậy giết hại, cũng có hạn chế. Bạch Vũ nơi phóng thích ra không gian, so với vũ trụ nằm ánh sáng còn muốn mênh mông, liền Diệp Thần thần kiếm ngự lôi quyết, đều không cách nào đột phá. Muốn đột phá, chỉ có truyền thuyết thiên đấu đại đồ kiếm. Thiên đấu đại đồ kiếm, là đời này mạnh nhất kiếm pháp, một kiếm chém ra, có thể đột phá chư thiên thời không hạn chế. Thậm chí có thể bước ngang qua năm tháng, thời gian nghịch chuyển, muốn giết ai thì giết. Chỉ bất quá, cao minh như vậy kiếm pháp, thế gian còn không người có thể luyện thành. Diệp Thần thần kiếm ngự lôi, lần nữa bùng nổ ngàn vạn lôi điện kiếm khí, gào thét chém chết,
nhưng như cũ không có thể đột phá tràn đầy trường không giữa hạn chế, các loại thủ đoạn, đều không cách nào thương tổn tới Bạch Vũ bản thân. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, như thế nào? Trừ phi ngươi có thể dựa vào gần ta thân thể, nếu không ngươi là không đả thương được ta. Bạch Vũ cười lớn, cách không một kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang, ở ngàn vạn nắng không gian bên trong, không ngừng chiếu lớn mạnh, cuối cùng khỏa cuốn động trời không gian chi lực, tích giết hướng Diệp Thần. Đại mộ thần kiếm, phá cho ta. Đối mặt như vậy động trời một kiếm, Diệp Thần thậm chí cần sử dụng đại mộ thần kiếm, mới có thể ngăn cản. Nhưng, thi triển đại mộ thần kiếm sau Diệp Thần, linh khí cũng bị tiêu hao rất nhiều. Tô Nghê Thường, Phạm Tinh Nghiên, còn có Thiên Dương vực rất nhiều các cường giả, thấy như vậy tình huống chiến đấu, đều là cảm giác sâu sắc lo âu. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thần dây dưa cũng phải bị Bạch Vũ dây dưa chết. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi sức chiến đấu xác thực như người thú, ta không phải ngươi địch thủ. Nhưng, thần thông của ta biến hóa, so ngươi tuyệt diệu gấp vạn lần, ngươi sẽ chờ bị ta chơi chết đi. Bạch Vũ liều lĩnh cười to, hắn thân thể trôi lơ lửng ở trên trời, nhìn như cùng Diệp Thần khoảng cách không xa, nhưng trong thực tế, trong hai người lúc đó, cách nhau trước ngàn vạn nặng không gian khoảng cách. Vậy ngàn vạn nặng không gian, mỗi một tầng đều là một cái vũ trụ tinh không, Diệp Thần muốn đột phá, thì phải vượt qua so vũ trụ năm ánh sáng còn muốn rất dài khoảng cách, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn muốn đánh bại Bạch Vũ, nhất định phải đến gần Bạch Vũ thân thể, đánh cận chiến. Nhưng ở như vậy rất lâu, tuyệt vọng như vậy không gian khoảng cách hạ, hắn lại như thế nào có thể đến gần? Ha ha, thật lấy là ta không gần được ngươi thân. Đại hoang trộm thiên thuật, phá cho ta. Diệp Thần nhìn Bạch Vũ phách lối hình dáng, nhưng là chút nào không hoảng hốt, ngược lại cười lạnh, bàn tay nắm chặt, trong tay nổ lên hoang cổ hơi thở, đại hoang trộm thiên thuật ngay tức thì thi triển ra. Đại hoang trộm thiên thuật vừa thi triển ra, Diệp Thần liền ăn trộm không gian, từng tầng một không gian than xúc, phát ra ủng ủng bạo diệt tiếng vang. Ngay chớp mắt, nơi có không gian, đều bị Diệp Thần trộm mất. Diệp Thần cùng Bạch Vũ khoảng cách, lập tức bị kéo gần lại. Ở vô số đôi ánh mắt kinh hãi bên trong, Diệp Thần lắc người một cái, liền xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt, đưa tay bắt được Bạch Vũ cổ áo, xem nắm được một con gà con. Bạch Vũ ngây ngẩn, nhìn Diệp Thần gần ở dề già thước gương mặt, hắn cả người đều ngây người, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ngươi. Bạch Vũ cả người run rẩy, chỉ cảm thấy ở Diệp Thần cầm nặn hạ, cả người lại là dùng không ra chút nào khí lực. Cười à, tiếp tục cười à, làm sao không cười? Diệp Thần khóe miệng vuốt giữ tợn nụ cười, nhìn chằm chằm Bạch Vũ nói. Thời khắc này Bạch Vũ, hoàn toàn phách lối không đứng lên, cả người cũng đang run run. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể lập tức phá hỏng hắn không gian quy luật, ngay tức thì giết tới trước mặt hắn. Hắn thái vũ huyết mạch, các loại không gian thủ đoạn, đích xác là tuyệt diệu tuyệt luân. Nhưng, Diệp Thần đại hoang trộm thiên thuật, vừa vặn có thể ăn trộm không gian, nhưng là mơ hồ khắc chế hắn. Ngươi một thân một mình, liền muốn hạ xuống giết ta, không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt. Diệp Thần thanh âm lạnh lùng, thật ra thì mị tâm ban đầu hạ xuống, vậy chỉ là muốn đến gần hắn, từ từ mưu đồ, căn bản không dám lộn xộn sát thủ. Bởi vì luân hồi khí vận cùng thực lực, chư thiên quá rõ ràng, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đà đế cổ thần, có thể là bởi vì mị tâm bại lộ, thất vọng tức giận dưới, lại là muốn để cho Bạch Vũ trực tiếp động thủ. Chỉ bất quá, chỉ là một cái Bạch Vũ, hạ xuống đến thực tế, bị áp chế thực lực 10 không tích chữ 1, căn bản không có thể đối kháng Diệp Thần, trực tiếp bị Diệp Thần ung dung cầm nặn. Chết đi cho ta! Diệp Thần nắm được Bạch Vũ cổ, thốn kình khai thiên, cuồng bạo kinh lực bùng nổ, hòa lẫn thần kiếm ngự lôi quyết uy thế, lôi quang nhô lên, phải đem Bạch Vũ bóp chết. Bạch Vũ gương mặt đỏ lên, cổ xương cốt thẻ xem kỹ vang dội, không cách nào hô hấp. Ở Diệp Thần lực lượng nghiền ép hạ, hắn cảm thấy mình thời gian tuyến, đang từng cái băng diệt tiêu tán. Diệp Thần phát hiện, Bạch Vũ trên mình thời gian tuyến, so với Phượng Hoàng nhất mạch Phượng Thái Hư, còn muốn thưa thớt rất nhiều. Đây là bởi vì, trong quá khứ trong năm tháng, Bạch Vũ thường xuyên chịu đựng đà đế cổ thần trách phạt, đã chết qua rất nhiều lần, trên mình lưu tồn thời gian tuyến, so vậy không cường giả muốn thưa thớt rất nhiều. Cái này thì đồng nghĩa với, Diệp Thần toàn lực bùng nổ nói, có hoàn toàn xóa bỏ hắn có thể.
Bạch Vũ cảm thấy chết nguy hiểm, nội tâm khủng hoảng chấn động, hắn ở Diệp Thần bóp chết cầm nặn hạ, khó khăn nói ra, Luân. Luân hồi chi chủ, tha ta một lần, ta nguyện quy thuận. Càng cường đại người, càng sợ chết, Bạch Vũ cũng biết sinh mạng chân quý, càng không muốn lúc này chết đi, lập tức liền hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ, hy vọng có thể còn sống. Ha ha, ngươi là không không thời không cường giả, ta cũng không dám thu ngươi, ngươi vẫn là chết đi cho ta. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cũng không có thu phục Bạch Vũ ý, chỉ muốn trực tiếp xóa bỏ. Hắn thêm trong bàn tay lực độ, lại thi triển ra trụ quang huyết mạch lực lượng, vơ vét Bạch Vũ trên mình tồn tại thời gian tuyến, bảo đảm phải đem hắn tất cả tồn tại, xóa bỏ toàn bộ hết. Bạch Vũ sợ hãi không dứt, gặp Diệp Thần không chịu đầu hàng, hắn đã là hẳn phải chết. Nội tâm hắn sợ hãi, liền chuyển hóa thành tức giận. Luân hồi chi chủ, ngươi! Ngươi muốn giết ta, vậy chúng ta liền lấy mạng đổi mạng. Thái Vũ huyết mạch, cho ta bảo. Bạch Vũ quát to một tiếng, thân thể một tí bành trướng, lại là tự bạo huyết mạch. Hắn Thái Vũ huyết mạch, ngay tức thì nổ, vô số không gian mảnh vỡ, bão tố bắn ra. Trăm triệu tỷ vạn mảnh không gian mảnh vỡ, như loạn mưa vậy bắn vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần rên lên một tiếng, liền cảm thấy phiến mảnh không gian mảnh vỡ, bắn vào bên trong cơ thể. Hắn óc lập tức vô ích, một phiến chỗ trống, cái gì cũng không cảm giác được. Đầu óc hắn, vốn là có thể ung dung điều khiển mình thân thể. Nhưng hiện tại, hắn trong thân thể, tràn đầy không gian mảnh vỡ, vô số không gian, thật sâu dung nhập vào huyết mạch hắn bên trong, đem hắn thân thể mỗi cái bộ phận, hoàn toàn ngăn cách. Diệp Thần bề ngoài nhìn như, vẫn là một hoàn chỉnh người. Nhưng trong thực tế, đầu óc hắn tay chân, hắn thân thể, đều giống như từng ngọn cô đảo vậy, bị vô số mênh mông không gian ngăn cách. Đầu óc hắn, phát ra ý niệm, nhưng không cách nào đột phá không gian hạn chế, thần kinh truyền không tới tay chân trên thân thể. Hắn thân thể tay chân, lập tức cứng ngắc không nhúc nhích, không cách nào tiếp thu được đến từ đại não chỉ thị. Đây là vô cùng quỷ bí trạng thái, thế giới hiện thật bên trong, hẳn còn không có người trải qua. Bạch Vũ tự bạo huyết mạch sau đó, thân thể cũng là nổ. Nơi có thời gian tuyến tiêu diệt, hoàn toàn chết đi. Động trời nổ, máu thịt tung tóe, đợt khí hung mãnh. Diệp Thần thân thể tay chân cứng ngắc, hoàn toàn không thể né tránh, rất miễn cưỡng được nổ đánh vào, bị nổ trọng thương, rơi xuống đất, đập ra một cái hố to. Sư huynh, Mị Tâm gặp Bạch Vũ tự bạo, Diệp Thần trọng thương, nhất thời hoảng hồn. Thiên Dương vực bên này, Tô Nghệ Thường, Phạm Tinh Nhiên các người, thấy Diệp Thần trọng thương rơi xuống đất, cũng là lật đật đi qua xem kỹ xem. Mị Tâm nội tâm sợ hãi bàng hoàng, không biết như thế nào cho phải, thừa dịp loạn chạy trốn rời đi. Diệp Thần trạng thái rất không ổn, Bạch Vũ Thái Vũ huyết mạch tự bạo, lực sát thương quá lớn, tác dụng phụ cũng quá mức quỷ bí. Diệp Thần thân thể tất cả bộ phận, đều bị tầng tầng không gian ngăn cách cô lập, hắn liền nháy mắt một tí ánh mắt cũng không thể làm được. Bởi vì, làm đầu óc hắn, truyền ra nháy mắt ý niệm, còn không truyền đến trong mắt, liền bị vô biên vô tận không gian đã tiêu hao hết năng lượng. Nguy rồi, hắn thân thể. Tô Nghê Thường nắm Diệp Thần tay, ngay tức thì liền cảm thấy Diệp Thần thân thể cổ quái khác thường. Hỏa Thần Thiên Tôn, Diệp Đại Ca hắn thế nào? Làm sao không nhúc nhích? Phạm Tinh Nhiên hoảng hồn, hiện tại Diệp Thần cứng ngắc được giống như một cương thi, cả thân thương thế đang chảy máu, nhìn như đặc biệt khủng bố. Đáng sợ hơn phải, Diệp Thần trên da, dài ra bụi gai đổ gai, từng cây một bụi gai đổ gai, đâm rách ra hắn, dã man sinh trưởng, thật giống như căng bể hắn thân thể. Đó là Kinh Cức Vương tọa lực lượng. Diệp Thần hôm nay trạng thái, đặc biệt gay gâu, Kinh Cức Vương tọa mất đi áp chế, bắt đầu dã man sinh trưởng, phải đem Diệp Thần căng bể. Không tốt, Kinh Cức Vương tọa. Tô Nghê Thường khẽ cắn răng, không kịp suy nghĩ nhiều, đeo Sao Không Thần Tuyền Bình. Nhét vào Phạm Tinh Nhiên trong tay, rồi sau đó ôm trước Diệp Thần thân thể. Rào. Hạ một sát, Tô Nghê Thường thân thể hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, dung nhập vào Diệp Thần trong cơ thể, tiến vào liệt nhật mệnh tinh bên trong không gian. Khi tiến vào liệt nhật mệnh tinh không gian sau đó, Tô Nghê Thường liền thấy kinh người hình ảnh. Vô số bụi gai, ở nơi này mảnh không gian thế giới điên cuồng sinh trưởng, trồng thành rừng cây, trồng đến chân trời. Cả ngày không đều tựa như phải bị đâm xuyên qua. Chu Tước lửa cháy mạnh, cho ta trấn áp. Tô Nghê Thường biết,
Tiếp tục như vậy nữa mà nói, Diệp Thần có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nàng cắn răng, lập tức cháy mình thân thể, hóa thành một chùm oành chu tước lửa cháy mạnh, ở giữa trời đất quét qua, đem các loại dã man sinh trưởng bụi gai, toàn bộ thiêu hủy áp chế xuống. Nàng cháy mình, liền như ban đầu ở mồi lửa bên trong cháy vậy. Bất quá thời điểm đó nàng, là bị động cháy. Bây giờ nàng, là chủ động cứu Diệp Thần. Ở Tô Nghê Thường cháy hạ, kinh cức phương tỏa dã man tàn phá bừa bãi năng lượng, cuối cùng bị áp chế xuống. Nhưng, Diệp Thần thân thể tình huống, như cũ gay gâu. Hắn thân thể trong huyết mạch mặt, tồn tại một phiến mảnh không gian, đem hắn bộ phận toàn bộ ngăn cách thành trong biển rộng cô đảo, lẫn nhau không tương liên. Những thứ này không gian, đã thật sâu rơi vào huyết mạch hắn bên trong, liền đại hoang trộm thiên thuật đều không thể giải quyết. Bên ngoài, Phạm Tinh Nghiên gặp Tô Nghê Thường biến mất, dung nhập vào Diệp Thần trong cơ thể, trong lòng lại là hoảng loạn. Chỉ có một mình nàng, hoàn toàn không biết như thế nào khống chế cục diện. Nàng thử nghiệm nặn động pháp quyết, muốn là Diệp Thần chữa thương, nhưng căn bản không dùng. Sư phụ, người mau xuất quan đi. Phạm Tinh Nghiên kêu to lên, muốn kêu gọi Trùng Dương chân nhân xuất quan, nhưng cũng không có được đáp lại. Hiển nhiên, thời khắc này Trùng Dương chân nhân còn không nghĩ ra quan nhanh như vậy, hắn còn đang khôi phục nguyên khí. Diệp Thần cảm nhận được mình trạng thái gay gâu, nội tâm cũng là nặng nề. Bất quá, hắn cũng không hoảng loạn, như cũ duy trì trấn định. Xem ra muốn để cho ta khôi phục bình thường, chỉ có thể cháy hết trụ quang huyết mạch. Diệp Thần trong lòng cười khổ, trong sâu thẳm, dòm ngó thấy phương pháp phá cuộc. Chỉ cần hắn cháy hết trụ quang huyết mạch, liền có thể nghịch chuyển thời gian, để cho thân thể khôi phục lại lúc ban đầu bình thường hình dáng. Nhưng thủ đoạn như vậy, giá phải trả to lớn. Hắn mới vừa chiếm đoạt còn không bao lâu trụ quang huyết mạch, có thể thì phải từ đây này biến mất. Chỉ bất quá, đương thời giây phút, Diệp Thần vậy không có lựa chọn nào khác. Mộ chủ đại nhân, không cần bỏ ra giá lớn như vậy, ta có thể giúp ngươi chậm tách ra cục diện. Vừa lúc đó, Xích Hoàng tiên tử thanh âm, từ luân hồi mộ địa bên trong truyền tới. À, Xích Hoàng tiên tử, ngươi có biện pháp? Diệp Thần trong lòng động một cái, hỏi. Ừ, ta có thể để cho ngươi thân thể, lần nữa thành lập liên lạc. Mộ chủ đại nhân, tương lai chờ ngươi đi không không lúc nào không, chúng ta gặp mặt lại đi. Xích Hoàng tiên tử thanh âm bên trong, lại là mang một chút đoạn tuyệt ý. Hạ một sát, nàng nhắm mắt lại, cháy mình thần hồn. Nàng hóa thành màu đỏ thấm phượng hoàng, ở luân hồi mộ địa bên trong cháy, tình cảnh khá là lộng lẫy. Theo Xích Hoàng tiên tử cháy, nàng thần hồn năng lượng, ở Diệp Thần quanh thân bày, tạo thành từng cái đặc thù mạch lạc lối đi. Những lối đi này, đem Diệp Thần bị cô lập ngăn cách bộ phận, lần nữa liên hệ tới. Diệp Thần óc ý niệm, dọc theo những lối đi này, vừa có thể lần nữa câu thông thân thể. Xích Hoàng tiên tử. Diệp Thần một hồi lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Xích Hoàng tiên tử nói biện pháp, lại là trái tự thân thần hồn, là hắn mang đến sức sống. Ở Xích Hoàng tiên tử trợ lực hạ, Diệp Thần rốt cuộc có thể lần nữa khống chế thân thể. Chỉ bất quá, hắn trong thân thể, vậy từng cục không gian mảnh vỡ, cũng không có tiêu trừ, như cũng như phụ cốt chi thư vậy, thật sâu in vào huyết mạch hắn bên trong. Ở vô số không gian mảnh vụn khảm bộ hạ, Diệp Thần thân thể mỗi cái bộ phận, đều bị ngăn cách thành cô đảo. Xích Hoàng tiên tử thần hồn cháy, ở nơi này chút cô đảo tới giữa, thành lập được lối đi. Nhưng, một khi nàng thần hồn lực lượng, hoàn toàn tiêu tán nói, lối đi vết nứt, Diệp Thần liền sẽ lần nữa mất đi khống chế đối với thân thể. Nàng thần hồn cháy thiết lập lối đi, phỏng đoán có thể duy trì 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày thời gian, Diệp Thần phải nghĩ biện pháp giải quyết trong cơ thể không gian mảnh vỡ. Nếu có thể luyện hóa những thứ này không gian mảnh vỡ, ta thậm chí có thể nắm trong tay Thái Vũ huyết mạch lực lượng. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, những thứ này không gian mảnh vỡ, đối hắn mà nói, là thiên đại tai kiếp, cũng là thiên đại cơ duyên. Mỗi một khối không gian mảnh vỡ, cũng hàm chứa Bạch Vũ Thái Vũ huyết mạch tinh thuần năng lượng. Nếu như Diệp Thần có thể toàn bộ luyện hóa, liền ngang hàng là chiếm đoạt Thái Vũ huyết mạch, nắm trong tay cực hạn không gian chi lực. Đến lúc đó, trụ quang huyết mạch, Thái Vũ huyết mạch, hắn đồng thời nắm trong tay, thời gian cùng không gian bí ẩn, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, hắn thực lực, đem sẽ nhô lên bay mãnh vào. Chỉ là, những cái kia không gian mảnh vỡ,
mỗi một khối mảnh vỡ, cũng phơi bày ra thế giới bao la, như vũ trụ nằm ánh sáng vậy không tưởng tượng nổi, muốn luyện hóa, lại nói dễ vậy sao? Diệp thần, nếu như ngươi có thể tìm được vạn kiếm thần tinh mà nói, có lẽ có thể lấy kiếm phá không, luyện hóa những thứ này không gian mảnh vỡ. Vừa lúc đó, mệnh tinh thế giới bên trong, Tô Nghê Thường lên tiếng. Nàng gặp Diệp thần chịu đủ không gian hành hạ khổ, vậy đang suy tư đối sách. Trong sâu thẳm, nàng dòm ngó thấy phương pháp phá cuộc, chính là lợi dụng vạn kiếm thần tinh. Vạn kiếm thần tinh, Tô cô nương, ngôi sao này, người biết ở nơi nào? Diệp thần trong lòng động một cái, vạn kiếm thần tinh là vận mệnh thất tinh một trong, là kiếm thiên đế hiến tế tự thân, tạo ra tinh thần, ban đầu từng bị lôi thần thiên tôn chấp trưởng. Nhưng, từ lôi thần thiên tôn chết sau đó, vậy vạn kiếm thần tinh vậy thất lạc, không biết đánh rơi đến phương nào. Diệp thần trên bàn tay, có lôi thần thiên tôn lưu lại hơi thở, nếu như đến gần vạn kiếm thần tinh mà nói, liền sẽ hiển hóa ra đặc thù khí tượng. Chỉ bất quá, hiện tại Diệp thần cũng không biết, vậy vạn kiếm thần tinh rốt cuộc ở nơi nào. Xem Tô Nghê Thường hình dáng, nàng tựa hồ biết vạn kiếm thần tinh rơi xuống. Ừ, ta biết. Tô Nghê Thường nhẹ khẽ gật đầu, nói, năm đó vạn kiếm thần tinh, chết sau đó, liền rơi vào một cái kêu là Phù Văn Thánh Địa địa phương. Diệp thần nói, Phù Văn Thánh Địa. Tô Nghê Thường nói, đúng vậy, Phù Văn Thánh Địa, là không không lúc nào không một cái đặc biệt tu luyện phù đạo địa phương, cực kỳ lâu trước kia, vạn kiếm thần tinh rơi xuống, kiếm khí cắt kim loại, đem Phù Văn Thánh Địa cắt ra một miếng nhỏ. Cái này một miếng nhỏ thánh địa, hẳn là đánh mất ở thế giới hiện thật. Vạn kiếm thần tinh vậy ở phía trên. Ngươi đợi một chút, ta hiện tại giúp ngươi suy diễn vậy thánh địa tọa độ. Tô Nghê Thường đầu ngón tay bóp động, căn cứ trước cổ xưa đầu mối, suy tính vậy một miếng nhỏ thánh địa tọa độ. Diệp thần khẩn trương nhìn, ở suy tính sau một lúc, Tô Nghê Thường nhưng lộ ra một chút thống khổ bất đắc dĩ thần sắc, lắc lắc đầu nói. Không được, ta thực lực suy sụp quá nhiều, linh khí không quá đủ, suy tính không. Diệp thần. Người giúp ta một tay đi. Diệp thần nói, làm sao giúp? Tô Nghê Thường nói, người tới đây, đem ngươi linh khí bơm vào cho ta. Diệp thần ga một tiếng, thần niệm chiếu đến liệt nhật mệnh tinh thế giới bên trong, huyễn hóa ra một đạo thân ảnh, đi tới Tô Nghê Thường bên người. Tô Nghê Thường đang trôi lơ lửng ở kinh cực vương tọa bầu trời, áp chế cây có gai dã man sinh trưởng, ở nàng dưới áp chế, kinh cực vương tọa không cách nào tàn phá, Diệp thần trong lòng cũng 10 phần cảm kích. Hắn đi tới Tô Nghê Thường sau lưng, bàn tay đưa ra, để ở nàng sau lưng, đem tự thân linh khí bơm vào đi qua, nói, đủ chưa? Tô Nghê Thường đạt được Diệp thần linh khí bơm vào, tinh thần đại chấn, nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, không đủ, người gần thêm nữa ta một chút. Diệp thần gật đầu, thân thể khẩn ai nhích tới gần, một cái tay khác trưởng, vậy để ở Tô Nghê Thường sau lưng, chuyển linh khí. Gần thêm nữa một chút. Tô Nghê Thường ôn nhu nói. Diệp thần ngẩn ngơ, cũng không biết phải thế nào đến gần. Tô Nghê Thường lại đột nhiên quay đầu, thuần triệt đạm yên tĩnh trong con ngươi, mơ hồ mang theo một chút ngọn lửa vậy nóng bỏng. Nàng ôm Diệp thần, thân thể mềm mại cùng Diệp thần tướng thiếp. Diệp thần có thể cảm nhận được, nàng da thịt lửa giống vậy nóng bỏng. Rồi sau đó, Tô Nghê Thường ôm Diệp thần cổ, hai người lại là bất ngờ đụng phải một chút môi. Tô cô nương! Diệp thần hoàn toàn ngây dại. Chỉ cảm thấy có chút đột nhiên. Tô Nghê Thường cái này một cái hôn, thật là như lửa như diễm. Diệp thần cảm thấy mình quanh thân, đều là bị vô cùng ngọn lửa cháy. Tô Nghê Thường không ngừng hút lấy Diệp thần trong cơ thể linh khí. Diệp thần cả người nhất thời có chút trống rỗng, Tô Nghê Thường hấp thu đại lượng linh khí sau đó, liền buông lỏng Diệp thần, ánh mắt mang theo vẻ ngoài ý muốn và xin lỗi, nói tốt lắm, xin lỗi. Diệp thần có chút kinh ngạc. Nói, không, không có sao. Tô Nghê Thường ôn hòa cười một tiếng, nụ cười này không phải ngụy trang, mà là phát ra từ nội tâm vui mừng. Nàng đạo tâm, vốn là đã chết lặng, chỉ theo trước cái hôn này, rất nhiều tình cảm tựa như cũng hồi phục. Rồi sau đó, Tô Nghê Thường mượn Diệp thần linh khí, lần nữa suy diễn Phù Văn Thánh Địa tọa độ. Cái này một tí, nàng suy diễn đến, trong hư không truyền ra thiên cơ khí tượng, một bức cổ xưa hình ảnh hiện lên. Hình ảnh bên trong, là một phiến thật lớn lãnh thổ, như tranh vẽ cuốn vậy nằm lê lết ở thiên ngoại thiên trong thế giới hư không, phía trên hiện đầy các loại cổ xưa phù văn huyền ảo, thiên cơ che đậy,
vô cùng là che giấu. Nếu như không phải là Tô Nghê Thường nắm giữ đầu mối, căn bản không có thể suy tính đến Phù Văn Thánh Địa tọa độ. Bởi vì vậy trùng trùng Phù Văn che giấu, thiên ngoại thiên bên trong, cũng có rất ít người biết Phù Văn kia Thánh Địa rơi xuống. Lúc đầu Phù Văn Thánh Địa, ngay tại thiên ngoại thiên. Diệp Thần nhìn ngay trước cơ hội hình ảnh, quả nhiên bắt được một chút Vạn Kiếm Thần Tinh hơi thở. Vù vù, hắn lòng bàn tay, xuất hiện chập chờn, lôi quang hiện lên, cấu trúc thành một cái chữ lôi Phù Văn. Lôi thần thiên tôn lưu lại hơi thở, giờ phút này cũng có biến hóa, cùng phương xa Vạn Kiếm Thần Tinh đồng tình. Trong truyền thuyết Vạn Kiếm Thần Tinh, đúng là ngay tại Phù Văn Thánh Địa phía trên. Chỉ cần tìm được Vạn Kiếm Thần Tinh, Diệp Thần là có thể lấy kiếm phá giết, nghiền nát trong cơ thể không gian mảnh vỡ, từ đó đem những cái kia mảnh vỡ, toàn bộ luyện hóa, giải quyết thân thể khác thường, thậm chí là tiến hơn một bước, nắm trong tay Thái Vũ huyết mạch lực lượng. Tô Nghê Thường gặp cha được Phù Văn Thánh Địa rơi xuống, cũng là ôn nhu cười một tiếng, nói, vậy rất tốt, người đi Phù Văn Thánh Địa một chuyến, có lẽ liền có thể tìm được Vạn Kiếm Thần Tinh. Nàng tin tưởng Diệp Thần đại khí vận, thuộc về Diệp Thần cơ duyên, khẳng định sẽ không rơi vào khoảng không. Đa tạ ngươi, Tô cô nương. Diệp Thần cảm kích cười một tiếng, nhìn Tô Nghê Thường bộ kia ôn nhu đạm yên tĩnh tư thái, hắn nội tâm cũng là hơi rung động. Rồi sau đó, hai người đều vô cùng ăn ý vậy, cho lẫn nhau ôm một cái. Cái này ôm chầm là không nói, nhưng thắng được hết thảy. Ở ôm chầm sau khi kết thúc, Tô Nghê Thường nhưng nhẹ khẽ cắn một tí Diệp Thần dái tai, thấp giọng nói, việc giữa chúng ta, không muốn để cho Tư Thanh biết. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói tại sao? Tô Nghê Thường gò má mắc cỡ đỏ bừng, nói, tóm lại, ngươi không muốn để cho nàng biết. Diệp Thần tằng hắng một cái, nói, được rồi. Lòng hắn muốn, Tô Nghê Thường coi như là Kỷ Tư Thanh nửa sư phụ, có thể là vì duy trì hình tượng đi, cho nên chẳng muốn để cho Kỷ Tư Thanh biết nàng cái này một mặt. Diệp Thần lại cảm tạ Tô Nghê Thường mấy câu, rồi sau đó chính là rời đi mệnh tinh thế giới, tinh thần trở lại thực tế, đứng dậy. Ngoại giới, Phạm Tinh Nghiên gặp mới vừa cứng ngắc không nhúc nhích, như cương thi vậy Diệp Thần, đột nhiên khôi phục hoạt động, nhất thời kinh hãi, lại là đại hỉ, nói, Diệp đại ca, người không sao. Diệp Thần cười khổ một tí, nhưng cảm thấy thân thể từng cơn biến dạng vậy đau đớn. Mới vừa Bạch Vũ tự bạo, Diệp Thần vậy được to lớn nổ đánh vào, thương thế khá là nghiêm trọng. Tạm thời không chết được. Diệp Thần hít sâu một hơi, trước đem thương thế áp chế xuống. Hắn không thời gian chữa thương, Xích Hoàng Tiên Tử thành lập lối đi, tối đa duy trì 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày, hắn phải tìm được Vạn Kiếm Thần Tinh, luyện hóa hết trong cơ thể không gian mảnh vỡ. Diệp đại ca, người phải đi nơi nào? Phạm Tinh Nghiên gặp Diệp Thần tựa hồ phải đi, nội tâm vậy lo lắng. Hiện tại toàn bộ Thiên Dương vực đều là một phiến hỗn loạn, nàng không biết như thế nào xử lý. Ta phải đi, Phạm tiểu thư, chữa trị Văn Thiên đại sư, thuần phục nhất phí sự việc, liền giao cho ngươi. Diệp Thần nhìn xem Văn Thiên đại sư, lại nhìn xem nhất phí. Mới vừa hắn cùng Bạch Vũ chiến đấu, Bạch Vũ cuối cùng lại tự bạo, tạo thành khủng bố phá hoại, để cho được Thiên Dương vực khắp nơi sụp đổ. Bất quá, thật may Thánh Hỏa Điện bên này, có các loại đại trận bảo vệ. Cho nên, cho dù Thánh Hỏa Điện, thuộc về chiến đấu vòng xoáy nhất trung tâm, bị tổn thương, ngược lại nhỏ nhất. Vô luận là Văn Thiên Đại Sư, vẫn là nhất vĩ, cũng không có gặp phải tổn thương gì. Văn Thiên Đại Sư lửa độc thương thế, như cũng nghiêm trọng, thật may đã bắt được tinh không thần tuyền. Bên trong tay người có tinh không này thần tuyền, không cần sợ. Diệp Thần an ủi. Nhưng mà, Phạm Tinh Nghiên nhìn trong tay bình, nội tâm như cũ lo lắng bất an. Chữa trị Văn Thiên Đại Sư, thuần phục nhất vĩ, những chuyện này quá trọng yếu, liên lụy nhân quả, cũng quá mức to lớn, nàng lo lắng tự mình xử lý không được. Tin tưởng mình, Phạm tiểu thư, ta đi trước. Diệp Thần cười một tiếng, sờ một cái Phạm Tinh Nghiên đầu, khích lệ nàng một phen, rồi sau đó chính là rời đi Thiên Dương vực. Diệp đại ca, Phạm Tinh Nghiên gặp Diệp Thần đi, nội tâm khẩn trương, muốn đuổi kịp đi giữ lại. Nhưng, Diệp Thần có càng chuyện trọng yếu phải làm, tự nhiên không thể nào lưu lại nữa. Diệp Thần rời đi Thiên Dương vực, phong tỏa Phù Văn Thánh Địa tọa độ, cấp tốc phá không đi. Mà ở Diệp Thần chạy tới Phù Văn Thánh Địa thời điểm, không lúc nào không bên trong, Đà Đế Thiên Tông Trung ương,
thiên tội cổ kiếm kiếm trên đỉnh, đà đế cổ thần nhưng là vô cùng tức giận, vô cùng kinh hãi. Bạch Phú chết, điều này sao có thể? Diệp Thần vậy tiểu tử, lại có thể giết chết Bạch Vũ. Bạch Vũ coi như bị áp chế thực lực, chỉ có thể phát huy một tầng, hẳn cũng không khả năng chết tại thế giới hiện thật à. Đà đế cổ thần cơ hồ muốn hộc máu, hắn đã bắt được thiên cơ, biết được hết thảy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Vũ sẽ chết ở Diệp Thần trong tay, thậm chí chết được như thế thê thảm, liền Thái Vũ huyết mạch cũng tự bạo. Xem luân hồi huyết mạch, trụ quang huyết mạch, Thái Vũ huyết mạch vân. Vân, chư thiên hạng trước 10 huyết mạch tồn tại, cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, chỉ có thể là một người chấp trường, đặc biệt chân quý. Bạch Vũ tự bạo, đà đế thiên tông mất đi Thái Vũ huyết mạch, tổn thất đặc biệt thảm trọng. Mị tâm vậy nha đầu, ta nhất định phải nàng chết. Đà đế cổ thần nhớ tới mị tâm, lại là tức giận. Ở hắn bên người, mấy cái hộ pháp dạ xoa cùng thị trước, hắc huyết ma tôn vậy ở trong đó, thấy hắn chấn nộ tư thái, cũng không dám ra ngoài tiếng, yên lặng cúi đầu. Đang tức giận sau này, đà đế cổ thần liền làm mấy cái hít thở sâu, miễn cưỡng coi như là tỉnh táo lại, âm trầm nói. Là ta qua loa, táng diệt luân hồi, quả nhiên không đơn giản như vậy. Hắn lấy lại bình tĩnh, tự định giá được mất. Diệp Thần tiến bộ, càng lúc càng nhanh, xem khuynh hướng này, Diệp Thần tương lai nếu là phi thăng không không lúc nào không, đó chính là muốn một bước lên trời, thành làm thiên đế chủ thần. Đến lúc đó, đúng là đà đế cổ thần ngày tận thế. Coi như không thể táng diệt luân hồi, vậy phải chèn ép Diệp Thần kiêu căng, không thể lại để cho hắn tiếp tục tiến bộ đi xuống. Đà đế cổ thần nghĩ như vậy, hoàn toàn tỉnh táo lại, ánh mắt lóe lên, không ngừng tự định giá đối sách. Chung quanh mấy cái hộ pháp dạ xoa, thấy đà đế cổ thần như vậy lạnh lùng hình dáng, đều là câm như hến, không biết hắn sẽ có hành động gì. Xem ra, là thời điểm phải đi vạn khư thần điện một chuyến. Đà đế cổ thần nhẹ nhàng mở miệng, dù gì nói. Đám người dạ xoa nghe đà đế cổ thần phải đi vạn khư thần điện, vậy muốn đến là muốn đi gặp Vũ Hoàng cổ đế, không khỏi được thất kinh. Nhưng nghĩ tới tiếp theo, không cần bọn họ đi đối phó Diệp Thần, bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm. Hạ một sát, đà đế cổ thần bóng người, liền từ tại chỗ biến mất. Đồng dạng là ở không không lúc nào không, tử thần thế giới bên trong. Tử thần thế giới, chính là tử thần giáo đoàn chỗ ở thế giới. Hôm nay, mảnh thế giới này, đã bị chia nhỏ thành hai nửa. Trong đó một nửa, do trời Khải Chí Tôn nắm trong tay. Một nửa kia, do ma nữ nắm trong tay. Ma nữ cùng thiên Khải Chí Tôn nội chiến, đã kéo dài đã mấy ngày, hai bên chết thảm thiết, kinh động toàn bộ không không lúc nào không, không thiếu thế lực đều bị liên lụy đi vào, mỗi ngày đều có hàng tỷ người chết đi. Ma nữ địa giới bên trong, một nơi hơi nước hòa hợp đầm nước bên trong. Ma nữ đang tắm, ở chiến sự khẩn trương để gặp, hưởng thụ cái này chốc lát vui vẻ cùng yên lặng. Thiên Khải Chí Tôn giao thiệp rộng hào phóng, chàng này nội chiến, hắn có thể mời vô số cao thủ trợ chiến, ta sớm muộn phải thua ở trong tay hắn. Ma nữ bình tĩnh suy tính, cảm giác sâu sắc lo lắng. Nếu như nàng còn có thể nắm trong tay Kinh Cức Vương tọa, tự nhiên không sợ. Nhưng hiện tại, Kinh Cức Vương tọa đã thất lạc, bị Diệp Thần chiếm đoạt, nàng đối mặt Thiên Khải Chí Tôn, nhưng là đặc biệt cố hết sức. Đáng chết tiểu tử, lại dám chiếm đoạt ta Kinh Cức Vương tọa, ta ngươi nhất định phải chết. Ma nữ ánh mắt lướt qua một chút tàn bạo ý, muốn đánh thắng nội chiến mà nói, nàng trước hết đem Kinh Cức Vương tọa đoạt lại. Suy tư sau một lúc, ma nữ liền kêu lên, đồng hồ cát chảy, ngươi tới đây. Nàng thanh âm rơi xuống, liền gặp một cô gái, đạp phá hư không, đi tới bên đầm nước, hướng nàng khom người thi lễ, nói, ma nữ đại nhân, ngươi cho đòi gặp ta. Cô gái này, người mặc thuần màu sắc áo lụa, da thịt mọng nước trắng như tuyết, xích hai chân, một bộ ôn nhu lưu luyến tư thái, bề ngoài nhìn như rất là thanh thuần. Nhưng ở sau lưng nàng, nhưng mơ hồ có một tòa đồng hồ cát chảy khí tượng hiển hóa. Tòa kia đồng hồ cát chảy, biểu dương ra thời gian lưu chuyển bí ẩn, tràn đầy mênh mông, vĩ đại, khí tức thần bí, giống như hàm chứa cuối cùng năm tháng bể dâu, thời gian đại lộ triết lý. Cô gái này chính là tử thần giáo đoàn 12 tiệc hộ pháp bên trong, hạng thứ 3 tiệc tồn tại, biệt hiệu là đồng hồ cát chảy. Đồng hồ cát chảy, lúc cát, chính là thời gian lưu chuyển tượng trưng. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ rất kinh ngạc,
Bởi vì cái này xa lậu thiếu nữ, trên mình tán phát hơi thở, cùng trụ quang huyết mạch đặc biệt tương tự. Thậm chí, nàng tựa hồ vậy nắm giữ trụ quang huyết mạch bí ẩn. Cái này là chuyện không thể nào. Bởi vì trụ quang huyết mạch, là hết sức hắn đặc biệt huyết mạch, vậy là độc nhất vô nhị tồn tại. Một người có, người khác cũng sẽ không lại có. Cái này một cái kỷ nguyên, trụ quang huyết mạch lúc ban đầu người thức tỉnh, là Lý Tuyệt Vân. Sau đó, Lý Tuyệt Vân bị Diệp Thần giết chết, trụ quang huyết mạch cũng bị Diệp Thần cắn nuốt. Nhìn kỹ lại mà nói, cái này xa lậu thiếu nữ, đúng là nắm trong tay trụ quang huyết mạch cao nhất bí ẩn, nàng tuy không có chân thực huyết mạch tồn tại, nhưng có ảo tưởng huyết mạch. Không không lúc nào không, quy luật đặc biệt thần kỳ, thứ chân thật có không được, nhưng có thể thông qua ảo tưởng phương thức, đặc biệt hiển hóa. Hiện ở nơi này xa lậu thiếu nữ trên mình thì có một cái ảo tưởng trụ quang huyết mạch, không hề là chân thực tồn tại, chỉ là một khái niệm. Nhưng cái khái niệm này, đã bị nàng tu luyện tới xuất thần nhập hóa bước, biểu dương ra các loại thời gian đại đạo bí ẩn, có lúc cát vĩ đại khí tượng hiển hóa. Đồng hồ cát chảy, ta muốn phái ngươi đi đối phó Diệp Thần. Nếu như ngươi có thể giết chết hắn, liền có thể đoạt lại kinh cức phương tọa, thậm chí để cho ngươi ảo tưởng trụ quang huyết mạch, biến thành chân thực. Ma nữ từ từ mở miệng nói, nàng nhất định phải đoạt lại kinh cức phương tọa, nếu không, không cách nào cùng Thiên Khải Chí Tôn đối kháng. Xa lậu thiếu nữ gương mặt bình tĩnh, tâm cảnh tựa hồ như thời gian năm tháng vậy thật lớn, sẽ không dậy chút nào gợn sóng, nghe được ma nữ cắt cử nhiệm vụ, nàng cũng không có biểu lộ ra chút nào kinh ngạc vẻ, vẫn là bình tĩnh hình dáng, nói. Ma nữ đại nhân, nếu là ta đi đối phó Diệp Thần, chúng ta bên này, có thể liền không ngăn được Thiên Khải Chí Tôn tấn công. Hôm nay tử thần giáo đoàn, chính là nội chiến, xa lậu thiếu nữ là hạng thứ ba hộ pháp, thực lực vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là ma nữ cánh tay phải cánh tay trái. Nếu là nàng đi, ma nữ trận doanh mất đi một thành viên đại tướng, sợ rằng khó mà cùng Thiên Khải Chí Tôn chống đỡ. Không sao, ta có thể chống đỡ mấy ngày thời gian. À, ta cho ngươi 7 ngày thời gian, ngươi hạ đi đối phó Diệp Thần, 7 ngày sau, bỏ mặc thành bại, ngươi cũng muốn quay về. Ma nữ trầm tư một hồi, liền nói. Xa lậu thiếu nữ nói, luân hồi khí vận hừng hực, ta phỏng đoán cũng giết hắn không chết, nhưng, ma nữ đại nhân, người yên tâm, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem kinh cức phương tọa đoạt trở lại. Ma nữ nói, rất tốt, ta cho ngươi tọa độ, ngươi đi đi. Nàng vung tay lên chỉ, một đạo linh quang đánh vào xa lậu thiếu nữ trên trán, đó là kinh cức phương tọa tọa độ. Kinh cức phương tọa, đã bị Diệp Thần chiếm đoạt. Chỉ cần phong tỏa kinh cức phương tọa tọa độ, tự nhiên có thể tìm được Diệp Thần. Ma nữ đại nhân, ta đi. Xa lậu thiếu nữ lại khom người thi lễ một cái, liền xoay người rời đi. Ma nữ nhìn thiếu nữ rời đi bóng người, ánh mắt đặc biệt ngưng trọng. Hiện tại, nàng đem tất cả hy vọng, cũng ký thác vào cô gái này trên mình. Nếu như xa lậu thiếu nữ, không thể đoạt lại kinh cức phương tọa mà nói, vậy chờ đợi nàng, sẽ là bị tiêu diệt vận mệnh. Lúc này, Thái Thượng Thế Giới, Vũ Hoàng Thiên Giới, trong Vạn Khư Thần Điện. Vũ Hoàng Cổ Đế đang bế quan tu luyện, đoạn thời gian này, ngoại giới thiên cơ thay đổi kịch liệt, dòng nước ngầm mãnh liệt. Diệp Thần ánh sáng rực rỡ lớn thả, đánh bại ma tổ vô thiên, luân hồi trận doanh kiêu căng chính là hừng hực. Nhưng, Diệp Thần cùng Trùng Dương chân nhân, Đạo Đức Thiên Tôn, còn có Mị Tâm, Bạch Vũ đám người tranh đấu, kích động thiên cơ, cũng bị Vũ Hoàng Cổ Đế cảm giác được. Bạch Vũ tự bảo, thằng nhóc này bị không gian mảnh vỡ gây thương tích, hắn phải đi nơi nào? Vũ Hoàng Cổ Đế nhướng mày một cái, cong ngón tay tính toán, muốn biết rõ Diệp Thần bước kế tiếp động tác, từ đó nói trước bố cục. Chỉ bất quá, Diệp Thần phải đi Phù Văn Thánh Địa, tìm Vạn Kiếm Thần Tinh sự việc, thiên cơ đặc biệt ẩn núp, Vũ Hoàng Cổ Đế vậy suy tính không tới. Đang nghi ngờ lúc đó, Vũ Hoàng Cổ Đế đột nhiên ngửi được một hồi cổ quái mùi vị. Cái mùi này, chỉ có người chết trên mình, mới biết tản mát ra, hỗn hợp thi thúi cùng hơi thở tử vong, để cho người rợn cả tóc gáy. Trước mắt hắn hư không, một hồi chấn động, một cổ quỷ bí vô hình đồ, sắp sản sinh ra tới. Phương nào yêu vật? Vũ Hoàng Cổ Đế đại chấn, liền muốn ra tay chấn áp. Là ta, Vũ Hoàng Cổ Đế.